Thủ tướng xuất hiện đúng lúc Hạ Tưởng vừa mới đẩy cửa đi vào, là trùng hợp hay là cố ý, trong lòng các vị chủ tịch tỉnh đang ngồi ở đây có vị đã đoán ra rồi. Hạ Tưởng vội xoay người, sau đó tránh sang một bên, cung kính nói. Chào Thủ tướng. Lại cười trừ giải thích. Không phải tôi cố ý đến muộn, mà là đường Bắc Kinh tắc quá. Tắc đường là khiến người tắc đường quan tâm, nhưng nếu kinh tế cũng tắc, thì không chỉ là quan tâm nữa rồi, còn dễ dàng gây chuyện. Thủ tướng bắt tay Hạ Tưởng, nhanh chóng bước lên đài, người chưa ngồi xuống, tiếp tục nói. Kinh tế quốc gia hướng về Nam áp lực gia tăng, tình hình không quá lạc quan. Ở đây, tôi nói một câu không hay nếu công khai bên ngoài, chịu ảnh hưởng từ các nhân tố kinh tế hướng về Nam chịu áp lực gia tăng, phí tổn gia tăng nhanh, lợi nhuận doanh nghiệp trung ương một kỳ quá nửa đồng loạt đi xuống. Dưới tình huống này, doanh nghiệp trung ương muốn thành lập tư tưởng quá khẩn trương, khống chế có hiệu quả phí tổn, khiến hạ thấp vốn gia tăng hiệu quả trở thành có chế hiệu quả lâu dài trong kinh doanh của doanh nghiệp, mới có thể đảm bảo vững vàng quá độ. Vốn dĩ lời mở đầu của Thủ tướng có chút lệch đề, nhưng vẫn liên quan tới kinh tế, cũng coi như phù hợp, kinh tế xuôi về Nam chịu áp lực gia tăng, không chỉ là doanh nghiệp trung ương trải qua những ngày khổ sở, ngày tháng của các doanh nghiệp các nơi trong nước cùng các ngành khác đều sắp thu hẹp. Nhưng Thủ tướng lại có đề cập đến doanh nghiệp trung ương, khiến những người có lòng lập tức nghĩ đến việc tái thiết của điện địa nhiệt tỉnh Tây cùng với mâu thuẫn giữa điện địa nhiệt tỉnh Tây và mạng lưới điện quốc gia. Nếu tiếp tục mở rộng ra mà nói, mâu thuẫn giữa xưởng điện tự xây dựng của tỉnh Tề và mạng lưới điện quốc gia, e là Thủ tướng cũng nói bóng gió trong lời mở đầu. Càng biết rõ Thủ tướng luôn bất mãn với một vài chủ tịch tỉnh đối với của mạng lưới điện quốc gia, trong lòng nghĩ Thủ tướng sợ rằng mượn hội nghị hôm nay, ngấm ngầm điểm danh các loại khiếm khuyết của mạng lưới điện quốc gia. Căn cứ số liệu, từ tháng 1 đến tháng 4 tính tổng cộng doanh nghiệp trung ương thực hiện thu nhập kinh doanh đạt 6.768,131 tỷ nhân dân tệ, đồng thời tăng trưởng 11,4%. Nhưng tính tổng cộng thực hiện lợi nhuận ròng là 253,3 tỷ nhân dân tệ, đồng thời giảm 13,2%. Trong đó tháng 4 là tháng thực hiện lợi nhuận ròng là 71,35 tỷ nhân dân tệ, giảm 13,6% so với tháng 3. Sau khi Thủ tướng ngồi ổn định, tiếp tục vấn đề lúc này đang nói dở. Đến cuối tháng 3, 62 doanh nghiệp trung ương thực hiện lợi nhuận ròng đồng thời đi xuống, chiếm 53,5% toàn bộ doanh nghiệp trung ương. Kinh doanh thâm hụt có hơn 20 doanh nghiệp, chiếm 17,3%. Lọc dầu, nhiệt điện, gang thép, vận tải đường thủy cùng các ngành nghề khác, xuất hiện thâm hụt toàn ngành. Lúc này, tôi muốn nhấn mạnh một câu. Thủ tướng đưa ra một ngón tay, là tư thế tiêu chuẩn phát ngôn chính thức của Thủ tướng những. Kinh tế có tăng có giảm là hiện tượng bình thường, không bình thường là doanh nghiệp trung ương, làm doanh nghiệp trung ương, lấy một so sánh không thích hợp, là con đẻ của quốc gia, hưởng thụ chính sách các doanh nghiệp khác không có, tại sao năng lực chống đỡ biến động của thị trường lại yếu như thế, vấn đề này chúng ta phải suy nghĩ kỹ. Mặc dù xí nghiệp tư không hưởng thụ được sự giúp đỡ của chính sách, trên phương diện tiền hàng và tiền vốn, cũng không có chính sách ưu đãi gì, trên thị trường tự sinh tự giảm, ngược lại thích ứng với sự dao động của thị trường hơn so với doanh nghiệp trung ương. Hy vọng các doanh nghiệp trung ương cá biệt không cần một a đầu, không vực dậy nổi, chứ đưa tay ra muốn chính sách muốn tiền vốn ra, năng lực vận lộn với thị trường một chút cũng không có, sau khi đợi thị trường hoàn toàn buông thả, lẽ nào nói từng chỗ đều bị phá sản. Ngữ khí của Thủ tướng có chút cứng nhắc, hiển nhiên là bất mãn đối với xí nghiệp cá biệt người nhiều hơn việc cùng với việc rụt rè với dao động của thị trường. A Đẩu, tên tục của Lưu Thiện, tức Hán Hậu chủ nhà thuộc thời Tam Quốc, một ông vua bất tài hèn nhát. Chủ đề hội nghị hôm nay là người gợi ý mà truyền hình kinh tế nguồn năng lượng tỉnh Tây thành công mang đến. Sau khi Thủ tướng mở màn, bắt đầu chủ đề ngày hôm nay. Vấn đề của tỉnh Tây là vấn đề cũ thường hay nói, mấy chục năm hình thành lạc hậu, trật tự bảo thủ, cực đoan, rất nhiều người sau khi đồng chí Hạ Tưởng nhậm chức ở tỉnh Tây, không xem trọng tiền cảnh tỉnh Tây, thật lòng nói, tôi cũng hoài nghi vấn đề tỉnh Tây rốt cuộc có thể giải quyết trên cơ bản được không? Vấn đề tỉnh Tây là một giai đoạn phát triển nhất định của kinh tế nước nhà, các loại khiếm khuyết trước đây đều tích lại thành một đống, vấn đề của tỉnh Tây nếu như không thể giải quyết, sự phát triển nền kinh tế nước nhà có khả năng khó hạ cánh. Không ít người âm thầm giật mình kinh hãi. Lời Thủ tướng tương đương với việc chuyển hình kinh tế tỉnh Tây nâng cao lên đến độ cao chính trị của triển vọng quốc gia rồi. Cũng chính là nói, Hạ Tưởng thân là chủ tịch tỉnh Tây thúc đẩy chuyển hình kinh tế,
là thí điểm chuyển hình kinh tế quốc gia, vậy thì có thể nói, Hạ Tưởng dựa vào thân phận chủ tịch tỉnh trẻ nhất quốc gia, lại là người khai thác chuyển hình kinh tế cùng với gia nhập thúc đẩy mở rộng cải cách. Trọng trách như thế đặt lên trên một người chưa đầy 40 tuổi, có phải vận may hay là bất hạnh của quốc gia? Không ít người lại hướng ánh mắt về phía Hạ Tưởng, càng nhiều tình tiết phức tạp. Sau đây, mời đồng chí Hạ Tưởng giới thiệu một chút kinh nghiệm chuyển hình kinh tế nguồn năng lượng tỉnh Tây. Thủ tướng cũng không nói dài dòng, sau khi nói xong, thì mời Hạ Tưởng lên phát biểu. Hạ Tưởng lần đầu tiên lên đài đối diện gần 20 vị chủ tịch tỉnh trong nước, trong đó không ít người về sau nhất định ngồi vào vị trí bí thư tỉnh ủy, thậm chí gia nhập ở hội nghị này, trở thành người lãnh đạo quốc gia. Hắn có chút đó hồi hộp, nhẹ nhàng hít một hơi thật sâu, mới có thể chậm rãi nói. Chuyển hình kinh tế nguồn năng lượng tỉnh Tây sở dĩ đạt được bước đầu thành công, có ba nguyên nhân, một là dưới sự lãnh đạo chính xác ở Trung ương Đảng, nội các chính phủ. Hai là dưới sự nỗ lực ủng hộ của tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh Tây, cũng với giới công thương tỉnh Tây tích cực phối hợp thúc đẩy chuyển hình kinh tế nguồn năng lượng. Ba là đồng chí Lôi Trị Học vô cùng quan tâm đến công việc chuyển hình kinh tế nguồn năng lượng, nhiều lần hỏi thăm, lại tự mình dự định nhiều chi tiết. Những lời khách sáo bên trên đúng là lời bình thường của quan trường, Hạ Tưởng nói là phí lời, mọi người nghe nghe qua thì thôi, nhưng Hạ Tưởng nếu như không nói, thì là không hiểu quy tắc rồi. Quy tắc quan trường mặc dù tẻ nhạt vô dụng, nhưng lại cần thiết đi hết mỗi lần đi ngang qua sân khấu. Gần 20 vị chủ tịch tỉnh tai nghe thấy lời phát ngôn của Hạ Tưởng, sau lời phát ngôn đó, mới là trọng điểm của trọng điểm. Muốn nói sự thành công chuyển hình kinh tế nguồn năng lượng tỉnh Tây có kinh nghiệm gì đó có thể lấy làm gương, không khiêm tốn mà nói, cũng có. Kinh nghiệm tuy không thông dụng, nhưng chí ít có thể khiến các tỉnh bạn mượn một hai phần. Sau đây, tôi nói về cách nhìn của cá nhân tôi, chỗ nào không thành thục, xin Thủ tướng cùng các vị lãnh đạo phê bình chỉ ra chỗ sai. Nên đi ngang qua sân khấu đã đi xong, lời nói cũng nói xong rồi, Hạ Tưởng cuối cùng mới đi vào tình tiết quan trọng. Kỳ thực đối với hội nghị giao lưu kinh nghiệm hôm nay, Hạ Tưởng đã chuẩn bị tốt rồi, hắn muốn không phải là đem kinh nghiệm tỉnh Tây đưa ra toàn quốc, mà là đem hắn cảm ngộ và hiểu được khi nhậm chức ở tỉnh Tây, dựa vào hình thức đối thoại bình đẳng và giao lưu, báo cáo một chút tư tưởng tâm đắc với các vị chủ tịch tỉnh đang ngồi ở đây. Trong thời gian công tác tỉnh Tây, cảm xúc của tôi rất nhiều, cũng tổng kết một ít tư tưởng tâm đắc, muốn báo cáo một chút với Thủ tướng và các vị lãnh đạo ngồi đây. Là cách nhìn của cá nhân tôi. Căn nguyên của sự bần cùng lạc hậu tỉnh Tây không phải ở chỗ tư tưởng bảo thủ của người dân tỉnh Tây, mà là ở chính sách không công bằng của quốc gia. Lời này vừa nói ra, mọi người đều kinh ngạc, Hạ Tưởng trước mặt Thủ tướng nói thẳng chính sách quốc gia không công bằng, hắn muốn tạo phản. Đưa ra chính sách rất dễ dàng, thi hành lại rất khó khăn. Nguyên nhân ở đâu? Chính là ở chỗ khi đưa ra chính sách không phải vì lợi ích của dân chúng, mà là biện hộ cho lợi ích nghề nghiệp. Hoặc là lấy cờ hiệu vì nước vì dân, lấy tiền của nhà nước bỏ vào túi riêng. Nếu câu đầu tiên đều làm cho mọi người thất kinh, thì Hạ Tưởng vừa nói câu thứ hai xong, rất nhiều người hít sâu một hơi khí lạnh. Hạ Tưởng không phải muốn tạo phản mà là căn bản đã tạo phản. Ngoài dự đoán của mọi người đó là, Thủ tướng vẻ mặt vẫn như bình thường, ngồi chính giữa đài, ánh mắt trầm tĩnh, vẻ mặt bình tĩnh giống như Hạ Tưởng không làm ông ta xúc động một chút nào. Là Thủ tướng khoan dung độ lượng. Hay là Thủ tướng đã biết trước nội dung Hạ Tưởng định nói? Hoặc căn bản Hạ Tưởng dưới sự mớm ý của Thủ tướng, muốn cố ý không nói ra những lời làm người ta kinh ngạc thì không chịu. Trong nháy mắt, trong lòng mọi người đang ngồi đây suy đoán vô số khả năng. Hạ Tưởng dừng lại, có lẽ là ý thức được lời của hắn quá mạnh mẽ, khẽ mỉm cười. Thật ra, ý của tôi không phải chỉ trách xuất phát điểm chế định chính sách của nhà nước không tốt, mà muốn nói lên một sự thật đó là... Vì sao nhiều khi xuất phát điểm rất tốt, cuối cùng lại lòng tốt làm chuyện xấu? Trong cuộc sống không thiếu những người nhiệt tình trong mọi chuyện, tích cực trong mọi chuyện, nhưng thường thường cuối cùng chỉ gây ra phiền toái cho người khác. Vì sao lòng tốt lại rơi vào kết cục oán giận? Giống như trong số các chính sách pháp quy mà chính phủ đưa ra, có bao nhiêu chính sách được nhân dân đồng ý? Nếu thống kê lại thì kết quả sẽ làm chúng ta xấu hổ. Không ít người nhìn nhau. Việc Hạ Tưởng làm hôm nay chính là báo cáo thành tích chuyển hình kinh tế tỉnh Tây, sao lại lạc đề? Hạ Tưởng giống như không ý thức được mình lạc đề. Nói tiếp, tôi nghĩ, cùng lúc với việc nghiên cứu vấn đề phát triển kinh tế, cần phải quan tâm hơn đến cảm xúc của nhân dân, nâng cao chức năng của chính quyền,
giảm thiểu sự can thiệp của chính quyền vào quá trình phát triển kinh tế thị trường. Điểm quan trọng nhất chính là, chính quyền tách rời khỏi việc kinh doanh, nhường quyền cho dân chính là nhường lợi cho dân. Câu nói này rất đanh thép, rất mạnh mẽ, làm cho trong lòng không ít người xuất hiện sự đồng cảm. Cũng làm cho không ít người hiểu được một điều, Hạ Tưởng đã nêu đại ý, sự thành công trong chuyển hình kinh tế tỉnh Tây, được lợi cho các bộ phận chức năng của chính quyền lui về phía sau, là thắng lợi của kinh tế thị trường tự mình điều tiết. Đồng thời, lời của Hạ Tưởng cũng đang âm thầm ủng hộ cải cách thể chế chính trị ở lĩnh Nam. Thủ tướng hơi gật gật đầu, lộ vẻ vui mừng. Khi tôi đi qua cửa hàng sửa xe, đã nói với thợ sửa xe mấy câu. Đương nhiên, anh ta cũng không biết tôi là chủ tịch tỉnh. Bởi vì khi đó xe đạp bị hỏng, quả thực là cần phải sửa. Hạ Tưởng cười cười, trong điệu cười có ý tự chế giễu. Cũng là ám chỉ với những người đang ngồi đây, đã ngồi lâu ở vị trí lãnh đạo. Dưới mông là ngồi lên những chiếc xe xa hoa hàng triệu tệ, đã cách xa cuộc sống nhân dân đến ngàn núi vạn sông, sao có thể nghe thấy tiếng nói của nhân dân. Nói không nhiều lắm, chỉ mấy câu. Thứ nhất là anh ta mỗi ngày phải nộp 10 nhân dân tệ phí quản lý, một năm là 3.650 nhân dân tệ. Thứ hai là bộ ngành có liên quan đã đính chế ra một lớp vỏ sắt, trên đó chỉ là quảng cáo các loại hình phục vụ tiện lợi, giá thành 300 nhân dân tệ, thu phí 1.000 nhân dân tệ. Hạ Tưởng vừa nói những lời này xong, tiếng xì xào trong hội trường vang lên. Không cần nói nhiều, dù là chủ tịch tỉnh ngất ngưởng trên cao cũng biết một thợ sửa xe, cuộc sống và công việc cần cù chịu khó, một ngày có thể kiếm được bao nhiêu tiền. Nhiều nhất là mấy chục nghìn tệ. Chính là mấy chục nghìn tệ miễn cưỡng sống tạm hèn mọn này, cũng bị các ngành liên quan, bị cơ quan chính quyền của chúng ta lấy đủ mọi lý do chiếm gần 1/3. Đến một thợ sửa xe cũng bị lấy đi 1/3 số tiền kiếm được. Cuối cùng chính quyền là đơn vị chức năng, là cơ quan phục vụ dân chúng, hay là kinh doanh. Lại càng không cần nói đến các đơn vị quản lý đô thị nắm giữ các bãi để xe ô tô và xe đạp khắp các ngõ lớn phố nhỏ của thành phố. Một năm thu các loại phí, tuyệt đối là một con số kinh người. Nếu tôi nói hiện tại nhiều người dân vẫn sống trong dầu sôi lửa bỏng, có lẽ có chút khoa trương. Nhưng nếu nói mỗi người dân ngoại trừ chịu đựng ba ngọn núi lớn mới nổi trên đầu, còn phải đối mặt với các mức thu phí tằng tằng của chính quyền, còn phải vùng vẫy đau khổ đối mặt với sự hiểm độc của chủ mỏ than lòng dạ xấu xa, còn phải ăn những đồ ô nhiễm nghiêm trọng nhất trên thế giới, hít thở không khí ô nhiễm nhất trên thế giới. Chịu đựng những công việc khó khăn nhất nhưng mức thu nhập thấp nhất trên thế giới. Giống như một chiếc cung bị kéo cong đến cực điểm. Người dân Trung Quốc là người dân lương thiện chịu khó nhất trên thế giới, nhưng lưng họ luôn có ngày bị ép đến cong đến gãy. Hạ Tưởng chưa bao giờ thể hiện dục vọng như hiện giờ, bày tỏ hết nhiệt huyết và lý tưởng của hắn cho Thủ tướng và gần 20 chủ tịch tỉnh có mặt ở đây. Chính là nhân cơ hội ngày hôm nay nói cho mỗi cá nhân ở đây biết đừng tưởng rằng nhân dân mãi mãi là con sơn dương đang đợi để làm thịt, đợi đến một ngày dân chúng bị áp đến mức không còn đường lui, khi lửa giận tích tụ nhiều năm bùng phát, sẽ thiêu cháy hết mọi thứ. Thủ tướng vẫn kiên nhẫn nghe Hạ Tưởng nói, không ngắt lời hắn, thậm chí còn hơi lộ ra chút cổ động. Khiến mọi người càng hiểu rõ, mặc kệ trước đó Hạ Tưởng có mớm ý với Thủ tướng hay không, nhưng những gì Hạ Tưởng nói ngày hôm nay, chắc chắn đã đi sâu vào trái tim Thủ tướng. Rất nhiều lần tôi tự vấn lương tâm, ở mỗi một lần nhậm chức, có phải thật sự đã đem lợi ích dân chúng lên hàng đầu? Có thật sự đã làm những việc thực sự vì nước vì dân? Có thật sự chí công vô tư? Hôm nay Hạ Tưởng nói, hoàn toàn là tay không, cứ thế nói. Hơn nữa, không nói những lời quan cách sáo rỗng, tất cả đều là biểu lộ tình cảm chân thành. Tôi không hiểu nổi một số tâm lý của những tham quan và phú ông liều mạng xuất ngoại, lẽ nào nói một khi đi là có thể hưởng thụ một cuộc sống tươi đẹp. Đừng quên, đang chảy trên người các ông chính là máu của con cháu Diêm Hoàng, là người Trung Quốc da vàng mắt đen. Cho dù gia nhập quốc tịch nước ngoài, mãi mãi cũng sống trong vết giám bài ngoại của địa phương. Một khi kinh tế khủng hoảng, sẽ trở thành đối tượng công kích của chủ nghĩa dân tộc. Càng đừng quên rằng, nếu tổ quốc không giàu mạnh, thân là con cháu Hoa Hạ tên cổ của Trung Quốc sống ở nước ngoài cũng không thể đứng dậy nổi. Cho nên, tôi ở trong nước cho dù là ngu công rời núi cũng phải hoàn thành sứ mệnh. Cũng sẽ không trốn tránh thừa nhận sự vô năng và khiếp đảm của mình, lại càng không chạy đến một đất nước khác sống như một ký sinh trùng hoặc là một người khách không được chào đón ăn nhờ ở đậu. Nói rất hay. Thủ tướng cuối cùng cũng lên tiếng, nhẹ nhàng vỗ tay tán đồng lời phát biểu khẳng khái của Hạ Tưởng.
Nếu mỗi cán bộ đảng viên đều có thể như đồng chí Hạ Tưởng, suy nghĩ cho đất nước, can đảm chiếu càn khôn, ngày đất nước hưng thịnh chẳng bao lâu nữa có thể thực hiện được. Thủ tướng vỗ tay, mọi người phía dưới cũng lần lượt vỗ tay. Có người thật lòng khen ngợi những lời tâm huyết của Hạ Tưởng, có người chỉ tùy tiện phụ họa. Trong lòng không cho những lời hào nhoáng của Hạ Tưởng nói là đúng, nghĩ Hạ Tưởng có tài biểu diễn trời phú, vừa rồi diễn rất tốt. Tiếng vỗ tay ngừng lại, Hạ Tưởng mới tiếp tục nói. Nếu có người cho rằng vừa rồi là tôi diễn, tôi muốn nói chính là, mặc kệ có phải tôi diễn thật hay không, ít nhất tôi làm ra thành tích, tôi có tư cách để bày tỏ những lời này. Nghe những lời này không ít người khâm phục tính dám làm dám chịu của Hạ Tưởng. Dám ăn nói ngông cuồng trước mặt các vị chủ tịch tỉnh lão thành. Với lý lịch của hắn thật sự coi như là tuổi trẻ ngông cuồng. Nhưng với thành tích mà hắn tạo ra, cũng đủ tư cách để bình luận tình hình đất nước. Bởi vì, chưa từng có một người như Hạ Tưởng, 36 tuổi đã là một chủ tịch tỉnh. Càng không có ai giống như hắn, gánh trên vai trọng trách mở đường chuyển hình kinh tế đất nước. Vấn đề là ở chỗ, hắn hoàn toàn đã thành công. Có lẽ có người cảm thấy rằng một bài luận hùng hồn vừa rồi không liên quan gì đến việc chuyển hình kinh tế tỉnh Tây. Tôi muốn nói, ai nghĩ như vậy thì sai rồi. Điểm quan trọng của chuyển hình kinh tế tỉnh Tây nằm ở chỗ, tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh cuối cùng đặt lợi ích của nhân dân lên đầu, lấy việc trở thành công bộc của nhân dân làm điểm xuất phát, trong lòng luôn suy nghĩ đến những nỗi vất vả của công nhân than đá. Tôi không đành lòng nhìn thấy tỉnh Tây mãi mãi u ám, nhân dân tỉnh Tây không có dịp nào vui vẻ gieo hò. Tôi muốn nói chính là, nếu người làm quan đều đem việc chăm sóc nhân tính đặt lên trên hết, đều đặt khó khăn của dân chúng lên trên đầu. Khó khăn gì bệnh khó chữa trị gì, đều ở trước nhu cầu của nhân dân, không đáng để nhắc đến. Hạ Tưởng cuối cùng đã nói đến vấn đề chính. Lúc này, giọng nói tuy không khẳng khái dõng dạc, nhưng trong ánh mắt có hào quang của người đứng trên cao. Tôi thúc đẩy việc chuyển hình kinh tế ở tỉnh Tây, chỉ vì một nguyên tắc chỉ cần có lợi với quốc gia. Bất luận sống chết cũng sẽ làm, không thể vì họa phúc của bản thân mà trốn tránh sau đó tất cả khó khăn sẽ dễ dàng mà giải quyết. Hội trường sau một lúc chìm vào im lặng, tiếng vỗ tay vang lên như sấm dậy. Mọi người đều khâm phục Hạ Tưởng từ đáy lòng, mặc kệ có đồng ý với quan niệm của hắn hay không, đều bị những lời hắn nói lôi cuốn. Từ lúc sinh ra, mỗi người đều có tình cảm, chỉ là nhiều hay ít, hoặc là sau nhiều năm lăn lộn không còn lại bao nhiêu. Hôm nay được Hạ Tưởng khơi lại, nói là truyền kinh nghiệm cũng không đúng, nói là trao đổi cũng không đúng. Nhưng mặc kệ là loại nào, đã làm không ít người hiểu được, kinh nghiệm của tỉnh Tây đã hình thành văn bản. Mỗi một chủ tịch tỉnh có mặt ở đây đều cầm một phần trên tay, không cần Hạ Tưởng nói lại lần nữa, mà Hạ Tưởng nói những lời tâm huyết trên hội trường, ngược lại càng khiến những lãnh đạo ngồi đây cảm thấy rất thích thú và dễ nghe. Có người còn đem những gì Hạ Tưởng nói trên hội trường coi là phát ngôn tổng kết của Thủ tướng. Là dấu hiệu chuyển hình kinh tế vòng tiếp theo của nội các chính phủ sắp đưa lên chương trình. Cũng có người tâm tư lâu dài thầm phỏng đoán, hay là sự bộc bạch lòng mình của Hạ Tưởng là cương lĩnh cai trị của hắn ở hiện tại và trong tương lai. Đoán đúng rồi, những gì Hạ Tưởng nói trên hội nghị kinh tế chủ tịch tỉnh toàn quốc không biết sao lại truyền ra ngoài. Hơn nữa, còn vượt qua đại dương trùng trùng. Rất nhanh đến bên kia đại dương. Nước Mỹ nhiều mưu trí đang nghiên cứu nội dung trong lời nói của Hạ Tưởng, đệ trình lên nội các chính phủ một báo cáo nghiên cứu. Đưa ra kết luận vô cùng đáng sợ, Hạ Tưởng nhất định nhanh chóng cướp ngôi, một khi cướp ngôi, Hạ Tưởng chắc chắn sẽ là người lãnh đạo quốc gia cai trị cứng rắn nhất, mạnh mẽ nhất sau Trung Quốc Tam Đại Tôn Trung Sơn, Mao Trạch Đông, Đặng Tiểu Bình. Hơn nữa vẫn là người có chủ nghĩa dân tộc cực đoan. Kết luận của nước Mỹ mưu trí là chính xác hay không tạm thời không nói tới, dù sao, khoảng cách tới ngày Hạ Tưởng cướp ngôi vẫn còn rất xa. Lúc này, Hạ Tưởng đã có một trạm kiểm soát hiểm trong hiểm từ trên trời rơi xuống có người muốn làm thỏa mãn nguyện vọng của người Mỹ. Muốn mượn một vụ tai nạn mỏ bẻ gãy tiền đồ của Hạ Tưởng. Trong khi sự cố tai nạn mỏ đột nhiên xuất hiện, thì Trần Diễm mất tích lại bỗng nhiên xuất hiện trong nhà của Vương Hướng Tiền. Nếu chỉ một mình Trần Diễm thì không cần nói. Nhưng đi cùng Trần Diễm còn có Nga Ni Trần, việc này làm người ta phải suy nghĩ. Những câu nói của Hạ Tưởng, đầu tiên là bị cố vấn nước Mỹ đưa vào sự kiện quan trọng cần nghiên cứu. Sau nước Mỹ lại đến các nước đồng minh của Mỹ, ví dụ như Hàn Quốc và Nhật Bản cũng nhắc đến những lời nói của Hạ Tưởng. Theo những câu nói của Hạ Tưởng trong hội nghị chủ tịch tỉnh toàn quốc, không thể truyền ra ngoài. Hội nghị được giữ bí mật bậc cao,
không có nhà báo tham dự, những chi tiết không được công khai được tuân theo chế độ giữ bí mật, tuyệt đối không được tự động tiết lộ. Nhưng vẫn đến được nước Mỹ, có thể thấy nước Mỹ đã thấm vào hệ thống chính trị đáng sợ như thế nào. Không hề nghi ngờ gì, là có một lãnh đạo cao cấp tham dự hội nghị đã tiết lộ. Nghe nói sau khi thủ tướng biết tin, tức giận đến đập bàn mắng đồ bại hoại. Sau khi Hạ Tưởng nói, hội nghị đã tiến hành thảo luận sôi nổi. Khi thảo luận về tình hình kinh tế, đã đề cập đến vấn đề nhập khẩu chuối Philippines, diễn ra một cuộc tranh luận quy mô nhỏ. Một vị chủ tịch tỉnh của một tỉnh phía Nam giàu có không đồng ý với thủ pháp xử lý sự kiện Coca-Cola của tỉnh Tây. Đương nhiên, giọng của ông ta rất khéo léo, tuy nhiên vẫn nghe ra trong ngôn ngữ của ông ta là tỏ ý khinh miệt đối với thủ pháp của Hạ Tưởng trong sự kiện Coca-Cola. Chiến tranh kinh tế thường thường đều gây tổn thương cho hai bên. Để làm đối thủ thất bại, không nhất định phải tỏ ra cứng rắn hết sức, phương pháp cũng có thể mềm mại một chút. Chủ tịch tỉnh Vương có lẽ không hài lòng với Hạ Tưởng, có lẽ là ghen tị với người trẻ tuổi như Hạ Tưởng. Dù sao y cũng cố ý gây sự. Chủ tịch tỉnh Hạ, nghe nói tỉnh Tây cấm nhập khẩu chuối Philippines. Lẽ nào nói không nhập khẩu chuối Philippines thì có thể thể hiện rõ được phong phạm đại quốc sao? Chủ tịch Vương. Hạ Tưởng kéo dài giọng nói, vẻ mặt tươi cười ý vị sâu xa. Nhân dân tỉnh Tây sống trong đất liền, không giống nhân dân các tỉnh phía Nam thích ăn chuối. Trước kia khi giao thông không thuận lợi, nhân dân tỉnh Tây chưa bao giờ ăn chuối, cũng đã kiến lập triều đường. Chủ tịch Vương bị Hạ Tưởng nói lại, có vẻ không vui. Không cần nói về ngày xưa, lịch sử là lịch sử, hiện tại là hiện tại. Chủ tịch Vương cũng không cần nói xa xôi. Phong phạm đại quốc không phải là phong phạm hèn nhát đánh không trả đòn mắng không cãi lại. Hạ Tưởng cười lạnh. Phát triển kinh tế là việc tốt, nhưng sau khi kinh tế phát triển, cuộc sống giàu có sẽ nhàn nhã, sẽ yếu mềm, chỉ sợ chết. Hạ Tưởng chế giễu chủ tịch Vương gây chuyện về nhập khẩu chuối. Chẳng những không xuất phát từ quốc gia hoàn toàn kéo tỉnh Tây về phía sau. Trình độ tư lợi đến mức độ nào? Đúng rồi, còn có một việc tôi muốn nói với chủ tịch tỉnh Vương. Hạ Tưởng không để ý đến việc chủ tịch tỉnh Vương đã đỏ mặt. Thực tế thì tỉnh Quý đã xếp hàng thứ 5 trong các tỉnh phát triển, hôm nay than đá bán cho tỉnh Quý, nhất loạt nâng giá lên 20%. Chủ tịch tỉnh Vương xem như đã biết việc không tha cho người khác của Hạ Tưởng, tức giận nói không nên lời. Trong lòng Hạ Tưởng rất thoải mái, trong nước cũng chỉ có ít tỉnh phát triển, những tỉnh như tỉnh hắn nhiều lắm. Nếu các tỉnh liên kết lại, không cần Trung ương ra lệnh, có thể trừng phạt làm cho các tiểu quốc Nam Hải không thể thở. Chỉ có điều, vùng Duyên Hải có nhiều tỉnh giàu có, làm theo ý mình, không phát biểu gì, khiến người ta thất vọng. Hành trình của Hạ Tưởng ở Bắc Kinh nhận được kết quả kỳ diệu, làm vô số các lãnh đạo tỉnh nhận ra trong cảm nhận của các lãnh đạo Trung ương, Hạ Tưởng rất có sức nặng, hơn nữa không thể thay thế. Nhưng họ không biết là sau đó Hạ Tưởng bị Tổng Bí Thư gọi đến. Nhưng mà, khi Hạ Tưởng Xuân Phong đắc ý ở Bắc Kinh, thì chuyện Tấn Dương đã đến mức nước sôi lửa bỏng. Thật ra, có thể nói việc Tấn Dương xảy ra, Hạ Tưởng đều đã lường trước hết. Nếu không, Hạ Tưởng cũng không an tâm phát biểu ở Bắc Kinh. Thật ra Hạ Tưởng phát biểu có một dụng ý khác, là giấu sự kiện Tấn Dương. Nếu nói về trí tuệ chính trị, Hạ Tưởng tự nhận là người thứ hai, người bình thường không dám nhận thứ nhất. Mọi hành động của Hạ Tưởng đều được tính toán, còn có Nga Ni Trần và Tiên Ngũ ở Tấn Dương. Lại có Trần Diễm cảnh báo trước. Nếu không có sự chuẩn bị trước ở sự kiện tai nạn mỏ thì không phải là Hạ Tưởng. Đương nhiên, Hạ Tưởng cũng không thể tính toán hoàn hảo, cũng không biết rõ, biết sự tình không thể né tránh hắn luôn không thể gọi điện thoại nói cho Giang Cương biết, ông đừng tạo ra tai nạn mỏ nữa, tôi đã biết âm mưu của ông giống như sự không hoàn thiện của pháp luật quốc gia. Âm mưu phạm tội chưa đủ, phải phạm tội thật sự thì mới có thể định tội. Sau khi hội nghị kết thúc, Hạ Tưởng nhận được điện thoại của Nga Ni Trần. Nga Ni Trần báo cho Hạ Tưởng một tin tức. Lãnh đạo, Trần Diễm bị Lôi Tiểu Minh cưỡng ép, suýt nữa bị Lôi Tiểu Minh. Tin mà Nga Ni Trần báo làm Hạ Tưởng giật mình không ít, không nghĩ một người thông minh cả đời như Trần Diễm nhất thời hồ đồ bị dính vào đòn của Lôi Tiểu Minh. Cũng nói rõ một người luôn tự nhận là thông minh thì luôn có sai sót. Trong lòng Hạ Tưởng cũng không thương xót Trần Diễm, cũng không nghĩ đến bảo vệ Trần Diễm. Nhưng mỗi lần hắn nhắc nhở Trần Diễm cũng bị Trần Diễm tưởng hắn có ý đối với cô ta khiến hắn có ác cảm với Trần Diễm. Đàn ông thích vui vẻ với phụ nữ đẹp nhưng đàn ông cũng có cách yêu riêng của mình.
Nói không dễ nghe Trần Diễm không phải khẩu vị của hắn. Cho dù Trần Diễm hợp khẩu vị của hắn, hắn cũng không để mình xảy ra việc gì với Trần Diễm. Hắn không phải là người yêu nhiều, càng không phải người tham dục vọng. Một người đàn bà hư vinh, thế giới sẽ không yên ổn. Sau khi nghe Nga Ni Trần báo cáo xong, Hạ Tưởng trầm ngâm một lát rồi nói. Tiếp theo cứ theo kế hoạch hành động. Nhưng sự việc đã khác nhiều lắm. Nga Ni Trần khó hiểu, kế hoạch không theo kịp những thay đổi. Nếu cứ tiến hành theo kế hoạch thì, y không dám nghĩ nhiều. Không lo, tiếp theo cứ tiếp tục kế hoạch. Trời phải mưa, con gái phải lập gia đình, mặc nó đi. Hạ Tưởng nhẹ nhàng cười một tiếng. Đúng là trời thì mưa, con gái phải lập gia đình phải không? Nga Ni Trần than thở một câu, không dám để Hạ Tưởng nghe. Buông điện thoại, Nga Ni Trần liền nhận được điện thoại của Tiêu Ngũ. Sự kiện tai nạn mỏ đã bùng nổ. Cuối cùng Trần Diễm bị Lôi Tiểu Minh bắt, là Tiêu Ngũ cứu cô. Nói ra cũng khéo thật ra, cũng không thể coi là trùng hợp. Hạ Tưởng chỉ bảo Tiêu Ngũ để ý Trần Diễm một chút, chính là bảo vệ cô không bị tổn thương. Không ngờ Tiêu Ngũ bí mật bảo vệ Trần Diễm, chưa đợi Đức Giang Cương hạ độc thủ, lại gặp Lôi Tiểu Minh cho uống thuốc kích dục. Tiêu Ngũ thấy Trần Diễm ngất đi, tưởng bị Lôi Tiểu Minh cho uống thuốc kích dục. Thật ra, Trần Diễm không phải trúng thuốc kích dục mà là bị dính chất gây mê. Lôi Tiểu Minh lúc đầu định dùng thuốc, sau sợ không có tác dụng nên thay đổi. Tiên Ngũ cũng không ra tay cứu Trần Diễm, mà lấy ra máy quay, ở một vị trí thích hợp từ một góc đẹp nhất quay lại một màn kịch hay kịch tình yêu trai gái. Đương nhiên, chỉ là trước vở kịch. Cũng lạ, Lôi Tiểu Minh vội quá, hoặc y không hiểu về Trần Diễm, sốt ruột không chịu nổi, trước tiên cởi quần áo của mình, sau đó lột quần áo của Trần Diễm. Lôi Tiểu Minh không phải trẻ con, nhưng y cởi đồ của phụ nữ rất ngu. Khiến cho Tiêu Ngũ bí mật theo dõi cũng lo lắng thay y. Hoặc là do quần áo của Trần Diễm rất phức tạp, dù sao Lôi Tiểu Minh cũng toát mồ hôi. Ước chừng 4-5 phút mới xong. Phải biết rằng, hiện tại là mùa hè. Lôi Tiểu Minh cuối cùng cởi được đồ của Trần Diễm, chỉ còn đồ lót. Y đang muốn cởi đồ lót của Trần Diễm thì đột nhiên nghe thấy tiếng kính vỡ vang lên, một viên gạch xuyên qua kính, còn rất chuẩn xác ngắm trúng mông của y. Lôi Tiểu Minh sợ đến mức đứng im. Đàn ông sợ nhất đang mây mưa thì có chuyện, huống hồ y chẳng những bị dọa nạt, mà bị một viên gạch ném trúng mông, chân mềm nhũn quỳ xuống đất, thiếu chút nữa đái ra quần không đúng, hiện giờ hắn không mặc gì. Sau đó, Lôi Tiểu Minh không thấy rõ người kia là ai, đã bị đấm trúng vào trán, y thậm chí không biết đối phương sao có thể vào đây, hiện tại mắt tối sầm. Đại khái một năm đã trôi qua, qua điều trị tâm lý và thuốc thang, Lôi Tiểu Minh mới khôi phục khả năng đàn ông. Nếu Tiêu Ngũ biết việc y làm khiến một gã bí thư tỉnh ủy tuyệt tự, y chắc chắn vô cùng tự hào. Tiêu Ngũ mặc quần áo cho Trần Diễm, cũng không nhìn nhiều. Sau khi cứu Trần Diễm, im lặng cùng Trần Diễm rời khỏi phòng. Ra ngoài, ban đầu Trần Diễm định đá Lôi Tiểu Minh một cái, nâng chân lên lại thu về, cảm thấy đau xót. Sau khi biết được Tiêu Ngũ cứu Trần Diễm đồng thời có chứng cứ trong tay, Nga Ni Trần lập tức gặp mặt Trần Diễm. Y và Trần Diễm nói chuyện gì, người ngoài không biết. Nhưng sau khi nói chuyện, Trần Diễm và Nga Ni Trần đi về nhà của Vương Hướng Tiền. Không tệ, trực tiếp đến nhà họ Vương. Vương Hướng Tiền tưởng chỉ có một mình Trần Diễm, nhưng vừa mở cửa đã thấy còn có một người đàn ông xa lạ. Ngay lập tức sầm mặt, vốn định không tiếp nhưng lại nhận ra, người đàn ông này dù xa lạ nhưng lại là một trong những cấp dưới đắc lực của Hạ Tưởng Nga Ni Trần. Trong lòng y giật mình, biết hôm nay có chuyện lớn. Nga Ni Trần thản nhiên cười. Phó Chủ tịch Vương, tôi vô sự thì không đến tìm ông, có một đoạn ghi hình, muốn mời ông giám định một chút. Vương Hướng Tiền sợ đến mức đứng im, trong lòng cân nhắc lại những việc từ sau sự kiện thầy Trần. Y đã thay đổi thói quen, hơn nữa gần đây bận cũng không đi đâu vui vẻ. Nga Ni Trần đến nhà vài cái ghi hình mà Nga Ni Trần nói, hẳn là không liên quan đến ông ta. Mời Trần Diễm và Nga Ni Trần vào nhà xong. Nga Ni Trần chủ động bắt tay chủ nhà. Phó Chủ tịch tỉnh Vương, tôi muốn trao đổi với ông một chút, không biết ông có hứng thú không? Vương Hướng Tiền không ngại. Tổng Giám đốc Trần, có gì cứ nói thẳng, tôi không có nhiều thời gian lắm. Nga Ni Trần khẽ mỉm cười. Phó Chủ tịch tỉnh Vương thật sự là bận, bởi vì việc tiếp theo sẽ rất phiền toái. Vương Hướng Tiền thật sự gặp phiền hà, hơn nữa là phiền hà lớn. Phiền hà do chính mình gây ra.
nhìn đồ vật trong tay Nga Ni Trần, nghe Nga Ni Trần đưa ra điều kiện. Đường đường là phó chủ tịch thường trực tỉnh lần đầu tiên cảm thấy tự mình không giúp được gì. Chẳng những không giúp được gì, hơn nữa ánh hào quang quyền lực của phó chủ tịch thường trực tỉnh cũng không cho y một chút tự tin nào. Từng là nhân vật thực quyền xếp thứ tư tỉnh Tây nhất Hồ Bách Ứng, hiện giờ thúc thủ vô sách bị một nhân vật quản lý đô thị tầm thường gây phiền như vậy. Không phải Vương Hướng Tiền không có khả năng, mà là Nga Ni Trần và Trần Diễm phối hợp rất tốt. Trần Diễm qua chuyện của Lôi Tiểu Minh, đối với việc dựa vào Lôi Trị Học đã từ bỏ một cách triệt để. Lại được Tiên Ngũ cứu, trong lòng rất cảm kích Hạ Tưởng, cho nên hoàn toàn đồng ý với đề nghị lấy chuyện Lôi Tiểu Minh để đàm phán với Vương Hướng Tiền của Nga Ni Trần. Hơn nữa, cô cũng biết hiện giờ tính mạng của mình đang bị đe dọa, nếu lập trường không kiên định, không thấy rõ phương hướng trong gió bão của Tấn Dương, cô có thể trở thành một xác chết trong tai nạn mỏ. Nhưng, Vương Hướng Tiền suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng gật đầu một cách khó khăn. Sự cố tai nạn mỏ đã vô cùng cấp bách. Ngụ ý chính là sự cố tai nạn mỏ đã không thể né tránh, lúc này cũng không kịp thu tay lại. Nga Ni Trần cười thần bí. Phó Chủ tịch Vương hóa ra không hiểu được ý của tôi, điểm dừng chân không phải sự cố tai nạn mỏ. Vương Hướng Tiền ngẩn người. Vậy là có ý gì? Là việc giải quyết hậu của sự cố tai nạn mỏ. Nga Ni Trần thản nhiên cười, trước mặt đường đường một phó chủ tịch tỉnh, anh ta lại đưa ra điều kiện, không có chút sợ hãi nào, luôn giữ thế chủ động. Trần Diễm đứng bên cạnh, im lặng dường như cam chịu để Nga Ni Trần làm chủ, còn cô là nhân vật phụ trong đàm phán khiến cho Vương Hướng Tiền thầm giật mình. Cái gì làm cho Trần Diễm trở nên cam chịu? Đã bao nhiêu năm, y muốn nhận được sự tin phục của cô, để cô ở phía sau cho y sử dụng vẫn không thành công. Hôm nay Trần Diễm nhu mì khác thường. Trong lòng y đưa ra bao nhiêu suy đoán, không phải là Hạ Tưởng đã thành người dưới váy của Trần Diễm chứ? Không, nên nói là Trần Diễm đã thuần phục dưới khố của Hạ Tưởng. Với quan niệm của Vương Hướng Tiền, đương nhiên nghĩ Hạ Tưởng thu phục Trần Diễm chỉ có cách ở trên giường. Y nào biết rằng, thủ đoạn của Hạ Tưởng thiên biến vạn hóa. Cũng không dùng cách chinh phục phụ nữ ở trên giường. Khi Nga Ni Trần và Trần Diễm đi rồi, Vương Hướng Tiền mới tỉnh lại. Thật sự. Sao y lại bị Nga Ni Trần và Trần Diễm phối hợp ép buộc? Tuy nói Trần Diễm nắm trong tay nhược điểm của y, nhưng không đến mức bị Nga Ni Trần lôi kéo. Ức quá, rất ức. Vừa buồn bực tức giận, vừa mở băng ghi hình xem không thể nghi ngờ, CD mà Nga Ni Trần để lại, chính là tài liệu phục chế càng nhìn càng tức, thiếu chút nữa đá bay máy tính. Tiên sư thằng Lôi Tiểu Minh, chơi trò gì chứ? Dám ngang ngược với Trần Diễm cứng rắn thế, thật sự là ăn gan hùm tim báo. Cho dù Trần Diễm không phải là nữ thần trong cảm nhận của y, nhưng cũng là người phụ nữ mà y có cảm tình. Đứa trẻ danh như Lôi Tiểu Minh, cũng muốn phong tình với Trần Diễm. Mẹ nó, sẽ biết tay. Đồ dê con xấu xa. Vương Hướng Tiền lại bỗng chốc giật mình. Lôi Tiểu Minh là dê con xấu xa, chẳng phải Lôi Trị Học là đồ xấu xa sao? Tuy nhiên nghĩ lại, mắng thì đã mắng rồi, chưa biết chừng Lôi Trị Học cũng đã mắng y sau lưng rồi. Vừa nghĩ đến Lôi Trị Học, suy nghĩ của Vương Hướng Tiền càng dao động. Cuối cùng phải có lập trường như thế nào ở sự cố tai nạn mỏ? Nếu như Nga Ni Trần nói, đầu cơ hợp lý, hay là duy trì lập trường ban đầu của y, mọi việc sẽ đều thuận lợi. Vương Hướng Tiền buồn bã, khó có thể đưa ra quyết định. Sau đại hội tái thiết cổ đông công ty khai thác mỏ Andes, Nga Ni Trần trở thành người cầm lái của Andes. Giang Cương vất vả sáng lập mỏ Andes, coi thường người khác. Khí tượng sản nghiệp năng lượng của cả Tấn Dương đã thay đổi. Nga Ni Trần sau khi nắm trong tay sản nghiệp mỏ An Đạt, mặc dù ai cũng biết Nga Ni Trần là người thân tín của Chủ tịch tỉnh Hạ. Nhưng biết là một chuyện, dám công khai bàn tán hay không lại là một chuyện khác. Cho dù công khai bàn tán, cũng không thể làm gì lập tức công ty đã bước vào thay đổi quy trình khai thác than, điều chỉnh bộ máy lãnh đạo của công ty, quan tâm đến an toàn sản xuất. Đầu tư thêm hơn 100 triệu tệ. Chỉ cần chịu hạ quyết tâm, chịu bỏ công sức cùng với đầu tư lớn. Sắp xếp lại quản lý, nâng cao hình ảnh, không phải là chuyện khó khăn. Cuộc sống có rất nhiều việc khó, chỉ sợ không chịu làm. Chỉ cần muốn làm, khó khăn gì cũng có thể vượt qua. Công ty khai thác than An Đạt có thay đổi lớn. Nga Ni Trần dùng thủ đoạn của ông ta ở thành phố Lang trước đây. Vừa mềm vừa cứng, đoàn kết lãnh đạo cấp cao, đàn áp phần tử ngoan cố, phân hóa. Không đầy nửa tháng sau, đã nắm trong tay công ty khai thác than An Đạt.
khiến cho An Đạt không chỉ thuộc về ông ta trên pháp luật mà khiến cho cán bộ công nhân viên của An Đạt từ trên xuống dưới, đều coi ông ta như một người thân. Nga Ni Trần Oai Phong sương gió nhiều năm, cả đời có nhiều thất bại. Nếu không phải là Hạ Tưởng, ông ta gần như không có địch thủ. Quản lý một công ty nhỏ như An Đạt, đối với ông ta chẳng khác nào một bữa sáng. Nguyên tắc mà Nga Ni Trần tôn thờ chính là, chế định của bất luận chế độ gì cũng không thực tế như lung lạc lòng người. Nếu không vi phạm pháp luật, một lòng vì mọi người. Ngay cả một đại ca cũng có đạo lý dùng người. Làm người xuất thân từ xã hội đen như Nga Ni Trần, mặc dù đã thay đổi nhưng cách lấy lòng người vẫn thế. Một số người tưởng rằng, cho dù Nga Ni Trần ngồi trên ghế của thành viên hội đồng quản trị, cũng không có thể quản lý được An Đạt. Nhưng kết quả lại làm cho họ thất vọng, Nga Ni Trần ngồi vững vàng trên ghế của thành viên hội đồng quản trị, hơn nữa quản lý An Đạt rất dễ dàng. Không chỉ thế, sau khi Nga Ni Trần nhậm chức, táo bạo dứt khoát tiến hành cải cách chế độ tiền lương và nhân sự. Nâng cao chế độ đãi ngộ trên diện rộng đối với công nhân, đầu tư lớn cho các thiết bị an toàn cho sản xuất. Cứ như thế, nhiều người nhận ra Nga Ni Trần đầu tư cho sản xuất chắc chắn không có hồi kết. Kết quả khiến bọn họ ghen tị chính là, công nhân sản xuất tích cực chưa từng thấy, chẳng những sản lượng than đá sản xuất tăng cao, hơn nữa sản lượng tiêu thụ cũng tăng vọt. Càng làm cho người ta không thể tin chính là, cổ phiếu của công ty khai thác than An Đạt từ chỗ là thứ rác rưởi đột nhiên sống lại, rồi tăng lên. Chẳng những khôi phục giá trị bình thường, còn tăng thêm một chút. Nói tóm lại, công ty khai thác than An Đạt dưới sự dẫn dắt của Nga Ni Trần, đương nhiên cũng có một bàn tay khổng lồ thúc đẩy ở phía sau, đã nhanh chóng đi vào quỹ đạo chính. Đúng là công ty khai thác than An Đạt tình hình tốt lên, đưa việc chuyển hình kinh tế tỉnh Tây lên một hướng mới. Khắp các nơi trong tỉnh đang chuẩn bị cho sự chuyển hình kinh tế nguồn năng lượng. Trong lúc việc chuyển hình kinh tế nguồn năng lượng đang đạt được thành quả, đột nhiên, lại xuất hiện một sự kiện kinh thiên không ngờ. Sở dĩ nói là kinh thiên, là bởi vì gần 2 năm nay lĩnh vực khai thác than ở tỉnh Tây đều không xảy ra sự cố gì lớn. Làm người ta càng kinh ngạc hơn chính là, ngay lúc công ty khai thác than An Đạt tổ chức đại hội cổ đông, sản lượng sản xuất tăng cao thì đúng lúc này xảy ra sự cố tai nạn mỏ. Hơn nữa, tai nạn lúc này đặc biệt thu hút sự chú ý của mọi người. Mọi người bao gồm Tấn Dương, tỉnh Tây thậm chí toàn quốc. Thậm chí là sự cố tai nạn mỏ lan ra toàn châu Á, kinh động thế giới. Một người công nhân đã 10 năm khai thác than đá trước khi xảy ra tai nạn đã phát hiện bất thường. Ở một miệng lò đã bỏ không, không ngờ có người đứng xung quanh, rồi có người xuống đó, rất thần bí, vây xung quanh không cho người ngoài vào, cũng không biết làm gì. Khoảng 3 tiếng sau, trời tối, công nhân lục đục tan tầm, không ai ở lại để ý đến những người này làm gì. Tuy nhiên lão Tiền lại đặc biệt để ý đến, ăn cơm tối xong quay lại đấy, đã thấy họ lấp đất lên trên. Sau đại hội của công ty An Đạt, nhân viên qua lại rất nhiều, nhiều người lão Tiền không quen. Nhưng thái độ của những người đó làm cho ông ta không vui, liền ghi thù. Nửa đêm liền quay lại xem, trong lòng thầm nghĩ, không phải là cải tạo hầm cũ, cũng không giống như lấp hầm lại. Suốt ngày họ bận rộn ở hầm than cũ, rốt cuộc muốn làm gì? Lão Tiền lặng lẽ nấp một chỗ quan sát đối phương bận trước bận sau. Dường như là đưa vật gì xuống hầm mỏ, giống như là người. Người, lão Tiền nhảy dựng lên, sao có thể thế được? Nếu thật sự là người cũng là người chết, vấn đề là đưa người chết xuống hầm làm gì? Hay là giết người diệt khẩu? Suốt một ngày vận chuyển, nếu nói thì cũng đến 100 người chết được đưa xuống giếng. À, suy nghĩ đến đây lão Tiền sợ quá kêu thất thanh thành tiếng. Rụi rụi mắt, suy nghĩ hồi lâu cũng không dám kết luận những đồ đó có phải là người hay không. Chẳng qua, càng nghĩ càng thấy không phù hợp, sao có thể cả nửa ngày không có người quản lý hỏi đến một tiếng. Tuy nói là giếng này là điểm hẻo lánh, nhưng cũng là hầm mỏ của công ty An Đạt. Hay là sau khi thay đổi xong, phân công không hợp lý, lãnh đạo đều không quan tâm. Lão Tiền suy nghĩ càng thấy không hợp lý. Ông ta suy nghĩ đến thần người, không cẩn thận gây ra tiếng động. Tiếng động vừa gây ra liền khiến cho những người kia chú ý. Ông ấy vừa ngẩng đầu thấy mấy người khí thế hầm hổ chạy đến phía mình. Ông ấy muốn chạy, nhưng không thể chạy được. Lão Tiền đã mất tích. Việc lão Tiền mất tích bị sự kiện tai nạn mỏ che giấu. Đến người nhà của ông cũng không chú ý đến việc mấy ngày ông không về nhà. Đến một tuần sau sự kiện tai nạn mỏ, trong số thi thể các nạn nhân thấy có lão Tiền.
sự việc của Lão Tiền mới được biết đến. Lão Tiền mất mạng vì tính hiếu kỳ, nhưng cái chết bất ngờ của ông ấy, với một thân phận của một công nhân khai thác mỏ bé nhỏ không đáng kể, đã thay đổi tính chất của vụ tai nạn mỏ. Thậm chí ảnh hưởng đến tiến trình xử lý sự kiện tai nạn mỏ. Càng ảnh hưởng đến vận mệnh của nhiều người, cũng đã thay đổi quỹ tích của lịch sử. Có khi, lịch sử chính là do một chuyện nhỏ nhìn như không quan trọng thúc đẩy, cuối cùng làm cho một tiểu nhân vật bị cuộc sống áp bức, sau đó khởi nghĩa vũ trang, cũng tạo nên lịch sử. Sự kiện tai nạn mỏ là cửa ải lớn nhất của Hạ Tưởng khi nhậm chức ở tỉnh Tây. Sự kiện tai nạn mỏ mang lại cho Hạ Tưởng một vấp đề khó bằng trời, cũng chế tạo ra một cơ hội tốt bằng trời. Hạ Tưởng vừa hạ cánh xuống sân bay Tấn Dương, trưởng ban thư ký tỉnh ủy Trường Mã Dục đã đến đón hắn lên xe chuyên dụng. Vừa lên xe, Trường Mã Dục đã tỉ mỉ báo cáo diễn biến sự cố tai nạn sập hầm cho hắn. Sự cố tai nạn sập hầm xảy ra vào khoảng buổi trưa. Phó Tổng Giám đốc phụ trách an toàn khai thác ở mỏ khai thác An Đạt sáng sớm đã nhận được báo cáo là có một đám công nhân đã bị khai trừ tự mình đi vào hầm khai thác than. Đám công nhân này xác thực đã bị xóa tên khỏi danh sách công nhân thuộc mỏ khai thác An Đạt, vì khi đó công ty cần phải chỉnh trang lại đội ngũ, nhằm tăng hiệu quả khai thác. Anh ta nghe xong liền tức giận, lập tức đứng dậy đi đến ngăn cản. Sau khi thăng tiến liên tục ở mỏ khai thác An Đạt, Hạ Lai rất trung thành với Nga Ni Trần. Không chỉ vì Nga Ni Trần vừa nhận chức đã đề bạt anh ta, mà còn bởi vì thủ đoạn của Nga Ni Trần rất cao minh, rất có khả năng lung lạc lòng người, khiến anh ta vô cùng khâm phục Nga Ni Trần. Hạ Lai cũng hiểu rõ một chuyện, ở mỏ khai thác An Đạt còn có không ít tâm phúc của Giang Cương, trong khoảng thời gian ngắn không có khả năng thanh trừ hết được. Cho nên xảy ra chuyện công nhân tự mình đi vào hầm khai thác than cũng không đáng ngạc nhiên, khẳng định là có lãnh đạo đứng sau ủng hộ mới có thể thuận lợi thực hiện. Ở trên đường anh ta đã nghĩ phải nhân dịp này loại trừ sạch sẽ toàn bộ thế lực còn sót lại từ cao đến thấp của Giang Cương ở mỏ khai thác An Đạt. Vội vàng chạy đến hầm, Hạ Lai lại thấy kinh hãi, không phải là vì số người ở hầm mà là bởi vì tai nạn xảy ra quá mức thảm khốc. Đúng vậy, Hạ Lai đến nơi thì sự cố tai nạn sập hầm đã xảy ra. Phía cửa hầm nồng nặc khói, một mùi ga mãnh liệt phun ra, liếc mắt một cái là thấy được ở đây vừa phát sinh sự cố sập hầm. Hơn nữa, nhìn mức độ nghiêm trọng của hơi ga thoát ra ở cửa hầm thì có thể thấy là hơn phân nửa số công nhân ở phía dưới đã rơi vào tình trạng xấu nhiều tốt ít. Làm sao lại xảy ra chuyện này? Hạ Lai thiếu chút nữa ngã xuống đất, điều đáng sợ nhất khi công nhân tự mình xuống hầm đó là rất dễ gặp chuyện không may, không ngờ sợ cái gì thì cái đó lại xảy ra. Tổ khai thác của mỏ khai thác An Đạt lần đầu tiên tự mình đi xuống hầm đã xảy ra sự cố lớn về mặt an toàn. Anh ta thân là phó tổng giám đốc phụ trách an toàn khai thác, không thể nào rũ bỏ trách nhiệm lần này. Hạ Lai nóng giận, vươn tay bắt được một gã công nhân bị dọa cho si ngốc. Phía dưới có bao nhiêu người? Không, không biết. Gã công nhân là vì nghe thấy tiếng nổ nên mới chạy tới xem, lại bị vẻ mặt méo mó của Hạ Lai dọa cho sợ hãi, lắp ba lắp bắp nói. Tôi cũng vừa mới tới, nghe người ta nói, đại khái có khoảng 100 người ở dưới. Cái gì, có khoảng 100 người. Đầu Hạ Lai cảm thấy ong ong. Sự cố sập hầm là sự cố nghiêm trọng về mặt an toàn, nhưng nghĩ lại không đúng. Tổ khai thác của mỏ khai thác An Đạt sau khi khai trừ công nhân thì chỉ còn lại tối đa là 20-30 người, làm sao lại có đến nhiều người như vậy? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hạ Lai còn chưa kịp hỏi lại cho rõ ràng, đã cảm giác được một cơn chấn động dữ dội, ở dưới hầm lại một lần nữa bị nổ khí ga. Vụ nổ có uy lực rất lớn, đất ở dưới chân đều nứt hết ra. Hạ Lai sợ đến mức sắc mặt trắng bệch, không còn đứng vững được nữa mà phải ngồi bệt trên mặt đất. Sau khi tỉnh táo lại, anh ta lại càng hiểu rõ, xong rồi, toàn bộ xong rồi, người ở dưới hầm bây giờ hoàn toàn không có khả năng sống sót. 100 mạng người là sự cố an toàn nghiêm trọng, đối với tổ khai thác và mỏ khai thác An Đạt tuyệt đối là cú đánh chí mạng. Hạ Tưởng nhíu mày. Sự cố tai nạn lần này nghiêm trọng hơn những gì hắn tưởng tượng rất nhiều. Sau hai lần nổ hầm, những thi thể ở dưới giếng chẳng những hoàn toàn bị biến dạng, mà thậm chí còn có khả năng bị nổ tan xác, không thể nhận ra ai với ai, sợ là một thi thể toàn vẹn cũng tìm không được. Độc, thật độc. Mặc dù đã lường trước được sự việc nhưng lửa giận trong lòng Hạ Tưởng vẫn hừng hực bốc cháy. Hắn xác thực không có cách nào ngăn cản Giang Cương. Nhưng hắn hy vọng sẽ giảm thiểu ảnh hưởng của sự cố xuống mức thấp nhất và tổn thất xuống mức nhỏ nhất. Hắn đúng là chủ tịch tỉnh, nhưng hắn lại không phải là không gì không làm được,
cũng không thể nắm chọn mọi chuyện trong lòng bàn tay, thậm chí cho dù đã biết trước là Giang Cương có khả năng sẽ tạo ra sự cố sập hầm để bôi nhọ hắn nhưng hắn cũng chỉ có thể âm thầm bố trí mà không thể ra tay ngăn cản từ trước. Chủ tịch tỉnh cũng tốt, bí thư tỉnh ủy cũng tốt, cũng vẫn có chỗ bất lực. Giang Cương chơi đùa với nhiều tính mệnh như vậy, tin rằng đại đa số người là đã chết rồi, nhưng không có người sống vào hầm đốt khí ga thì sao có thể phát sinh hai vụ nổ liên tiếp. Khẳng định là có người bị Giang Cương làm hại mà bỏ mạng. Từ lúc Nga Ni Trần báo cáo lại với Hạ Tưởng là sự việc xuất hiện sai lệch thì Hạ Tưởng đã từng có ý trước thu lưới trước thời hạn, muốn đánh rắn động cỏ, nhưng sau khi suy nghĩ lại, biết Giang Cương nếu như đã tỉ mỉ bày ra cục diện này, khẳng định sẽ không dễ dàng ngừng lại, chỉ một chiêu đánh rắn động cỏ mà muốn thu lại hiệu quả như ý, chỉ sợ không dễ dàng. Sự cố sập mỏ đối với chủ mỏ than mà nói, có ảnh hưởng rất lớn. Hơn nữa, Giang Cương hiện đang bị dồn đến bước đường cùng, nếu bức gã quá khiến gã nóng nảy mà dùng người sống để tạo ra sự cố sập hầm, ngay cả lấy tính mạng của Hạ Tưởng cũng không gánh chịu nổi sức nặng này. Khi ấy, chuyện sai lệch mà Nga Ni Trần nhắc đến chính là chuyện của Lôi Tiểu Minh. Khi ấy, Nga Ni Trần có một sáng kiến, muốn lợi dụng chuyện Lôi Tiểu Minh cưỡng gian Trần Diễm bất thành để đến bàn điều kiện với Lôi Trị Học, sau đó để Lôi Trị Học đến ngầm ám chỉ Vương Hướng Tiền, khiến Vương Hướng Tiền ra mặt khuyên bảo Giang Cương thu tay lại. Hạ Tưởng lại không đồng ý. Một là quá lằng nhằng, từ Lôi Tiểu Minh đến Lôi Trị Học, rồi lại từ Lôi Trị Học đến Vương Hướng Tiền, qua mấy vòng trung gian, sức ảnh hưởng sẽ bị suy giảm. Hơn nữa việc Lôi Tiểu Minh làm những chuyện như vậy với Trần Diễm cũng không thể công khai, lấy chuyện đó đến uy hiếp một bí thư tỉnh ủy, làm không tốt lại chữa lợn lành thành lợn què. Trong lúc tức giận, Lôi Trị Học có thể khiến cho mọi chuyện phát triển theo hướng ngược lại, nói không chừng lại làm lộ ra chuyện của Trần Diễm, khiến cô ở tỉnh Tây không còn chỗ dung thân. Một bí thư tỉnh ủy muốn trừng trị một nữ thương nhân, có rất nhiều biện pháp. Nhưng sau đó, Nga Ni Trần lại đưa ra ý kiến là lợi dụng sự kiện của Lôi Tiểu Minh mà kéo Vương Hướng Tiền xuống nước, với sự ngưỡng mộ của Vương Hướng Tiền đối với Trần Diễm, về chuyện Lôi Tiểu Minh muốn cưỡng gian Trần Diễm, Vương Hướng Tiền tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua sỉ nhục như thế. Hạ Tưởng chấp nhận. Sau đó, sự việc tiến triển hoàn toàn thuận lợi. Vương Hướng Tiền mặc dù không hiểu rõ nhưng vẫn làm theo kế hoạch của Nga Ni Trần. Lấy tính cách của Vương Hướng Tiền, ông ta không có khả năng làm theo một kế hoạch nào đó nếu việc đó không khiến ông ta thực sự động tâm. Trên có bản có thể nói, ngoại trừ hành động độc ác lần này của Giang Cương khiến công nhân bị nổ tan xác ở dưới hầm mỏ Tỉnh Tương, những chuyện khác đều tiến triển theo hướng vô cùng thuận lợi. Xin Chủ tịch tỉnh chỉ thị. Mã Dục ngồi cùng xe với Hạ Tưởng có hơi khẩn trương. Với cấp bậc của ông ta cộng với mỗi ngày đều phải làm việc bên cạnh Chủ tịch tỉnh. Không có khả năng để lộ sự khẩn trương trước mặt của chủ tịch tỉnh, nhưng tim ông thực sự đang đập rất nhanh, không dám nhìn thẳng vào mắt của Hạ Tưởng. Không phải vì trong mắt Hạ Tưởng để lộ ra sự tức giận mà ngược lại, vừa rồi vẻ mặt Hạ Tưởng không có chút tức giận, mà vô cùng bình tĩnh lắng nghe. Sau khi nghe chuyện của Hạ Tưởng ở Bắc Kinh, Mã Dục không khỏi có cảm giác chủ tịch tỉnh trước mặt tuy tuổi còn trẻ nhưng sâu xa khó lường, càng có hứng thú hơn với sự trưởng thành sau này của chủ tịch tỉnh Hạ. Hạ Tưởng trầm mặc một lát. Mọi chuyện để sau, trước tiên mở cuộc họp báo đã. À, Mã Dục kinh ngạc há lớn miệng, không thể tin vào lỗ tai mình, xảy ra sự cố nghiêm trọng về mặt an toàn như vậy việc đầu tiên phải làm chính là che đậy, che càng kín càng tốt, nếu thật che không được thì mới nửa thật nửa giả công bố ra bên ngoài. Hơn nữa toàn bộ chân tướng đều phải giảm đi, chủ tịch tỉnh Hạ không hề che đậy mà ngược lại công bố ra bên ngoài, là muốn làm lớn chuyện lên sao? Thật là khó nói, Mã Dục không dám tưởng tượng nữa. Chủ tịch tỉnh, có phải hay không nên kiểm tra lại một chút? Mã Dục cẩn thận nhắc nhở một câu. Không cần, trước tiên anh cứ thông báo cho các cơ quan truyền thông chủ yếu ở tỉnh Tây và các phóng viên ở tỉnh Tây, đúng 3 giờ chiều sẽ tổ chức họp báo ở Ủy ban Nhân dân tỉnh, kính mời các cơ quan thông tấn đến họp mặt. Ngữ khí của Hạ Tưởng rất chân thật, hiển nhiên là đã hạ quyết tâm. Mã Dục cũng không dám nhiều lời nữa. Lập tức lấy điện thoại sắp xếp họp báo. Vừa đến tỉnh ủy, Hạ Tưởng ngựa không ngừng vó lập tức tới gặp mặt Lôi Trị Học, báo cho Lôi Trị Học biết chuyện họp báo, Lôi Trị Học cũng là bị giật mình không nhỏ. Có phải hay không nên xem xét lại một chút rồi mới tiến hành họp báo? Sự việc càng che đậy ngược lại sẽ càng để lộ ra chuyện tỉnh ủy và Ủy ban Nhân dân tỉnh không có quyết tâm và dũng khí giải quyết hậu quả sự cố sập hầm. Bây giờ ngay lập tức công bố ra bên ngoài.
ngược lại càng biểu hiện tác phong công tác hoàn toàn dũng cảm đối mặt với sự cố tai nạn của tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh. Hạ Tưởng đã đánh động được Lôi Trị Học, nói cách khác, Lôi Trị Học cũng vô cùng mong chờ biện pháp giải quyết tai nạn sập hầm lần này của Hạ Tưởng, liền nói. Thế thì lấy danh nghĩa của ủy ban nhân dân tỉnh mà mở họp báo đi. Hạ Tưởng gật đầu, xoay người rời khỏi phòng làm việc của Lôi Trị Học, chỉ bằng câu nói cuối cùng của Lôi Trị Học, hắn có thể đoán được Lôi Trị Học không đứng phía sau sự cố tai nạn, nhưng Lôi Trị Học cũng ít nhiều biết được điều gì đó. Lấy danh nghĩa ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức họp báo ẩn ý rất rõ ràng, vạn nhất sự việc chấm dứt, thì xin thứ lỗi, ủy ban nhân dân tỉnh sẽ gánh chịu toàn bộ hậu quả. Thật ra mà nói, Hạ Tưởng vốn đã định để cho ủy ban nhân dân tỉnh gánh chịu toàn bộ vấn đề sự cố sập hầm. Mở họp báo, toàn bộ các tòa soạn báo đều nghe nói, đây là lần họp báo đầu tiên mà vị chủ tịch tỉnh trẻ tuổi tự mình ra mặt triệu tập, khẳng định đã xảy ra chuyện lớn kinh người nào đó, tất cả các phóng viên đều lập tức bỏ dở công việc đang làm mà hỏa tốc chạy đến. Lực triệu tập của Hạ Tưởng quả nhiên là kinh người, số phóng viên đến họp vượt qua cả mức tưởng tượng, thậm chí ngay cả phóng viên nước ngoài cũng để ý đến, yêu cầu phải được tham dự họp báo. Chẳng qua là do họ không có tên trong danh sách khách mời cho nên đã bị cản lại ở ngoài cửa. Đang lúc tranh chấp thì Đường Thiên Vân đi qua, vừa thấy vậy, Đường Thiên Vân liền bảo người thả hai phóng viên ngoại quốc ra, trong lòng anh ta hiểu rõ dụng ý sâu xa của Chủ tịch tỉnh Hạ khi mở cuộc họp báo này, có phóng viên ngoại quốc tham gia, xem như là thu hoạch bất ngờ. Đúng 3 giờ, Hạ Tưởng xuất hiện ở trên sân khấu, rất đúng giờ, sai khác không quá 10 giây. Hạ Tưởng vừa xuất hiện, vô số phóng viên đã tranh nhau chụp ảnh. Hạ Tưởng giơ tay lên. Trước không cần chụp ảnh vội, hôm nay họp báo, thông báo không phải là chuyện gì tốt. Một câu nói liền cắt đứt hứng thú của mọi người, phần lớn phóng viên đều đã buông máy ảnh xuống, để Hạ Tưởng giải thích thêm. Hạ Tưởng hít sâu một hơi. Đầu tiên, tôi xin cảm ơn các vị phóng viên trước mặt đã đến đây tham dự họp báo. Tiếp theo, tôi hy vọng các vị ở đây đều tôn trọng quy phạm đạo đức nghề nghiệp. Đăng tải đúng sự thật tin tức tôi công bố hôm nay. Cuối cùng, tùy vào tình huống cụ thể mà tôi sẽ quyết định có thể tiến hành họp báo lần nữa hay không, và cũng sẽ mời các vị tiếp tục tham dự. Đương nhiên, nếu như tòa báo của các vị nói sai sự thật, rồi lại phát hiện mình không có tên trong danh sách mời họp, thì đầu tiên xin hãy tự kiểm điểm xem bản thân đã làm sai chuyện gì trước. Hạ Tưởng biểu đạt ý tứ rất nghiêm túc, ngữ khí cũng nghiêm trọng, sự thẳng thắn của hắn thắng được thiện cảm trong lòng không ít người. Chúng ta đều biết, tỉnh Tây là một tỉnh lớn giàu tài nguyên trong nước, nhưng đồng thời cũng là tỉnh có nhiều sự cố tai nạn phát sinh. Hôm nay, tôi muốn thông báo với các vị một tin không tốt, đó là khoảng hơn 3 tiếng đồng hồ trước, mỏ khai thác An Đạt ở Tấn Dương đã xảy ra sự cố nghiêm trọng về mặt an toàn, bước đầu điều tra, dự tính có khoảng 100 người bất hạnh gặp nạn. Các nhà sử học đời sau ghi nhận sự kiện Hạ Tưởng mở cuộc họp báo ở tỉnh Tây là một trong 50 sự kiện lớn có ảnh hưởng tới Trung Quốc. Ngôn luận của các nhà sử học, không thiếu những lý thuyết khoa trương. Lịch sử tuy đúng là một đề tài nghiêm túc, nhưng thực tế bất cứ ai khi ghi lại lịch sử, đều không thể tránh được những phán đoán chủ quan của tác giả. Nhà sử học trước tiên cũng là một người có lập trường chính trị nhất định, sau đó mới là một nhà sử học. Cho nên, lịch sử trong mắt một nhà sử học chưa chắc đã là lịch sử chân thật, chỉ có thể nói là một phần lịch sử được họ nhận thức, tức là những phần mà họ tán đồng với lịch sử. Không ít nhà sử học đã nghiên cứu cuộc đời của Hạ Tưởng, mỗi một sự kiện có ảnh hưởng lớn mà Hạ Tưởng làm trong những thời kỳ lịch sử khác nhau thường thường dẫn đến những cuộc tranh luận kịch liệt rồi mới đạt được nhận thức chung. Thậm chí, có những tranh luận kéo dài trong suốt 10 năm vẫn không đạt được cái nhìn chung. Giống như việc Hạ Tưởng thực hiện đả kích thế lực địa phương ở tỉnh Tề, phe ủng hộ thì nhận định là Hạ Tưởng có tư tưởng thống nhất cùng với Trung ương có tác động mạnh tới các tỉnh, làm ra chiến tích lớn lao. Phe phản đối thì nhận định việc Hạ Tưởng đả kích thế lực bản địa tỉnh Tề là một hành động sai lầm, vi phạm dòng chảy của lịch sử, làm trở ngại tiến trình dân chủ của Trung Quốc, làm trở ngại Trung Quốc sớm ngày thực hiện thể chế liên bang. Nếu nói phe phản đối khi bình luận về Hạ Tưởng đều không xuất phát từ công bằng, thì cũng là có nguyên nhân, bởi vì 10 năm sau, Hạ Tưởng vẫn mạnh mẽ đả kích chế độ liên bang do những người gọi là nhà sử học và chuyên gia đề xuất. 10 năm sau, Mỹ càng ngày càng ảnh hưởng nghiêm trọng tới Trung Quốc, chẳng những các trường cao đẳng đều toàn bộ bị vùi lấp, chuyên gia bị coi không ra gì, hiện tượng xuất ngoại bỏ trốn đi vô cùng phổ biến. Những lãnh đạo cấp cao trong nước từ cấp bộ trở lên, không ít người đã lén cho con cái sang Mỹ,
Đất nước nhìn mặt ngoài thì phồn vinh nhưng thực tế sau lưng bên trong đã xuất hiện hàng trăm lỗ hổng, không chút khoa trương mà nói, là nguy có ngay trước mắt. Thành lũy dễ dàng công phá từ bên trong, tuyệt đối không phải là câu nói đùa. Hạ Tường biết rõ trọng trách lịch sử nặng nề trên vai. Dân tộc Trung Hoa là một dân tộc đã phải hứng chịu rất nhiều khó khăn, đất rộng của nhiều, kẻ Hán gian cũng nhiều. Từ Hoàng đế Mãn Thanh tới Hắc Đạo ở thềm lục địa Thượng Hải, cho tới trưởng thôn, thần đất, đâu đâu cũng có thể thấy tung tích của Hán gian. Hiện tại, Hán gian trở thành một kiểu văn hóa, trở thành những kẻ không tin vào đất nước, chỉ nhất nhất dùng thủ đoạn theo đuổi tiền bạc mưu sinh. Hán gian chính trị trong nước và Hán gian kinh tế giống như vi khuẩn đang ăn mòn thân thể người khổng lồ Trung Quốc, nếu không kịp chữa trị thì không thể trị tận gốc được. Bệnh nặng phải dùng thuốc mạnh, cái gọi là người khổng lồ Trung Quốc phương Đông, sớm muộn cũng sẽ ầm ầm gục ngã xuống đất, trở thành một con mèo bệnh ở Đông Á bị những quốc gia nhỏ ở bên cạnh cười nhạo. Sau khi Hạ Tưởng nắm quyền lớn trong tay, vừa nhậm chức đã thực hiện một loạt các cải cách mãnh liệt. Việc đầu tiên khai đao chính là cải cách giáo dục, thẳng thắn chỉ ra những nhức nhối do chính sách sản nghiệp hóa giáo dục đã gây ra cho quốc gia. Sau khi chỉ tận gốc những khiếm khuyết của sản nghiệp hóa giáo dục, đồng thời cũng thanh trừ hết thảy đám chuyên gia Hán gian lẫn lộn, vinh danh nhiều vị anh hùng đấu tranh vì dân chúng, cũng làm lộ ra những kẻ Hán gian nhận viện trợ từ Mỹ mà vẫy cờ gieo hò kinh tế, văn hóa. Nhưng đúng là Hạ Tưởng đã làm hại vô số những nhà chuyên gia giả mạo ca ngợi nước Mỹ, mà nước Mỹ lại chưa bao giờ nuôi kẻ vô dụng, khiến cho không ít Hán gian kinh tế văn hóa mất đi lượng lớn thu nhập đô la Mỹ, khiến cho không ít các nhà sử học công kích bốn phía của Hạ Tưởng, ý đồ bôi nhọ Hạ Tưởng, khiến Hạ Tưởng để lại tiếng xấu vạn năm. Những chuyện đó sau này hãy nói, hiện giờ tạm thời không đề cập tới. Mặc kệ phe phản đối nói xấu Hạ Tưởng như thế nào, trong vô số những chuyện lớn mà Hạ Tưởng đã làm, đều có thể tìm ra được điểm để công kích, đủ để đùa cợt khả năng của Hạ Tưởng. Nhưng ở chuyện Hạ Tưởng mở cuộc họp báo xử lý sự cố tai nạn ở tỉnh Tây, cả phe phản đối và phe ủng hộ đều đạt thành chung một nhận thức. Việc Hạ Tưởng đúng lúc triển khai mở cuộc họp báo, xác thật chính là một trong 50 sự kiện lớn có ảnh hưởng tới Trung Quốc. Không phải vì nội dung họp báo có bao nhiêu quan trọng, cũng không phải bởi cuộc họp báo đó có ý nghĩa chính trị sâu xa mà là bởi vì sau khi sự cố tai nạn sập hầm phát sinh mà Hạ Tưởng ngay lập tức mở cuộc họp báo, khơi dòng cho các tỉnh trong nước xử lý các vấn đề trọng đại sau này. Từ nay trở đi đã không còn tình trạng quan lại khi bắt gặp một chuyện không may nảy sinh liền che trên giấu dưới, che dậy bất chính, mở cửa chính sách thiết thực vì dân phục vụ. Từ này trở đi, sau khi phát sinh sự cố trọng đại các nơi đều nhất định đúng lúc ngay lập tức mở họp báo, lấy thái độ chân thành và dũng khí giải quyết vấn đề tạo ra sự cảm kích trong dân, để người dân giám sát toàn bộ quá trình xử lý, kéo gần khoảng cách giữa chính phủ và nhân dân, tăng cao tín nhiệm trong dân, cải thiện sâu sắc hình tượng của chính phủ. Nói không một chút khoa trương, cử động hôm nay của Hạ Tưởng đã cứu lại được tác phong và hình tượng của người làm quan trong mắt của người dân, thu được kết quả không ngờ. Hạ Tưởng không đợi điều tra rõ ràng sự cố tai nạn mà lập tức mở họp báo được xếp vào 50 sự kiện có ảnh hưởng lớn đến Trung Quốc thật không phải vì ca ngợi hư danh. Nguyên nhân sự cố đang được tiến hành điều tra. Lúc này, tôi đại diện cho tỉnh ủy trịnh trọng thừa nhận, sự cố tai nạn ở mỏ khai thác An Đạt, tuyệt đối sẽ không xuất hiện chuyện thông báo sai lệch, bất lương, nhất định sẽ thông suốt kịp thời mà công bố kết quả từng bước xử lý. Hiện tại Phó Chủ tịch tỉnh Vương Hướng Tiền đã đến hiện trường, chỉ huy công tác cứu người. Ánh mắt Hạ Tưởng trầm tĩnh như nước, vẻ mặt cương quyết mà quyết đoán, hắn phất tay phải lên. Xin các vị phóng viên, bạn bè cùng giám đốc, làm chứng cho lời nói của tôi, nếu như trong quá trình xử lý tai nạn ở mỏ khai thác An Đạt tỉnh ủy làm không kịp thời, tiến trình mờ ám, không khiến cho các nơi hài lòng, tôi sẽ chủ động đề xuất xin từ chức. Rào rào, trong hội trường đầu tiên là rơi vào im lặng trong phút chốc, sau là nổ ra một tràng vỗ tay giòn giã. Ở trong nước, có một hiện trạng phổ biến là mỗi quan viên đều coi chức quan quan trọng như tính mạng, tất cả mọi người nhất là những người đã đạt được địa vị cấp tỉnh bộ, khi xảy ra chuyện lớn, chỉ tìm mọi cách đùn đẩy hoặc trốn tránh, đẩy trách nhiệm cho cấp dưới, hoặc là che lại. Chưa từng có ai như Hạ Tưởng dám ở trong cuộc họp báo mà ra quyết định, trước mặt mọi người chủ động đề xuất từ chức, đúng là người duy nhất trong cả nước. Những người tham dự họp báo ở đây cũng đã từng tham dự không ít cuộc họp báo, vốn đã rất quen thuộc với những quan viên chỉ nói chung chung không thiết thực. Cuộc họp báo hôm nay đã khiến trong lòng mỗi người ở đây đều gợn sóng. Chủ tịch tỉnh Hạ từ đầu tới cuối không có một câu nói chung chung,
cũng thông báo số người gặp nạn không một chút kiêng kỵ, quang minh như thế, tác phong ngay thẳng như thế, tuyệt đối sẽ là một làn gió mới trên quan trường. Tiếng vỗ tay là dành cho Hạ Tưởng, cũng là dành cho những phóng viên đang ngồi đây, để họ cảm nhận được một thế hệ quan lại trẻ tuổi đang đi lên. Sau khi dứt tiếng vỗ tay, lại có người chủ động đứng lên, tiếp tục vỗ tay nhiệt liệt. Cuối cùng, tất cả phóng viên đều đứng lên, mỗi người đều mang vẻ mặt kích động, sung mãn nhiệt tình, chân thành mà vỗ tay, tiếng vỗ tay kéo dài không dứt. Hạ Tưởng ôm quyền cảm ơn trước đám phóng viên và chờ tiếng vỗ tay chấm dứt. Sau khi dứt tiếng, hắn lại dùng những từ ngữ nghiêm túc nói tiếp. Xảy ra sự cố cũng không đáng sợ, một người còn có lỗi huống chi là một tỉnh với mấy ngàn nhân khẩu. Sợ nhất chính là xảy ra sự cố mà giấu giếm không báo, che trên giấu dưới, không có quyết tâm và dũng khí đối mặt giải quyết sự cố, thầm nghĩ cứ che được là che, muốn khiến cho chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Đó không phải là biện pháp giải quyết vấn đề, đó là che tai làm ngơ. Kết thúc cuộc họp báo hôm nay, tôi muốn kể lại một chuyện xưa. Những năm cuối triều Minh, quốc khố thu vào không đủ, Hoàng đế Sùng Trinh vì muốn gia tăng quốc khố, đã bảo đại thần hiến kế sách. Kết quả là có một vị đại thần đề nghị xóa bỏ dịch trạm, khiến cho triều đình có thể tiết kiệm lương bổng cho dịch tốt. Hoàng đế Sùng Trinh đồng ý. Lịch sử chứng minh, từ đó đã nảy sinh chuyển biến to lớn, có một người trong số dịch tốt bị khai trừ, vốn dựa vào công việc ở dịch trạm mà nuôi sống một nhà già trẻ. Sau khi bị mất việc, anh ta tức giận quay về Xiểm Tây, gia nhập đội ngũ tạo phản, cuối cùng khiến triều Minh diệt vong trong tay anh ta. Tốt, họp báo hôm nay đến đây kết thúc. Khi nào mở cuộc họp báo lần thứ hai sẽ thông báo sau. Vừa nói xong, Hạ Tưởng liền xoay người rời đi, không hề nói thêm lời nào, để lại cho phóng viên một bóng dáng dứt khoát, quả quyết. Tiếng vỗ tay, lại vang lên một lần nữa. Tác phong xử lý hoàn toàn mới của Hạ Tưởng, đặc biệt mở cuộc họp báo, cùng với hình tượng một vị quan lớn cấp tỉnh lần đầu tiên dám công bố từ chức trước mặt mọi người, đã khắc ghi thật sâu trong lòng mỗi một phóng viên ở đây. Cuộc họp báo của Hạ Tưởng khá thành công, có thể nói, chẳng những có ảnh hưởng tới khí hậu trên quan trường trong nước, mà còn tạo ra lực ảnh hưởng lớn tới quốc tế. Hai phóng viên ngoại quốc được Đường Thiên Vân phá lệ cho vào họp báo, sau khi trở về đã vô cùng hưng phấn và kích động mà viết ra bản thảo. Trọng điểm bài viết không chỉ dừng ở sự cố tai nạn mỏ ở tỉnh Tây mà còn tán dương tác phong công tác mới của Hạ Tưởng, từng chữ đều có sức mạnh đi ngàn dặm. Ngược lại, sự cố tai nạn hoàn toàn trở thành thứ yếu, toàn bộ đều bị lấn át dưới ánh hào quang của Hạ Tưởng. Đồng thời, hai phóng viên ngoại quốc hoàn toàn cảm thấy tò mò không hiểu đối với câu chuyện nhỏ cuối cùng mà Hạ Tưởng kể lại, giở lại lịch sử triều Minh, cuối cùng tìm được tên một nhân vật nhỏ không đáng kể đã thay đổi lịch sử triều Minh chính là Long Khứ Mạch. Nhưng sau khi biết được dịch tốt đó là ai thì vẫn không rõ Hạ Tưởng kể chuyện đó thì có dụng ý gì, là muốn ám chỉ điều gì. Bài viết của hai phóng viên đó sau khi được đăng tải, gây nên một chấn động lớn không ngờ được. Không ít người vốn không quan tâm tới sự vụ của Trung Quốc, cũng biết đến ở Trung Quốc xa xôi có một vị chủ tịch tỉnh trẻ tuổi tên là Hạ Tưởng, chẳng những tuổi còn trẻ, hơn nữa còn dám làm dám nhận, cũng có tinh thần tiến thủ. Cuộc họp báo của Hạ Tưởng cũng tạo nên làn sóng thảo luận trong nước. Bắc Kinh, Trung Nam Hải. Tổng Bí thư dành thời gian chuyên chú lắng nghe toàn bộ cuộc họp báo của Hạ Tưởng. Sau khi nghe xong, ý tứ kín đáo mà cười. Trung Quốc cần nhiều Hạ Tưởng hơn nữa, trọng trách lịch sử, hy vọng một thế hệ mới có thể nhanh chóng khơi mào. Chuyện lạ, Tổng Bí thư dành ra thời gian 20 phút, chẳng những lắng nghe, còn tỉ mỉ xem lại một lần tóm tắt hội nghị, sau đó gật đầu nói. Rất cao minh, rất có tinh thần tiên phong, rất có ý nghĩa hiện thực. Đợt sóng thứ nhất từ sự cố sập hầm, lại kéo lên làn sóng mới, tiếp tục rằng co ở bên trong. Không chỉ Vương Hướng Tiền, ngay cả Lôi Trị Học cũng không nghĩ đến bước đầu tiên mà Hạ Tưởng giải quyết sự cố tai nạn lại là công bố thiên hạ. Vẫn tưởng Hạ Tưởng mở họp báo chỉ đơn giản là thông báo một chút tình huống, không nghĩ đến Hạ Tưởng lại tuyên bố một câu, nếu không thể giải quyết thích đáng sự cố tai nạn liền tự động từ chức. Lôi Trị Học đau đầu, rất không bằng lòng với câu nói của Hạ Tưởng. Đồng chí Hạ Tưởng, sự cố tai nạn không phải là chuyện đùa trẻ con. Làm sao có thể tùy tiện lấy việc từ chức ra mà nói. Anh quá kích động khiến cho tỉnh ủy vô cùng bị động. Lôi Trị Học tức giận là có nguyên nhân. Sự cố tai nạn đối với Hạ Tưởng giống như một thẻ phạt quan, xử lý không tốt cũng không phải không có khả năng phải tự nhận lỗi từ chức. Hạ Tưởng triệu tập họp báo, nếu chỉ là thông báo sự việc, không
không nói đến chuyện từ chức còn được, tuyệt đối không ngờ, Hạ Tưởng lại thông báo cả việc từ chức ra ngoài, tương đương nói, Hạ Tưởng đã không có đường lui trong chuyện xử lý sự cố tai nạn lần này. Nếu chỉ một mình hắn không có đường lui còn may, nhưng vấn đề là, hào ngôn tráng ngữ của Hạ Tưởng lại được ngoại giới giải thích là quyết định của tỉnh ủy và ủy ban nhân dân. Nói đúng hơn, tỉnh ủy cũng bị Hạ Tưởng đưa lên bảng. Xử lý sự cố không kịp thời, tiến trình mờ ám, kết quả không hợp ý, cho dù là Hạ Tưởng lấy dũng khí không sợ mà chủ động xin từ chức, thì tỉnh ủy cũng nhất định sẽ bị dính líu. Nguyện vọng tốt đẹp của Lôi Trị Học là hoàn toàn không muốn quan tâm tới đã như vậy tan vỡ, ông ta không tức giận mới là lạ. Rắc rối còn có, Hạ Tưởng, chủ tịch tỉnh Hạ khi họp báo còn có hai phóng viên ngoại quốc tham gia, nháo chuyện này lên, trực tiếp thông báo sự cố tai nạn ra thế giới, tỉnh Tây thật đúng là nổi danh. Lôi Trị Học xem như đã hiểu rõ, muốn cho sự kiện nháo loạn càng lớn, thì quá trình xử lý càng phải trong sạch, nếu không, sẽ dẫn đến bất mãn mãnh liệt. Điều này còn chưa tính tới, nghe nói lãnh đạo Trung ương cũng công nhận cuộc họp báo của Hạ Tưởng, khiến cho sự cố tai nạn ở mỏ khai thác An Đạt, nếu như không điều tra ra được chân tướng, sẽ trở thành chuyện lớn trong nước và quốc tế. Đồng chí Trị Học, tôi đã nói sự cố tai nạn lần này, Ủy ban Nhân dân tỉnh không phải chịu trách nhiệm, cho dù kết quả xử lý như thế nào, cho dù là sự tình có hậu quả nghiêm trọng bao nhiêu, đều do một mình tôi gánh vác. Hạ Tưởng kiên định nói. Trước kia ở tỉnh Tây đã từng phát sinh quá nhiều sự cố tai nạn, trong việc xử lý sự cố lại có quá nhiều hành động che trên giấu dưới khiến châu nhiều gia đình nạn nhân và công chúng bất mãn. Bây giờ, tôi muốn mượn sự cố tai nạn ở mỏ khai thác An Đạt, lấy lại danh dự cho tỉnh Tây. Cho chân tướng ra sao, tôi đều sẽ công bố sự thật ra ngoài, cho dù là một mình tôi gánh vác trách nhiệm, tôi cũng một mình đảm nhận. Hạ Tưởng không lùi chút nào. Đến lúc này, hắn đã hoàn toàn rõ ràng. Lôi Trị Học khẳng định giấu giếm tâm tư riêng ở đằng sau sự cố tai nạn, khiến cho hắn không khỏi thất vọng với Lôi Trị Học. Tranh chấp về sự kiện tai nạn là lần tranh chấp đầu tiên với Lôi Trị Học mà Hạ Tưởng quyết không lùi bước từ khi nhận chức ở tỉnh Tây tới nay. Cơn giận của Lôi Trị Học còn sót lại, chưa tiêu hết, chỉ trách Hạ Tưởng. Chuyện lớn như thế này, một mình anh sao nhận chịu hết được? Sự tình vẫn còn chưa được điều tra rõ ràng, đồng chí Trị Học sao có thể biết được là sự việc rất lớn? Hạ Tưởng phản bác lại một câu, ngữ khí nghi vấn bên trong khiến Lôi Trị Học thấy không thoải mái. Tôi hy vọng anh không vì làm náo động mọi chuyện mà hủy đi tiền đồ của chính mình. Lôi Trị Học ngẩn ra, nhưng vẫn miễn cưỡng nói lý một câu. Trong lòng ông ta có cảm giác không tốt, hay là Hạ Tưởng đã biết được sự tình bên trong sự cố tai nạn? Không đợi ông ta suy nghĩ sâu xa thêm, Hạ Tưởng lại nói. Cảm ơn bí thư Lôi đã quan tâm đến tôi. Tôi sẽ xử lý thích đáng sự cố tai nạn, sẽ không khiến cho nội các chính phủ và tỉnh ủy thất vọng. Tôi kiến nghị, để cho đồng chí Hướng Tiền chủ trì xử lý sự cố tai nạn, xin đồng chí Trị Học phê chuẩn. Lôi Trị Học nghi ngờ nhìn Hạ Tưởng, ngẩn người một lúc mới nói. Tôi không có ý kiến. Hạ Tưởng đề nghị Vương Hướng Tiền làm chủ trì xử lý sự cố tai nạn, rốt cuộc là có ý gì? Khi Hạ Tưởng đi rồi, Lôi Trị Học mới thoát khỏi tâm trạng không vui khi tranh luận với Hạ Tưởng. Suy nghĩ lại công việc sau sự cố tai nạn. Tuy nói là Vương Hướng Tiền đã chạy đến hiện trường xử lý công việc trước, nhưng cuối cùng là ai có thể phụ trách xử lý sự cố, thì còn cần ông ta và Hạ Tưởng quyết định. Trước đây, Vương Hướng Tiền không phải là muốn đẩy Phùng Kiện Siêu xuống nước, muốn Phùng Kiện Siêu chịu trách nhiệm, vì cớ gì mà anh ta lại là người đầu tiên chạy đến hiện trường chỉ huy cứu hộ. Lôi Trị Học cảm giác có gì đó không đúng. Dường như sự cố tai nạn xảy ra, hết thảy đều không theo quỹ đạo đã định, Hướng Tiền tiến đến đã khiến cho hết thảy lệch ra khỏi dự tính ban đầu. Ông ta lo trái, lo phải cảm thấy dường như đã bị Hạ Tưởng nắm trong tay, trong lòng không yên, lấy điện thoại gọi cho Vương Hướng Tiền. Vương Hướng Tiền nhất thời chủ động chạy đến hiện trường là gặp dịp, cũng là kỳ ngộ. Sau khi sự cố tai nạn xảy ra, Hạ Tưởng còn đang ở trên máy bay, ông ta thân là Phó Chủ tịch tỉnh thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch tỉnh không ở đây. Ông là người chỉ đạo công việc hàng ngày cao nhất ở Ủy ban Nhân dân tỉnh. Đương nhiên, ông ta cũng có thể trực tiếp sai Phùng Kiện Siêu đến hiện trường trước để chỉ huy cứu hộ. Do dự một lát, Vương Hướng Tiền đã ra quyết tâm, quyết định tự mình tới hiện trường chỉ huy cứu hộ. Do vậy, sắp xếp xử lý sự cố tai nạn của ông ta thương nghị cùng với Lôi Trị Học đã bị làm loạn, trong lòng ông ta ít nhiều có điểm áy náy, cảm thấy phụ lòng tín nhiệm của Lôi Trị Học, cũng không đúng với Giang Cương.
nhưng sau khi ông ta đến hiện trường tai nạn, đã bị hiện trạng thảm khốc ở hiện trường làm cho chấn kinh, một chút áy náy trong lòng liền bị ném lên 9 tầng mây, lòng vô cùng mừng rỡ vì trong lúc nhất thời đã tới hiện trường. Bởi vì hiện trường tai nạn quá mức thảm khốc đến mức Vương Hướng Tiền không thể tin được vào hai mắt của mình. Vương Hướng Tiền cũng không quá xa lạ với sự cố tai nạn, bởi vì bản thân đã có kinh nghiệm chứng kiến tai nạn quá nhiều lần, tự nhận là mình đã từng chứng kiến không ít thảm cảnh, thật không nghĩ đến tai nạn phát sinh lần này, lại một lần nữa làm ông ta kinh ngạc. Tin tưởng, mỗi một cá nhân nếu trực tiếp tới hiện trường, cũng đều sẽ bị chấn động. Nếu hai lần nổ chỉ khiến miệng hầm bị sụt thôi thì hoàn toàn không thể khiến trong lòng Vương Hướng Tiền kinh ngạc như vậy. Điều khiến cho ông ta không dám nhắm mắt chính là không biết đã xuất hiện vấn đề ở chỗ nào. Vụ nổ lần thứ hai tạo ra bức sóng rất lớn đủ để phá tan mọi thi thể thành từng mảnh, uy lực rất lớn, trực tiếp ném thi thể đang từ trong hầm lên thẳng miệng hầm, rơi vãi trong vòng 10 mét chung quanh miệng hầm, khắp nơi đều là các mảnh tay chân, khiến người khác không dám làm ẩu. Nguyên kế hoạch là đưa các xác chết xuống hầm sâu, sau đó khiến cho phạm vi chung quanh bị sụp đổ, phá hỏng miệng hầm. Ít nhất phải tiêu tốn 10 ngày nửa tháng mới có thể đào mở thông đạo, đến lúc đó thi thể ở dưới đất đã mục nát không còn hình hài, chân tướng từ đó cũng sẽ bị che lấp sâu dưới đáy vực thẳm. Thật không nghĩ đến là lại phát nổ ở gần miệng hầm, khẳng định đã xuất hiện vấn đề ở chỗ nào đó. Vương Hướng Tiền kiên nhẫn lắng nghe người chứng kiến ở hiện trường báo cáo lại, sau đó lại đội nón bảo hộ lên, tự mình xem xét chỉ đạo mỗi một công việc ở hiện trường tai nạn, làm ra và hứa hẹn rất nhiều chỉ thị tinh thần. Không thể không nói, có thể làm quan ở tỉnh Tây này, lại đi đến địa vị cao như hiện nay, Vương Hướng Tiền về mặt chỉ huy cứu hộ, có năng lực nhất định, mỗi một công việc sắp xếp đều hợp lý, chưa đến một giờ, đã đi vào thế ổn định. Đúng lúc Vương Hướng Tiền âm thầm lau mồ hôi, ăn mừng may mắn đã ứng biến mau lẹ, nếu hoàn toàn dựa theo kế hoạch định trước nói không chừng sẽ rất thảm. Bỗng nhiên, ánh mắt ông ta dừng lại ở trên một khối thi thể bị mất nửa người trên ở phía xa, sợ ngây người. Vương Hướng Tiền không phải pháp y, nhưng ông ta liếc mắt một cái là có thể phân biệt được thi thể ở đằng xa kia không phải là thi thể người chết, mà là thi thể người sống. Câu nói này hiển nhiên có vấn đề, thi thể đương nhiên đã là người chết, thế nào lại phân ra làm thi thể người chết và thi thể người sống. Nhưng trong lòng Vương Hướng Tiền hiểu rõ, công nhân gặp nạn ở dưới hầm vốn dĩ chính là người chết. Như thế nào lại có một người sống ở dưới đó? Lại liên tưởng đến hai lần nổ. Nghi vấn trong lòng Vương Hướng Tiền càng ngày càng nhiều. Ông ta chỉ biết phía dưới khẳng định còn xuất hiện sai lệch không thể biết được, hơn nữa đúng là đã làm thiệt mạng người. Không tốt, chơi đùa quá mức rồi. Ý niệm đó vừa hiện lên trong đầu, liền nhận được thông báo, Hạ Tưởng, Chủ tịch tỉnh Hạ triển khai họp báo thành công. Sau khi Vương Hướng Tiền biết được nội dung cuộc họp báo của Hạ Tưởng, liền chấn kinh. Rốt cuộc đã hiểu được chỗ lợi hại của Hạ Tưởng. Người có gan đưa mình vào chỗ chết để lấy đường sống, là người đáng sợ, là người không thể chiến thắng được bởi vì đối thủ của anh ta không có một ai quyết đoán như vậy, không có một ai có dũng khí phá đáy chìm thuyền như thế. Trên đường gặp việc, người có dũng khí sẽ thắng, Hạ Tưởng dám giơ cao tay, lấy cái ghế chủ tịch tỉnh ra để giải quyết sự cố tai nạn. Vương Hướng Tiền chỉ còn biết thở dài một tiếng trong lòng, ông ta biết rõ hiện trạng trong nước, những người đã đạt được tới địa vị cấp tỉnh bộ. Đều là những người đã được mài mòn hết tâm huyết và chính trực mà chìm nổi trong quan trường nhiều năm, lại càng không nói đến những vị lãnh đạo quốc gia ở trên cao, bất cứ việc gì cũng đều lấy dĩ hòa vi quý. Dĩ hòa vi quý chính là phương kế hay nhất. Nếu đều giống như Hạ Tưởng làm việc mạnh bạo, hơn nữa dám làm dám nhận, không chỉ nói riêng một tỉnh Tây nho nhỏ có thể được chấn hưng mà quốc gia có thể một lần nữa khôi phục được khí chất của một nước lớn cũng sẽ là điều trong tầm tay. Ý nghĩ của Vương Hướng Tiền lại một lần nữa quay trở lại hiện trường tai nạn, đang chuẩn bị đề xuất hoàn toàn vụ việc phải được xử lý theo trình tự bình thường, trước tiên phải xử lý hiện trường, sau đó mới lại nói tiếp, về phần cuối cùng có giữ được Giang Cương hay không, thì phải xem sự tình phát triển lớn như thế nào. Dù sao dưới sự khuấy động của Nga Ni Trần Diễm và một cú đâm bằng việc Hạ Tưởng triệu tập họp báo, ông ta đã tính đứng bên ngoài. Đột nhiên, điện thoại lại kêu. Là điện thoại của Lôi Trị Học. Vương Hướng Tiền vọt ra khỏi đám tay của công nhân, đứng dậy, sang bên tiếp điện thoại. Bí thư Lôi. Đồng chí Hướng Tiền, công tác cứu hộ ở hiện trường tai nạn, tiến hành như thế nào rồi? Lôi Trị Học bên ngoài tỏ vẻ đang quan tâm công tác cứu hộ,
nhưng thật tâm chính là đang quan tâm lập trường chính trị của Vương Hướng Tiền. Ở dưới hầm chính là một đám người chết, cứu hộ hay không cũng đã không còn quan trọng nữa. Người chết là đạo cụ, người sống mới là diễn viên chính. Các công tác cứu hộ cứu người đều đã được chuẩn bị sắp xếp, sự kiện còn đang được tiến hành điều tra thêm. Công việc an ủi gia đình nạn nhân đều đã được thực hiện, các phần công việc đều được triển khai theo trình tự. Vương Hướng Tiền trả lời liền một mạch. Bước đầu đã điều tra được nguyên nhân sự cố chưa? Trong lòng Lôi Trị Học rất khẩn trương, vội vàng hỏi một câu. Nguyên nhân sự cố có liên quan đến kết quả cuối cùng, dựa theo ước định trước đó, nguyên nhân sự cố sẽ được đưa đẩy cho độ an toàn khai thác của mỏ khai thác An Đạt, thì mới có thể mượn cớ kéo Hạ Tưởng xuống nước. Bước đầu đã điều tra rõ. Vương Hướng Tiền hô một tiếng, khiến Lôi Trị Học chấn kinh. Trong sự cố của công ty khai thác mỏ An Đạt thì Lôi Trị Học vốn không có nhiều lập trường chính trị, cũng không có ý muốn mượn cớ để khơi gợi ra, nhưng vì y có được sự động viên của Vương Hướng Tiền, và trong tình thế cấp bách tiếng hô hào cho Mai Thăng Bình ngày càng lớn, cuối cùng cũng đã động lòng chấp nhận lời đề nghị của Vương Hướng Tiền, quyết định đem vụ tai nạn khai thác mỏ xem như là một cơ hội. Nhưng tình hình đột nhiên thay đổi lớn, trong chiều hướng dư luận đã khiến cho Hạ Tưởng nắm giữ được thế chủ động. Còn trong việc xử lý cụ thể vụ tai nạn khai thác mỏ đã khiến cho Vương Hướng Tiền nắm được thế chủ động, và y đã trở thành người ngoài cuộc, y không thể đoán được chiều hướng và kết quả xử lý sự việc. Cứ như là bị làm cụt hứng, trong lòng của Lôi Trị Học rất tức giận. Càng tức giận hơn khi y nghe được những lời qua loa tắc trách của Vương Hướng Tiền. Bước đầu điều tra được sự cố tai nạn khai thác mỏ là do một số bộ phận công nhân bị công ty khai thác mỏ An Đạt khai trừ, tỏ ra bất mãn với công ty. Một mình xuống giếng lấy than, kết quả là vi phạm quy tắc tác nghiệp dẫn đến vụ nổ ga. Giọng điệu của Vương Hướng Tiền cứ đều đều, dùng giọng điệu của một cấp dưới báo cáo công việc cho cấp trên như thường ngày. Nguyên nhân sâu hơn đang được điều tra thêm, nhưng bây giờ đã có thể đưa ra kết luận, sau khi xem xét lại sự cố thì không có liên quan đến công ty khai thác mỏ An Đạt. Trái tim của Lôi Trị Học bị chìm tới tận đáy vực, Vương Hướng Tiền thừa thắng xông lên, quay ngược mũi giáo đâm sức qua người y. Trong vụ tai nạn khai thác mỏ luôn nói một đằng làm một nẻo. Lôi Trị Học đương nhiên không rõ sau lưng đã xảy ra chuyện gì, cũng không đoán được Hạ Tưởng đã xúi dục Vương Hướng Tiền, y còn tưởng Vương Hướng Tiền đang nói giọng điệu quan liêu, liền nhẹ nhàng hừ một tiếng. Đồng chí Hướng Tiền, muộn tí anh đến văn phòng của tôi một chút. Được rồi, bí thư Lôi. Hướng Tiền cũng không nói gì nhiều, chỉ lạnh nhạt nhận lời rồi cúp điện thoại. Thái độ của Vương Hướng Tiền khiến cho Lôi Trị Học càng thêm bất an, y đi vòng vòng trong văn phòng có chút nôn nóng bất an, muốn gọi điện đến Bắc Kinh để hỏi thăm sự tiến triển của việc nhập cục, vừa nhấc điện thoại lên thì điện thoại cầm tay liền vang lên. Lôi Trị Học vừa nhìn điện thoại thì đó là cuộc gọi của Lôi Tiểu Minh, trong lòng lóe lên một ý nghĩ bất an. Lôi Tiểu Minh tuy không phải là thế hệ phản nghịch nhưng ít khi trò chuyện với y, bình thường rất ít khi gọi điện cho y, bây giờ trong tình hình khúc mắc như vậy đột nhiên gọi điện đến. E rằng không có việc gì tốt. Ba, con muốn đi nước ngoài một thời gian. Lôi Tiểu Minh rất xuống tinh thần. Con cần tiền. Đang yên đang lành ra nước ngoài làm gì? Lôi Trị Học không giống như những quan lớn khác thích đưa con cái ra nước ngoài. Y không muốn con trai sinh sống ở nước ngoài. Nước ngoài không phải là thiên đường, rất dễ trụy lạc. Muốn đi nước ngoài, không muốn ở trong nước nữa. Lôi Tiểu Minh có chút mất kiên nhẫn. Lần trước vì Trần Diễm mà y đã kinh sợ quá độ, bây giờ trở nên bất lực, vết thương lòng rất lớn, cứ nghĩ trẻ tuổi như vậy mà lại bị bất lực thì thật là một việc vô cùng xót xa, cho nên y muốn ra nước ngoài chữa trị. Ở trong nước chạy chữa thì quá nguy hiểm, không phải là không tin tưởng điều kiện chữa trị ở trong nước, mà là sợ nếu truyền ra ngoài sẽ khiến cho Lôi Trị Học mất mặt. Lôi Trị Học bất mãn nói, ba không cho phép con ra nước ngoài. Lôi Tiểu Minh cũng bướng bỉnh nói lại một câu. Con muốn ra nước ngoài, nếu ba không cho tiền thì tự con sẽ tìm cách khác. Lôi Tiểu Minh nghĩ ra được biện pháp gì, chẳng qua là mượn danh nghĩa của cha mình đi mượn tiền của người khác, như vậy còn dễ hủy hoại danh tiếng của y, Lôi Trị Học không còn lựa chọn nào khác liền nói. Được, được, ba nhận lời, nhưng con cũng phải hứa với ba nhiều nhất là nửa năm phải quay về, đừng ở nước ngoài quá lâu. Được rồi, Lôi Tiểu Minh miễn cưỡng nhận lời. Con cần 10 triệu. Lôi Trị Học tức đến nỗi sắp đánh rơi cả điện thoại. 10 triệu, con tưởng 10 triệu là con số nhỏ sao? Nói có là có sao? Lôi Tiểu Minh không nói lời nào,
chứng tỏ nếu không nhận lời thì cậu ta sẽ tìm cách để có được 10 triệu. Lôi Chỉ Học cắn răng. Nếu để ba phát hiện con làm những việc không đúng đắn thì coi chừng ba sẽ đánh gãy chân con. Chẳng phải là vì muốn chị khỏi cái chân thứ ba để duy trì nòi giống cho nhà họ Lôi sao? Lôi Tiểu Minh lý nhí nói một câu, nói nhỏ không để cho Lôi Chỉ Học nghe được. Nhưng cho dù để cho Lôi Chỉ Học biết được cậu ta lấy 10 triệu để trị căn bệnh bất lực thì cũng sẽ không nói gì cậu ta. Lôi Chỉ Học gọi điện thoại cho Trần Hạo sắp xếp chi phí ra nước ngoài cho Lôi Tiểu Minh. Chờ đến khi Trần Hạo ra khỏi văn phòng, nhìn bóng dáng quen thuộc của Trần Hạo, bỗng nhiên y lại nghĩ tới việc nhận được một cuộc gọi bí ẩn ở sân bay, lòng dạ y rối bời, chẳng lẽ Trần Hạo ở sau lưng đã âm thầm làm việc gì bất lợi đối với y? Vừa suy nghĩ sâu vào biểu hiện gần đây của Trần Hạo, có nên điều Trần Hạo đến nơi khác không? Thì điện thoại lại vang lên, lại khiến cho Lôi Chỉ Học một lần nữa lỡ mất cơ hội tốt. Là bên Bắc Kinh gọi điện đến. Lôi Chỉ Học tim đập mạnh. Tai nạn khai thác mỏ vừa khơi dậy, vô số chuyện lần lượt kéo đến, khiến cho y phải giải quyết đến mệt bở hơi tai. Bắc Kinh gọi đến, e rằng tin tức cũng không tốt hơn của Lôi Tiểu Minh là bao. Lôi Chỉ Học bắt điện thoại, vô cùng cung kính nói. Chào thủ trưởng. Chị Học à, tôi vừa nghe nói qua vụ tai nạn khai thác mỏ, có rắc rối lắm không? Giọng điệu của thủ trưởng luôn bình thản, trong bình thản lại có vẻ lạnh nhạt mà uy nghiêm. Hy vọng là Ủy ban Nhân dân tỉnh ủy tỉnh Tây sẽ xử lý vụ tai nạn một cách thích đáng. Thủ trưởng lần này gọi điện đến hỏi thăm vụ tai nạn khai thác mỏ, hơn nữa còn dùng giọng điệu rất cá nhân, thì Lôi Chỉ Học liền biết. Thủ trưởng có dụng ý rất cao thâm. Tình hình cụ thể tôi còn chưa kịp hỏi đến, theo điều tra sơ bộ thì là do tự ý khai thác dẫn đến xảy ra sự cố, không liên quan lớn đến công ty khai thác mỏ An Đạt. Lôi Chỉ Học trả lời thành thật. Y chưa chắc là có thể khống chế được bước tiến triển tiếp theo của sự việc nên y chỉ có thể nói sự thật. Thủ trưởng lướt nhanh qua vụ tai nạn khai thác mỏ, đề tài lại chuyển qua chuyện nhập cục. Rất nhiều người ủng hộ cho Mai Thăng Bình. Chị Học, tôi sẽ cố gắng nói những lời tốt đẹp về anh, nhưng tình hình lại không mấy lạc quan. Anh phải chuẩn bị tâm lý, thành hay không thành đều không được ảnh hưởng đến công việc, không nên có những ý nghĩ xấu. Trong lòng Lôi Chị Học như thắt chặt. Thủ trưởng có ý ám chỉ rất rõ ràng, trước là đề cập đến vụ tai nạn khai thác mỏ sau đó đến việc nhập cục, hai chuyện không hề liên quan đến nhau nhưng lại ngầm có liên hệ ẩn bên trong. Thủ trưởng không thích Hạ Tưởng, vô cùng không thích, không những Lôi Chỉ Học biết rõ, mọi người ở trong giới đều biết sự thật này. Dùng sự cố tai nạn khai thác mỏ để lật đổ Hạ Tưởng thực sự là một nước cờ hay, vấn đề là hiện tại nếu y không có Vương Hướng Tiền trợ giúp, cơ bản là không thể nhúng tay vào sự việc ở ủy ban. Trừ phi là y cứng rắn muốn can dự vào, nhưng nếu như vậy, y không những sẽ đánh mất hình tượng mà cũng có thể là bị hụt chân. Vương Hướng Tiền, vừa nghĩ đến thái độ mập mờ của Vương Hướng Tiền, Lôi Chỉ Học rất bực tức, tại sao lại có thể nói một đằng làm một nẻo đến như vậy, rõ ràng là ông ta ủng hộ y lấy vụ tai nạn khai thác mỏ làm cơ hội, kết quả y đã làm theo mà ông ta lại rút lui, giống như đã bị Vương Hướng Tiền chơi khăm vậy. Cảm ơn thủ trưởng đã dạy bảo. Lôi Chỉ Học thành khẩn nói, lại chuyển sang đề tài khác. Chủ yếu là, lúc đầu có ý muốn cho Phùng Kiến Siêu phụ trách việc xử lý tai nạn khai thác mỏ nhưng lại xuất hiện sự cố, đồng chí Vương Hướng Tiền chủ động gánh lấy nhiệm vụ. Vương Hướng Tiền. Thủ trưởng có hàm ý sâu sắc nhấn mạnh lần nữa, nói một câu. Tôi biết rồi. Thủ trưởng đã biết được gì thì để cấp dưới đi mày mò nghiền ngẫm, nếu đoán đúng thì chứng minh anh có trí tuệ trong chính trị, nếu đoán sai thì thật xin lỗi. Anh đã để lỡ mất một cơ hội tốt được lãnh đạo tán thành. Sau đó thủ trưởng lại nói tiếp một câu rồi cúp máy. Việc mạng lưới điện quốc gia sát nhập với đường điện ngầm của tỉnh Tây phải sớm trình lên trên, nếu để càng lâu sẽ càng bất lợi cho anh. Lôi Chỉ Học trầm ngâm một lát và như hiểu ra gì đó liền mỉm cười. Hạ Tưởng thì không cười, hắn cười không nổi. Những thi thể ở khắp nơi, hiện trường nhếch nhác, âm thanh máy móc nổ. Mọi thứ đều nhắc nhở hắn đã xảy ra một sự cố thảm thương ở nhân gian do con người gây ra. Chỉ vì lợi ích cá nhân, có người gây khó khăn cho tiền đồ của hắn, đào sẵn cho hắn một cái hố, đã khiến cho vô số người sau khi chết cũng không được yên ổn, có thể thấy được lòng tham của con người đáng sợ đến mức nào. Cũng chứng minh có một số người có nói sao cũng không chịu rút lui khỏi vũ đài của lịch sử, cho dù trào lưu lịch sử đã đào thải hắn thì hắn vẫn khăng khăng nắm lấy cây cỏ cuối cùng không buông. Còn muốn làm cuộc vùng vẫy cuối cùng. Hạ Tưởng rất tức tối,
Cho dù hắn biết được khắp nơi đa số đều là những xác chết nhưng người chết là trên hết, những người còn sống đã vì lợi ích mà kinh động đến những người đã chết để làm món đồ cá cược, có thể nói là một nỗi xót xa. Vương Hướng Tiền luôn theo sát Hạ Tưởng, thấy vẻ mặt Hạ Tưởng nặng nề, ánh mắt như nổi cơn thịnh nộ thì biết Hạ Tưởng đã thực sự tức giận, lúc này y cũng không dám hoàn toàn chắc chắn Hạ Tưởng có phải đã biết được sự thật đằng sau vụ tai nạn khai thác mỏ hay không, đang do dự không biết có nên nói ra những điều đang dày vò trong lòng hay không. Có phát hiện ra người còn sống sót không? Hạ Tưởng đã biết rõ mà còn hỏi, ánh mắt nhìn thẳng vào đôi mắt của Vương Hướng Tiền. Trên thực tế từ trước tới giờ, giữa Hạ Tưởng và Vương Hướng Tiền chưa từng trực tiếp nói chuyện riêng với nhau, nhưng giữa hai người nhất định có sự ăn ý. Nga Ni Trần cũng đích thân đến, Vương Hướng Tiền còn không hiểu được Hạ Tưởng đang mong chờ gì ở y thì uổng công y lăn lộn bấy lâu. Tạm thời chưa có. Vẻ mặt của Vương Hướng Tiền có hơi nặng trĩu. Căn cứ vào việc phân tích tình hình ở hiện trường, sức nổ quá lớn, rất ít khả năng phát hiện được người còn sống sót. Dừng lại một chút, Vương Hướng Tiền dường như hạ quyết tâm. Tỉnh trưởng Hạ, tôi có vài ý nghĩ không chín chắn trong vụ tai nạn khai thác mỏ. Nói không chín chắn chỉ là khiêm tốn, đem ý nghĩ không chín chắn ra nói với lãnh đạo thì chẳng phải là không tôn trọng lãnh đạo sao. Hạ Tưởng thấy Vương Hướng Tiền cuối cùng cũng dám mở lời, liền gật đầu nói. Nói nghe thử xem. Một là, trước tiên khống chế toàn bộ các công nhân bị công ty khai thác mỏ An Đạt đã khai trừ, để phòng có người thừa nước đục thả câu. Thứ hai, mời cảnh sát vũ trang hỗ trợ giải nguy, huy động thiết bị cỡ lớn tiến hành công tác đào bới. Thứ ba, cho đồng chí Kiến Siêu và khắc nhân tiến hành công tác thăm hỏi, an ủi, tốt nhất nên mời cả Trần Diễm ra mặt giúp đỡ thì sẽ hiệu quả hơn. Thứ tư, là mời pháp y đến hiện trường giám định nguyên nhân chết của nạn nhân. Vương Hướng Tiền nói xong một hơi, hồi hộp chờ ý kiến của Hạ Tưởng. Vương Hướng Tiền hay thật, trong lòng Hạ Tưởng thầm thở dài, không những Lâm Trận xoay mũi giáo hơn nữa còn rất triệt để, bốn điều kiến nghị, điều nào cũng xoáy vào điểm mấu chốt, không hổ danh là một tay lão luyện xử lý những vụ tai nạn khai thác mỏ. Điểm quan trọng là, ngụ ý chính của bốn điều kiến nghị của Vương Hướng Tiền là, sự cố tai nạn khai thác mỏ rất kỳ lạ, có nội tình. Bốn điều kiến nghị, không có một điều nào liên quan đến việc giải cứu các công nhân khai thác mỏ còn mắc kẹt ở phía dưới, ý nghĩa ám chỉ vô cùng mãnh liệt. Thứ nhất là phải điều tra rõ điểm quan trọng trong sự cố của công ty khai thác mỏ An Đạt. Kiểm soát các công nhân bị đuổi việc xem có phải do công nhân tự mình xuống mỏ để lấy than hay không, thì sẽ biết rõ được chân tướng. Tin chắc rằng các công nhân bị đuổi việc cũng sẽ không cam tâm bị người khác xem như cái bia để ngắm bắn. Điều thứ hai là ám chỉ ở dưới mỏ không còn ai sống sót, bỏ bớt quá trình cứu người, trực tiếp khai quật, ngụ ý rất rõ ràng. Sớm đào ra được thi thể mới có thể nhanh chóng tìm được chân tướng thật sự. Điều thứ ba là cho Phùng Kiến Siêu và Âu Khắc Nhân cùng nhau đại diện an ủi những gia đình có người gặp nạn là muốn kéo Lôi Trị Học xuống nước. Âu Khắc Nhân là trợ thủ đắc lực của Lôi Trị Học ở tỉnh ủy, y ra mặt an ủi gia đình nạn nhân cũng như là đại diện cho Lôi Trị Học và tỉnh ủy ra mặt. Và để Trần Diễm ra mặt giúp đỡ là có hai nguyên nhân, một là Trần Diễm thân là một tay anh chị ở Tấn Dương, là một người có tiếng là khéo giao tiếp ở tỉnh Tây, năng lực giao tiếp tất nhiên xuất chúng. Hai là đưa Trần Diễm đứng trước mũi tàu, cùng Phùng Kiến Siêu, Âu Khắc Nhân cùng ra mặt tiến hành công tác an ủi, có thể đảm bảo được Giang Cương trong lúc cấp bách không ra tay với cô ấy. Bốn điều kiến nghị, càng thể hiện rõ Vương Hướng Tiền nóng lòng muốn gội rửa sạch quan hệ với Giang Cương, và còn có dụng ý xấu là kéo Giang Cương xuống nước, mời pháp y đến giám định nguyên nhân chết, nếu giám định thì sẽ tìm ra được chân tướng. Sẽ khớp với điều kiến nghị thứ nhất. Bốn điều kiến nghị điều nào cũng sắc bén, nếu những kiến nghị của y đều được Hạ Tưởng chấp nhận thì không hơn một tuần sự cố tai nạn khai thác mỏ sẽ được sáng tỏ. Sở dĩ điều khiến Vương Hướng Tiền quyết tâm như vậy, định giải quyết vụ tai nạn khai thác mỏ một cách nhanh chóng và quyết đoán là có công lao của Nga Ni Trần và Trần Diễm đã cùng nhau ra mặt khuyên bảo, và còn có sự kinh hãi của Vương Hướng Tiền khi nhìn thấy một cái xác chết còn mới. Sự việc có sự chênh lệch. Những người đã chết, mạng người là trên hết, y biết được tai nạn khai thác mỏ là muốn tạo sự rắc rối cho Hạ Tưởng, muốn kéo Hạ Tưởng xuống nước, đó chỉ có thể là một thứ mơ mộng hão huyền từ một phía. Vốn dĩ Vương Hướng Tiền còn có thái độ hoài nghi Hạ Tưởng có biết sự thật của sự cố tai nạn khai thác mỏ hay không, nhưng sau khi Hạ Tưởng mở một cuộc họp báo thì trong lòng y mới chắc chắn rằng, nếu Hạ Tưởng đã không biết rõ được nguyên nhân hậu quả của sự việc thì Hạ Tưởng cũng sẽ không mở cuộc họp báo để nói dối và lấy tiền đồ của mình ra làm trò đùa.
Những điểm trên đan xen vào nhau cũng đủ khiến cho Vương Hướng Tiền đưa ra được lựa chọn chính xác. Trên thực tế không thể chỉ vì một cái xác chết mà khiến cho Vương Hướng Tiền kinh hãi được, chủ yếu là Vương Hướng Tiền cảm thấy cái xác rất quen thuộc, cuối cùng nghĩ kỹ lại mới nhớ ra, nếu y đoán không sai thì người chết là Lão Tiền. Lão Tiền không phải là người có tiếng tăm gì nhưng lại là người quen của Vương Hướng Tiền. Năm đó khi Vương Hướng Tiền đảm nhiệm chức bí thư thành ủy Tấn Dương đã quen biết với Lão Tiền, còn có vài lần uống rượu chung với Lão, y có ký ức sâu sắc với Lão Tiền không phải là vì tính hiếu kỳ và sự trung thật, mà là Lão Tiền có ba người con trai, những người con trai của Lão đều là những người khó gần. Hơn nữa ba đứa con của Lão đã cưới ba người vợ, ai cũng giữ như sư tử Hà Đông vậy, nếu ai động đến nhà họ thì không tránh khỏi mỗi ngày bị họ mắng chửi xối xả, họ chửi cả một ngày một đêm mà không lặp lại một câu nào. Nói ra có lẽ người ngoài cũng không tin Vương Hướng Tiền trong thoáng chốc khi nhìn thấy thi thể của Lão Tiền liền lập tức liên tưởng đến tình cảnh ba người con trai và con dâu của Lão Tiền ngồi trước cửa tỉnh ủy chửi rủa. Lúc đó y đã dùng mình, trong lòng nghĩ đừng nghĩ rằng y là phó tỉnh trưởng thường vụ, nếu chọc tức ba người con trai và con dâu của Lão Tiền thì y cũng sẽ không chịu nổi và tìm đường chạy. Lịch sử không hoàn toàn do những nhân vật nổi tiếng tạo ra, có rất nhiều chuyện những người bình thường cũng có thể ảnh hưởng đến tiến trình của lịch sử, thúc đẩy tiến trình phát triển của sự việc. Nếu Lão Tiền ở dưới suối vàng mà biết được cũng vui rồi, Vương Hướng Tiền đường đường là một phó tỉnh trưởng thường vụ cũng vì sợ miệng lưỡi đàn bà mà lựa chọn con đường đúng đắn, thật là một câu chuyện cười làm cho người khác phải dở khóc dở cười. Hạ Tưởng gật đầu. Bốn điều kiến nghị của đồng chí Hướng Tiền nói ra rất kịp thời, như là một trận mưa giữa lúc trời nắng hạn. Hắn lại khẽ lắc đầu. Nhưng cho Trần Diễm đứng ra giúp đỡ tiến hành công tác thăm hỏi thì không mấy thích hợp. Cũng như Hạ Tưởng đã tán thành 90% lời đề nghị của Vương Hướng Tiền, chỉ bác bỏ tình tiết nhỏ là cho Trần Diễm ra mặt. Hạ Tưởng và Vương Hướng Tiền đã quyết định bốn điều kiến nghị xử lý sự cố tai nạn khai thác mỏ, gọi là Hạ Tứ Điều. Vốn phải là Vương Tứ Điều, nhưng theo nguyên tắc ưu tiên anh cả trước cho nên trở thành Hạ Tứ Điều của Hạ Tưởng, cũng có thể lý giải. Nếu không do Hạ Tưởng gật đầu phê chuẩn thì, Vương Tứ Điều cũng không thể thi hành được. Cũng có sức ảnh hưởng sâu sắc như cuộc họp báo của Hạ Tưởng, Hạ Tứ Điều, được xem như bảng tham khảo trong việc xử lý sự cố tai nạn khai thác than ở tỉnh Tây từ nay trở về sau, trở thành một kiểu mẫu đúng cho tất cả mọi người. Sau này ở trong nước phàm là xảy ra tai nạn trong khai thác mỏ đều sẽ cùng tham khảo, Hạ Tứ Điều, để có những bước xử lý tiếp theo sau tai nạn. Vương Hướng Tiền cũng lấy làm vui mừng. Cả đời Hạ Tưởng đã mở ra rất nhiều tiền lệ, chỉ có mấy tiền lệ không phải do chính Hạ Tưởng khai sáng được lưu truyền đến đời sau, đề nghị của y chiếm một trong số đó. Hạ Tưởng và Vương Hướng Tiền lập tức mở một cuộc họp ngay tại hiện trường, với tinh thần sẽ thực hiện bốn điều chỉ thị và đã đưa ra quyết định. Trong cuộc họp ngoài Hạ Tưởng và Vương Hướng Tiền ra còn có Bí thư trưởng tỉnh ủy Âu Khắc Nhân và Bí thư trưởng ủy ban nhân dân Mã Dục. Kỳ lạ là, Phùng Kiến Siêu từ đầu đến cuối cũng không xuất hiện. Là một phó tỉnh trưởng ủy viên thường vụ, xảy ra sự cố tai nạn khai thác mỏ lớn như vậy mà không xuất hiện thì thật không hợp lẽ thường. Hơn nữa càng khiến cho mọi người nghĩ không ra là Phùng Kiến Siêu lại đi thị sát công tác trong thời kỳ nhạy cảm như thế này. Chẳng lẽ nói, Phùng Kiến Siêu đã bị cho ra rìa? Trong tỉnh ủy dư luận xôn xao, biểu hiện của Phùng Kiến Siêu trở thành đề tài nóng trong sự cố tai nạn khai thác mỏ lần này. Âu Khắc Nhân là một bí thư trưởng của tỉnh ủy. Trên nguyên tắc là đại quản gia của tỉnh ủy, trên thực tế y là quản gia của Lôi Trị Học, trong vấn đề xử lý sự cố tai nạn khai thác mỏ Hạ Tưởng đã trực tiếp phái y và Mã Dục cùng tiến hành công tác thăm hỏi những gia đình có nạn nhân gặp nạn, ngoài mặt y không có ý kiến, đã nhận lời ngay nhưng lại âm thầm gọi điện cho Lôi Trị Học xin ý kiến. Hạ Tưởng là tỉnh trưởng, cũng là phó thư ký tỉnh ủy được xếp hàng đầu, có quyền lực chỉ huy bí thư trưởng của tỉnh ủy. Cho dù Lôi Trị Học trong tai nạn khai thác mỏ từ đầu đến cuối đã không phê chỉ thị gì, cũng không phát biểu quan điểm, giao cho Hạ Tưởng toàn quyền xử trí, nhưng trên thực tế sức ảnh hưởng của Lôi Trị Học ở khắp mọi nơi. Thư ký Lôi, tình hình cụ thể là như thế này. Âu Khắc Nhân mượn giờ nghỉ trong cuộc họp đã đi ra bên ngoài đến chỗ vắng người tỉ mỉ báo cáo tóm tắt cuộc họp cho Lôi Trị Học biết. Trong việc xử lý sự cố tai nạn khai thác mỏ đồng chí Hạ Tưởng đã có lý và có chứng cứ. Trên nguyên tắc thì tôi đồng ý với sự sắp xếp của anh ta. Lôi Trị Học tỏ thái độ công bằng chính trực, thực tế trong lòng y biết rõ sự việc phát triển đến nước này đã hoàn toàn khác xa với suy nghĩ ban đầu của y, bây giờ y không thể nhúng tay vào ngăn cản sự tiến triển của sự việc được nữa,
chỉ có thể thuận theo chiều gió. Một hàm ý khác của thuận theo chiều gió là sẽ hy sinh Giang Cương Tử. Dù sao thì phía sau vụ tai nạn khai thác mỏ không có bóng dáng của y trong đó, ngược lại là Vương Hướng Tiền không thể thoát khỏi việc bị liên quan, nếu chẳng may đến lúc đó Giang Cương Tử khai Vương Hướng Tiền ra thì y lại muốn xem Vương Hướng Tiền sẽ có kết cục như thế nào vì đã nóng lòng biểu hiện trước mặt Hạ Tưởng. Trong lòng Lôi Trị Học gần như cười khẩy, Vương Hướng Tiền trên hô dưới ứng, tưởng rằng gặp gió bẻ lái là thông minh hơn người nhưng lại không biết rằng hành động của y đã khiến cho thủ trưởng không hài lòng. Hơn nữa y đã đặt mình vào nơi nguy hiểm. Đương nhiên, Lôi Trị Học không biết nguyên nhân chính của việc Vương Hướng Tiền đã chuyển hướng khi lâm trận, y còn tưởng rằng những công nhân khai thác mỏ gặp nạn đều đã chết. Khắc Nhân, anh hãy sắp xếp thời gian, tôi sẽ cùng những người trong mạng lưới điện quốc gia và mạng điện ngầm tỉnh Tây tiến hành một cuộc thảo luận ba bên. Nhân cơ hội toàn bộ tinh thần và thể lực của Hạ Tưởng đều tập trung vào sự cố tai nạn khai thác mỏ, thì Lôi Trị Học quyết định bắt tay vào việc tái tổ chức mạng điện ngầm của tỉnh Tây. Nếu sự cố tai nạn khai thác mỏ không thể đem lại lợi ích chính trị cho y, lại là sự việc do Ủy ban Nhân dân quản lý thì y không muốn tham gia vào, chi bằng để tâm đến nơi khác, mượn cơ hội để tập trung vào tìm hướng đột phá trong việc đối đầu giữa mạng điện ngầm tỉnh Tây và mạng lưới điện quốc gia, cũng là để tìm một vốn liếng kha khá để cá cược vào chuyện nhập cục. Âu Khắc Nhân tự nhiên hiểu được dụng ý của Lôi Trị Học. Tôi sẽ sắp xếp ngay, xin thư ký Lôi cứ yên tâm, mọi việc đều sẽ ổn thỏa. Việc xử lý sự cố tai nạn khai thác mỏ đang rất căng thẳng và được tiến hành một cách nhanh gọn, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì ngày mai sẽ có thể có kết quả điều tra sơ bộ. Hạ Tưởng quyết định ngày mai hoặc trễ lắm là ngày mốt sẽ mở thêm một cuộc họp báo. Liên tục mở cuộc họp báo công bố kết quả xử lý là một tình tiết quan trọng trong kế hoạch của hắn. Sau khi tan sở, mang theo một cơ thể mệt mỏi về nhà, từ khi vừa xuống máy bay đến giờ hầu như hắn không được ngồi yên một giây nào, họp liên tục, họp ở hiện trường và họp ở tỉnh ủy, mệt đến nỗi toàn thân rã rời. Quan chức cũng là người, phía sau sự hào nhoáng cũng có nỗi khổ tâm, Tào Thù Lê đã nấu xong cháo và nướng xong bánh chờ Hạ Tưởng về. Hạ Tưởng ăn bánh mà mình yêu thích, ăn một chén cháo thơm lừng, và gắp một dĩa dưa muối mà Tào Thù Lê tự làm, đột nhiên liền vô cùng xúc động và nói. Có lúc nghĩ lại, hạnh phúc cũng thật đơn giản, chính là khi mệt có một chiếc giường, đói thì có cái bánh, bệnh thì có người lo, nhưng con người có lòng tham vô đáy, cho dù đã có số tài sản cả trăm triệu cả tỷ cũng không chịu từ bỏ một lợi ích còn con trước mắt, kết quả bị lòng tham của mình hại chết. Anh lại có đạo lý lớn gì nữa? Em không biết lòng tham của con người lớn bao nhiêu, em chỉ biết được các nhà khoa học đã làm một thử nghiệm. Tào Thù Lê nói là không biết. Dựa vào trí thông minh của cô ấy làm sao mà cô ấy không biết. Chẳng qua là chỉ muốn khiến cho Hạ Tưởng cảm thấy vui hơn thôi. Nhốt một chú khỉ vào trong lồng, bên ngoài lồng lại có một trái chuối, chú khỉ đưa tay ra ngoài lấy trái chuối, tay bị kẹt ở bên ngoài chiếc lồng, vì muốn ăn được chuối nó đã không chịu buông tay, cuối cùng cái lồng bị cháy, lửa lan lên người nhưng nó vẫn không nỡ bỏ trái chuối để chạy thoát thân. Hạ Tưởng mỉm cười. Con người thông minh hơn con khỉ được bao nhiêu? Đều vì lợi ích mà không chịu buông tay, thà chết trong lòng tham của mình. Sau bữa cơm, Hạ Tưởng và Tào Thù Lê đang nói một số việc nhà, trò chuyện về tương lai của Hạ Đông, lại có một cuộc gọi không đúng lúc gọi đến. Là Quý Như Lan. Quý Như Lan là một cô gái hiền lành và tinh tế, lại gọi điện đến trong lúc Hạ Tưởng đang ở nhà thì nhất định là có việc gì quan trọng. Từ sau khi Tào Thù Lê đến Tấn Dương, những người như Quý Như Lan, Nghiêm Tiểu thì gồm cả Phó Tiên Tiên chưa ai từng liên lạc với Hạ Tưởng ngoài giờ làm việc. Hạ Tưởng liền bắt lấy điện thoại. Như Lan, có việc gì vậy? Tào Thù Lê đến Tấn Dương đã được một thời gian, luôn ở bên cạnh Hạ Tưởng, khơi gợi lại cho cô ấy cảm giác tốt đẹp của ngày xưa. Từ khi mới quen biết Hạ Tưởng cho tới khi cưới hắn, và cho đến hôm nay, trong nháy mắt đã qua mười mấy năm rồi, cô ấy và hắn rất hiểu về nhau, chưa từng có bất hòa. Hơn nữa là vợ chồng trong nhiều năm chỉ cần một ánh nhìn và một cử chỉ thì đã hiểu được ý của nhau. Gả cho Hạ Tưởng, Tào Thù Lê cảm thấy rất hạnh phúc và mãn nguyện, nếu cho cô ấy lựa chọn lại lần nữa cô ấy vẫn sẽ yêu Hạ Tưởng khi hắn còn nghèo sơ sát. Một người phụ nữ tinh mắt sẽ không chọn một người đàn ông đã công thành danh toại. Ở phía sau của bất kỳ người đàn ông công thành danh toại nào cũng đều trải qua kinh nghiệm cọ sát với phụ nữ, cô ấy sẽ không chọn những người đàn ông đã bị người khác chọn qua. Cô ấy muốn người đàn ông của cô ấy từng bước đi đến thành công dưới tình yêu ấm áp và sự khoan dung của cô ấy.
Người phụ nữ tốt phải xem người đàn ông của mình như con vậy, cho họ sức mạnh, cho họ hy vọng, dùng tình cảm trong sáng của người mẹ cùng họ trưởng thành, lúc họ không được như ý thì an ủi nỗi đau của họ, khi họ được như ý thì cùng họ vui mừng, sau đó mới cùng họ vun đắp tình cảm trong hôn nhân, sau đó từ từ cùng nhau già đi. Nếu như người phụ nữ cho rằng có thể bỏ qua những ngày tháng ban đầu cùng nhau vượt qua khó khăn, trực tiếp tìm một người đàn ông đã công thành danh toại, có đầy đủ mọi thứ là một việc vô cùng hạnh phúc, thật ra cô ấy đã sai, vô cùng sai lầm, những người đàn ông công thành danh toại không cùng bạn trải qua những ngày tháng khó khăn, không có tình yêu khắc cốt ghi tâm, hôn nhân được xây dựng trên vật chất xa hoa thì sẽ không vững chắc. Người đàn ông công thành danh toại chỉ xem diện mạo và cơ thể của bạn, diện mạo có thể là bình hoa, cơ thể thì là công cụ sinh sản. Còn bạn chỉ xem trọng địa vị và tài sản của họ, tài sản có thể đảm bảo được cuộc sống cơm no áo ấm, địa vị có thể khiến cho bạn cảm thấy vinh quang. Nhưng bạn lại không có cách nào trở thành người duy nhất trong lòng anh ta, đối với anh ta mà nói, anh ta chỉ cần bỏ tiền ra cho bạn là được, không cần phải bỏ ra thời gian và tình yêu. Hiện tại Hạ Tưởng là quan lớn với chức vụ tỉnh trưởng, có lẽ một ngày không xa sẽ trở thành nhân vật được mọi người để ý. Cho dù Hạ Tưởng có đi đến đâu thì tình cảm của Tào Thù Lê đối với Hạ Tưởng không hề thay đổi, cô ấy biết Hạ Tưởng là người đàn ông mà cả đời này cô ấy mãi mãi yêu thương nhất, còn trong mắt Hạ Tưởng cô ấy cũng là người vợ duy nhất trong lòng hắn. Đối với việc xung quanh Hạ Tưởng luôn có nhiều phụ nữ đẹp vây quanh, Tào Thù Lê biết rất rõ nhưng cô ấy không hề ganh tị và ghen tuông, không phải cô ấy rộng lượng đến mức có thể nhẫn nhịn Hạ Tưởng trái ôm phải ấp, mà là cô ấy tin rằng, Hạ Tưởng là người luôn biết hạn chế, có nguyên tắc, có giới hạn, không bao giờ làm bừa, càng không bị lạc mất phương hướng, hơn nữa cuối cùng hắn cũng biết trở về với cô ấy. Cô ấy tin rằng, cho dù Hạ Tưởng có thể bay vút lên tận mây xanh thì cô ấy vẫn sẽ nắm chắc sợi dây diều của hắn, mãi mãi không bao giờ thoát khỏi. Có thể cùng hắn từ một mầm non phát triển thành một cây đại thụ, cảm giác đó thật tốt, Tào Thù Lê vừa dọn dẹp chén đũa vừa nhìn Hạ Tưởng, cũng nghe được cuộc nói chuyện của Hạ Tưởng và Quý Như Lan. Cô ấy cũng biết được giữa Hạ Tưởng và Quý Như Lan có vướng mắc và cũng không nghĩ ngợi nhiều, biết rằng Hạ Tưởng và Quý Như Lan nhất định đang bàn công việc. Hạ Tưởng hạnh phúc là có một cô vợ hiền hậu. Căn cứ vào thống kê của tờ báo có uy tín là Lộ Biên Xã, ước tính trong nước có trên khoảng 80% những quan chức lớn trên 40 tuổi trong tình trạng hôn nhân hữu danh vô thực, không yêu cũng không ly dị, 20% còn lại cũng không có quan hệ êm ấm với vợ, hoặc là nghi ngờ lẫn nhau, hoặc là kết hôn vì chính trị. Những quan lớn trong tỉnh bộ có một cuộc sống gia đình mỹ mãn như Hạ Tưởng không thể nói là không có, cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Đương nhiên, những thống kê trên đều xuất phát từ Lộ Biên Xã, vừa không có tính chuyên nghiệp lại không có căn cứ khoa học, chỉ có thể xem là chuyện cười mà thôi. Nhưng nói qua cũng nói lại, vô số quan lớn bị thất thế, bất kể là chức vụ cao thấp, bất kể là từ đâu đến thì đa số cùng có một điểm chung đó là có một người vợ tham lam. Một khi dục vọng của phụ nữ trở nên phóng túng thì còn đáng sợ hơn cả đàn ông. Nếu làm một cuộc thống kê xem có bao nhiêu quan tham vì bị vợ vơ vét hết của cải mà bị xuống ngựa thì con số nhất định sẽ rất đáng kinh ngạc. Tào Thù Lê không có tham vọng về tiền bạc, đủ xài là được rồi, cũng không tham danh lợi, càng không thích tham gia vào các cuộc hội họp nhảm nhí giữ các phu nhân của những vị quan lớn để cùng khoe chồng khoe sự giàu có. Cô ấy chỉ an phận với công việc của mình, chăm sóc chồng con, làm một người vợ, một người mẹ đằm thắm. Trước kia Tào Thù Lê cũng có mở công ty kinh doanh, sau này chuyển nhượng lại cho Lam Miệt, hoàn toàn không nhúng tay vào việc kinh doanh. Cô ấy bây giờ trong sáng như một tờ giấy trắng, chỉ là chuyên tâm nghiên cứu những món ăn hợp khẩu vị của Hạ Tưởng, làm thế nào để dạy dỗ con trai học tập tốt, làm thế nào để cùng với hai người đàn ông một lớn một nhỏ từ từ trưởng thành. Cũng bởi vì tính cách điềm đạm của Tào Thù Lê, Hạ Tưởng mới luôn có một hậu phương vững chắc, khiến cho hắn có thể không cần lo lắng cho hậu phương mà yên tâm bước đi trên con đường làm quan, và có thể một lòng dốc toàn bộ tinh thần vào thực hiện quan niệm chính trị chân chính làm cho dân giàu nước mạnh. Giọng điệu của Quý Như Lan có chút lo lắng. Anh, có tiện nói chuyện không? Cô ấy, dù sao cũng là phụ nữ phương Nam nên rất tinh tế tỉ mỉ, Hạ Tưởng liền nói. Không sao, em có việc gì cứ nói. Trần Diễm có thể đã thật sự mất tích. Quý Như Lan vội vàng nói. Sự cố tai nạn khai thác mỏ vừa xảy ra thì không thấy cô ấy nữa. Em tưởng cô ấy đến vũ trường đường ra để đi nhảy, ai ngờ gọi điện cho cô ấy cũng không được, đến bây giờ đã gần 10 tiếng đồng hồ mà chẳng có một chút tin tức gì.
mấy ngày gần đây vì chuyện tái tổ chức mạng điện ngầm của tỉnh Tây, mỗi ngày cô ấy đều gặp mặt em để trao đổi công việc. Trần Diễm dạo gần đây hay xuất hiện trước mặt Hạ Tưởng, trước là Vương Hướng Tiền, bây giờ lại là Quý Như Lan, dù gì cũng là tay anh chị ở Tấn Dương nên sức ảnh hưởng cũng không tầm thường. Hạ Tưởng suy nghĩ một lúc rồi nói. Được, anh biết rồi, anh sẽ sắp xếp cho người đi điều tra. Em cũng phải tiếp tục liên lạc với Trần Diễm, còn nữa, em và Tiểu Thì, Tiên Tiên cũng phải chú ý đến sự an toàn, gần đây có lẽ không được yên ổn. Em không sao, lần trước sau sự việc, Hoa Vô Khuyết, thì bên cạnh luôn có người bảo vệ. Ngược lại là Tiểu Thì và Tiên Tiên phải nhắc nhở họ. Anh đừng lo, có em ở đây, em sẽ bảo vệ họ. Trong mấy người họ, Quý Như Lan là lớn nhất, cô ấy gánh vai trò là chị của họ. Nói xong việc chính, Quý Như Lan lại nhẹ nhàng nói. Bên cạnh anh có rất nhiều phụ nữ, cô ấy có ghen không? Có khi nào hỏi không ngừng không? Còn nữa, cô ấy có biết em không? Có biết chuyện giữa anh và em không? Quý Như Lan là người phụ nữ đầu tiên trong số những người phụ nữ ở bên cạnh Hạ Tưởng cảm thấy vô cùng hứng thú với Tào Thù Lê và luôn truy hỏi không ngớt. Còn những người khác bao gồm cả người luôn có kỹ tính như Nghiêm Tiểu thì cũng rất ít khi nhắc tới Tào Thù Lê ở trước mặt Hạ Tưởng. Hạ Tưởng liền bật cười, phụ nữ đúng là không giống nhau, cũng không biết tại sao Quý Như Lan lại cảm thấy có hứng thú với Tào Thù Lê đến thế, chẳng lẽ là bởi vì cô ấy vừa đến Tấn Dương, thì Tào Thù Lê đã kịp thời ở bên cạnh hắn. Em đừng có suy nghĩ lung tung. Hạ Tưởng nhẹ nhàng an ủi Quý Như Lan một câu. Mau đi làm những việc chính trước đi. Dạ. Quý Như Lan vâng lời dạ một tiếng, lúc sắp cúp máy đột nhiên lại nghiến răng tinh nghịch nói một câu. Buổi tối khi anh cùng cô ấy làm gì đó, có khi nào nghĩ về người phụ nữ khác không? Hạ Tưởng không nói lời nào, Quý Như Lan cũng có lúc nghịch ngợm vậy sao? Em không phải cố ý nghe lén cuộc trò chuyện tình cảm của anh. Không biết từ lúc nào Tào Thù Lê đã đứng ngay phía sau lưng Hạ Tưởng, cười đùa nói. Em muốn nói cho anh biết là con trai của anh rất nhớ anh, muốn anh gọi điện thoại cho nó. Hạ Tưởng còn mạnh miệng nói. Cái gì mà chuyện tình cảm, nghĩ ngợi lung tung, thật càn quấy. Không phải thì không phải, làm gì mà có thật giật mình vậy. Tào Thù Lê liền nói. Bây giờ anh ở trong vòng bán kính 1 mét của em thì là chồng em, anh làm gì nghĩ gì cũng đều không thoát khỏi tai mắt của em, chẳng qua là em yêu anh, nên mới rộng lượng tha cho anh mà thôi. Hạ Tưởng ôm Tào Thù Lê vào lòng, dịu dàng nói. Đã là vợ chồng lâu rồi, đừng, mùi mẫn như vậy được không? Em đánh anh. Tào Thù Lê vờ như muốn đánh, Hạ Tưởng liền bật cười ha hả, quay người đi vào phòng đọc sách gọi điện thoại cho con trai. Trò chuyện vài câu với con xong lại như nhớ ra gì đó liền mở máy tính ra, nói chuyện với Liên Nhược Hạm vài câu, quan tâm một chút về sự trưởng thành của Liên Hạ, lại hỏi tình hình gần đây của con gái. Được biết Liên Hạ tất cả đều rất tốt, con gái được ăn no ngủ ngon thì hắn đã yên tâm rồi. Tỉnh trưởng phải quan tâm đến nỗi khó khăn của người dân, cũng phải quan tâm đến con cái của mình, trong lòng Hạ Tưởng thấy thật hổ thẹn vì gần đây không mấy gì quan tâm đến Hạ Đông, cũng rất ít quan tâm đến Liên Hạ và con gái, càng khỏi phải nhắc đến Mai Đình và Tiếu Hạ. Không nghĩ thì tốt hơn, nếu nghĩ lại càng nhớ đến Cổ Ngọc ở châu Âu. Hiện tại Cổ Ngọc ở trong một thị trấn nhỏ ở bên châu Âu, trời cao đất rộng, trời trong cỏ xanh, dường như là một chốn bồng lai tiên cảnh cách biệt với thế giới bên ngoài. Cổ Ngọc tu tâm dưỡng tính, tịnh dưỡng tinh thần và thể xác, mỗi ngày tản bộ, lên mạng, sau đó sưu tập một số đồ vật bằng ngọc. Có lẽ chính do sự tiếp cận giữa linh khí của Cổ Ngọc với đồ vật bằng ngọc khiến cho cả người của cô ấy đều tràn đầy sức sống, giống như một viên ngọc linh thiêng. Cũng có lý để tin rằng, mầm sống mà Cổ Ngọc đang mang trong người nhất định là người có trí tuệ và có nền tảng lớn. Cổ Ngọc không lên mạng, Hạ Tưởng chỉ để lại lời nhắn. Suy nghĩ một hồi lại để lại vài lời nhắn cho Tiếu Giai và Mai Hiểu Lâm, dặn dò họ phải chăm lo cho bản thân, nuôi dạy con thật tốt v.v. Chỉ vài câu đã thể hiện rõ tình cảm tha thiết của người cha. Sáng ngày hôm sau, tin tức từ hiện trường cứu trợ truyền đến, thông qua giám định ban đầu của pháp y, trong những thi thể không còn nguyên hình ở hiện trường có 2 thi thể đã chết hơn 3 ngày, có thể nói trước khi nổ đã là một xác chết rồi. Còn 2 thi thể khác được giám định là mới chết, có thể nói là người sống bị nổ chết. Tin tức tạm thời đang được giữ kín, nhưng Hạ Tưởng và Vương Hướng Tiền biết được tin tức sớm nhất, sau đó Lôi Chỉ Học cũng biết được sự thật. Hạ Tưởng chỉ suy nghĩ một lát, liền quyết định.
Mã Dục, hãy lập tức sắp xếp mở cuộc họp báo thứ hai về sự cố tai nạn khai thác mỏ của công ty An Đạt. Vương Hướng Tiền hoảng sợ. Tỉnh trưởng Hạ, chuyện người sống, người chết không thể công bố ra bên ngoài, nếu công bố ra sẽ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, sẽ bôi nhọ bộ mặt của tỉnh Tây. Sắc mặt Hạ Tưởng trầm xuống. Sự việc đã đến nước này rồi còn sợ công khai ra sao? Có hậu quả nghiêm trọng ra sao, nếu nghiêm trọng có nghiêm trọng hơn mạng người không? Tỉnh Tây phải làm một tiền lệ đầu tiên là công bố việc xử lý sự cố trong tai nạn khai thác mỏ. Vương Hướng Tiền suýt chút nữa là ngồi bệt xuống đất, tỉnh trưởng Hạ thực sự muốn công bố sự thật về cái chết của các công nhân khai thác mỏ vốn đã là những xác chết, tuyệt đối là một chuyện động trời nhất ở trong nước. Lôi Trị Học đang cùng Điện Thế tỉnh Tây, Lưới Điện Quốc gia cử đi tọa đàm ba phương, vừa mới hàm xúc đề cập đến thái độ của tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh đối với việc Lưới Điện Quốc gia có ý thôn tính Điện Thế tỉnh Tây, trên nguyên tắc cũng không phản đối, phía ủy ban nhân dân tỉnh đang tiến hành nghiên cứu một số chi tiết của vấn đề, tin rằng vài hôm nữa là có thể đưa ra các quy tắc. Còn chưa kịp hòa hợp với bầu không khí để tiến sâu vào trò chuyện, tin tức có liên quan tới việc Hạ Tưởng lần nữa mở cuộc họp báo đã truyền tới tai y, nhất thời khiến y không kịp lấy lại hơi, suýt nữa phun hết ngụm trà mới uống vào miệng lên người Trần Hạo. Khi nào vậy? Lôi Trị Học bất mãn với Hạ Tưởng lên tới cực điểm, náo loạn gì chứ? Hành động của Hạ Tưởng không phải xuất phát từ muốn giải quyết vấn đề, mà e sợ cho thế giới không loạn. Thông báo của Văn phòng Thông tin Ủy ban Nhân dân là trong vòng 2 giờ mở cuộc họp báo, khi tôi biết được thì đã qua 1 giờ rồi, giờ phóng viên cũng đã đến gần đủ rồi. Trần Hạo còn là từ trong miệng Vương Hướng Tiền biết được tin tức, trước đó, bên phía Ủy ban Nhân dân tỉnh giữ rất kín chuyện, sau khi thông báo phát ra được 1 giờ, mới do Mã Dục thôn báo cho bên tỉnh ủy. Rõ ràng là muốn tranh thủ sự chênh lệch thời gian. Trần Hạo cũng cực kỳ bất mãn với cách làm của Hạ Tưởng, Chủ tịch tỉnh không báo cáo xin chỉ thị mọi việc với bí thư, Chủ tịch tỉnh Hạ Tưởng này, thật đúng là cao ngạo. Rõ ràng không xem Lôi Trị Học ra gì, liên đới khiến y nhìn Đường Thiên Vân cũng không thuận mắt, một thư ký tỉnh ủy thứ hai, mỗi ngày cứ kiêu ngạo không xem ai ra gì như thư ký tỉnh ủy số 1, cùng một đức tính với Hạ Tưởng. Kỳ thật danh tiếng Đường Thiên Vân ở tỉnh ủy rất tốt. Khiêm tốn hòa nhã với mọi người, vừa không tự kiêu, cũng dễ nói chuyện, so với con người Trần Hạo có duyên hơn. Trần Hạo sau khi nhận được thông báo của Vương Hướng Tiền giật nảy người, lập tức hiểu rõ ý đồ của Hạ Tưởng, cố tình kéo dài 1 giờ sau mới để phía tỉnh ủy biết tình hình, là Hạ Tưởng cố ý khiêu chiến quyền uy của bí thư tỉnh ủy, hàm xúc biểu đạt sự bất mãn đối với lập trường của bí thư Lôi trong vụ điện lưới quốc gia thôn tính Điện Thế tỉnh Tây. Cũng là Trần Hạo mọi chuyện đều cho là Hạ Tưởng không đúng. Kỳ thật sự tình nào có phức tạp như vậy? Hạ Tưởng ra quyết định mở cuộc họp báo, yêu cầu Vương Hướng Tiền thông báo ngay cho tỉnh ủy một tiếng, Vương Hướng Tiền cố tình kéo dài 1 giờ, lại y gây trở ngại từ trong, muốn phá hoại quan hệ của Hạ Tưởng và Lôi Trị Học, ngồi không hưởng lợi. Vương Hướng Tiền sợ rồi, y tuy đã sớm chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn bị mức độ Hạ Tưởng xử lý sự kiện sự cố mỏ hù dọa, tác phong của Hạ Tưởng chẳng những kiên quyết quyết đoán, thủ đoạn táo bạo dứt khoát. Sợ là cuối cùng sẽ không chỉ tra tới Giang Cương thì thôi, chẳng may cả y cũng bị dính líu vào, như vậy y chủ động hiệp trợ Hạ Tưởng điều tra rõ chân tướng tai nạn mỏ hơn nữa đề xuất cái gọi là 4 điều kiến nghị, chẳng lẽ tự đem đá ném vào chân mình sao? Hạ Tưởng không thể qua sông phá cầu, hắn dù sao cũng đã cùng y duy trì nhất trí cao độ ở trên sự cố mỏ than, cũng là xuất phát từ sự công chính để giải quyết vấn đề, cũng là suy nghĩ cho đại cục. Trong thời gian 1 giờ nữa diễn ra cuộc họp báo, Vương Hướng Tiền suy nghĩ rất nhiều, y không cho rằng Hạ Tưởng sẽ có ý mượn sự kiện tai nạn mỏ hỏi tội y. Nếu chân tướng sự kiện mỏ than rõ ràng, sẽ không còn là sự cố mỏ, mà là vụ án hình sự, tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh ai cũng không nhận nổi trách nhiệm lãnh đạo, chỉ cần tìm ra một người chịu tội thay là được. Ai làm người chịu tội thay y cũng nghĩ xong rồi, thì cứ đưa Phó Tổng Giám đốc Lưu Lộ sau khi tổ chức lại bị lui xuống ra chống đỡ là được, Lưu Lộ dễ thu phục, cũng có nhược điểm trong tay y. Không sợ Lưu Lộ không nghe lời. Cứ như vậy, chẳng những y bình yên vô sự, Hạ Tưởng cũng không dính líu, ngay cả người khởi xướng Giang Cương cũng có thể tránh được một kiếp. Mặc dù biết rõ giờ liên hệ với Giang Cương không phải là cử chỉ sáng suốt, nhưng Vương Hướng Tiền suy nghĩ lại, vẫn gọi cho Giang Cương một cuộc điện thoại, y vô cùng bất mãn đối với việc Giang Cương lấy người sống làm sự cố mỏ. Cũng chính là xuất hiện biến cố mạng người trên hết, mới khiến cho y phải chuyển hướng ủng hộ Hạ Tưởng. Điện thoại của Giang Cương vừa gọi đã thông.
Âm thanh của Vương Hướng Tiền có 3 phần bất mãn, 4 phần chỉ trích. Giang Cương, chơi quá đà rồi. Phó Chủ tịch Vương. Giang Cương kéo dài giọng điệu, thể hiện sự bất mãn mãnh liệt của y đối với Vương Hướng Tiền. Tôi nghe không hiểu anh đang nói gì, tôi đang ở nhà phản tỉnh sai lầm, phải cố gắng làm một công dân thủ pháp, căn bản là không đi ra ngoài chơi. Vương Hướng Tiền cười ha hả. Tổng Giám đốc Giang, có một số việc đã qua, theo không kịp biến hóa, tôi cũng không có biện pháp, anh cũng đừng tức giận. Y và Giang Cương quen biết nhiều năm, hai bên đều là bạn tốt của nhau, có đôi khi chênh lệch của cấp bậc vẫn thật không thể dùng cách nghĩ của người bình thường mà suy luận. Tôi hiện tại phát hiện thi thể của Lão Tiền đầu. Giang Cương ở bên kia điện thoại im lặng ước chừng một phút, mới hỏi một câu. Sự tình có rối loạn, Hướng Tiền, anh nói làm thế nào? Rõ ràng là Giang Cương cũng sợ ba cô con dâu như cọp cái của Lão Tiền đầu. Vương Hướng Tiền muốn cười ra tiếng, Giang Cương nhiều năm không hề kêu trực tiếp tên y, hôm nay lại buộc miệng nói ra, y liền biết, Giang Cương đã hoảng loạn. Sự cố mỏ than là tính đào một hố sâu cho Hạ Tưởng, kết quả không ngờ khi đào hầm lại bị sạt lở, thế là chôn cả người mình vào đó, Giang Cương xác thật luống cuống, y vẫn luôn ngồi trong nhà chờ tin tức tốt, không ngờ lại đợi được tin tức bất lợi, đầu tiên là Hạ Tưởng lập tức mở cuộc họp phóng viên, hiện lại là Lão Tiền đầu bị nổ chết. Sao lại loạn cào cào thế này? Giang Cương tâm loạn như tê dại, đứng lên ngồi xuống, đứng ngồi không yên. Vương Hướng Tiền cũng trầm lặng một hồi. Việc cấp bách, chính là muốn tìm một người chịu tội thay. Sự tình không giấu được nữa, Chủ tịch tỉnh Hạ sắp công bố sự thật dưới giếng là người chết, bước tiếp theo, chỉ sợ phải điều động thiết bị khai thác cỡ lớn trực tiếp đào bới. Nếu lo lắng phía dưới có người sống, thì công việc giải cứu rất khó khai triển. Nhưng nếu tất cả đều là người chết, thì dễ hơn nhiều. Ra lệnh một tiếng, nửa ngày là đào xong. Giang Cương không hổ là nhiều năm bạn bè xấu xa của Vương Hướng Tiền, thoáng cái đã cùng nghĩ đến. Lưu Lộ. Làm sao làm thông công tác với Lưu Lộ, thì phải do anh ra mặt, tôi hiện tại vẫn phải đi cùng với Chủ tịch tỉnh Hạ suốt, cũng tiện có thể nắm được tư liệu trong thời gian sớm nhất. Vương Hướng Tiền chuẩn bị bỏ điện thoại xuống thì, lại nghĩ tới cái gì? Đúng rồi, Trần Diễm sao không có động tĩnh? Nhắc tới Trần Diễm, mí mắt của Giang Cương nháy liên tục không ngừng, may là Vương Hướng Tiền nhìn không thấy, do dự một lát, y vẫn nói. Không rõ lắm, hiện có không tâm tư để ý đến cô ấy. Vương Hướng Tiền tin là thật, thấy thời gian không còn nhiều nữa, vội ngắt điện thoại. Vương Hướng Tiền báo cho tỉnh ủy trễ một giờ, đúng là tranh thủ sự chênh lệch thời gian, thong thả mà hoàn thành sắp xếp của chính mình, cũng gián tiếp làm Hạ Tưởng và Lôi Trị Học có hiềm khích. Phải nên nói là, kế hoạch của y, vô cùng hoàn mỹ, gần như hoàn hảo. Hơn nữa liên quan đến việc giải quyết hậu quả sự cố mỏ như thế nào, Vương Hướng Tiền cũng tự nhận sắp xếp kín không kẽ hở, vừa có thể bảo vệ y, cũng có thể khiến Giang Cương không bị kéo vào đầm lầy, mặc kệ sức mạnh của Hạ Tưởng là bao nhiêu, đao nhanh đến đâu, cuối cùng giơ tay chém xuống, cũng chẳng qua chém rơi vài tên thủ hạ thôi. Nhưng khiến Vương Hướng Tiền hoàn toàn không nghĩ đến chính là, Giang Cương nói dối y. Đúng là việc nói dối mà Giang Cương cho rằng quá bé nhỏ không liên quan đến đại cục, cuối cùng sự việc dẫn đến sự xuất hiện lệch lạc không thể lường trước. Lệch lạc to lớn, khiến nhiều người bóp cổ tay than thở. Trần Diễm mất tích, xác thật có quan hệ với Giang Cương. Mà ngay lúc Giang Cương nói chuyện điện thoại với Vương Hướng Tiền, Trần Diễm đang ở cách vách, bị Giang Cương giam lỏng ở trong phòng với cách thức văn minh. Cuộc họp báo lần thứ hai được tổ chức đúng dự kiến, phòng hội nghị không dư ghế nào. Vô số phóng viên ký giả chờ sẵn, chờ Hạ Tưởng xuất hiện. Cuộc họp báo lần trước, Hạ Tưởng với phong cách khác biệt khiến vô số người mở mang tầm mắt, sau đó 90% số ký giả đều nổi lên lòng hứng thú trước nay chưa từng có đối với vị chủ tịch tỉnh trẻ tuổi này. Sau cuộc họp báo lần đầu, tin tức liên quan đến khu mỏ được đăng tải ngập trời, nhưng phần lớn đều nhấn mạnh vào công lý, chỉ đăng tải về bản thân khu mỏ, không dẫn dắt đến việc tổ chức lại khu mỏ An Đạt. Cũng không tạt nước bẩn vào sự chuyển hình kinh tế nguồn năng lượng tỉnh Tây, có thể nói là bài báo về mỏ than lý trí nhất khách quan nhất trong mấy năm nay. Đồng thời, giới truyền thông phần lớn rất tán dương đối với sự khai sáng của Hạ Tưởng, cùng với cách làm chủ động tích cực kết nối với giới truyền thông, không ít ký giả dùng những từ ngữ nào là khai sáng, tự tin, rộng lượng, phong độ, để miêu tả Hạ Tưởng, hơn nữa còn tán dương Hạ Tưởng là quan lớn cấp tỉnh bộ đầu tiên trong nước có dũng khí thản nhiên đối mặt với sự cố mỏ.
Sự cố mỏ ở khắp các nơi đều là hết che giấu rồi lại báo cáo thiếu, cũng có trì hoãn báo cáo đủ mọi cách thức, quả thật giấy không gói được lửa, sau này mới bị giới truyền thông khui ra, nhìn qua nhìn lại tất cả đều là tin tức tiêu cực. Hạ Tưởng chủ động trong thời gian sớm nhất thời tổ chức họp báo, xác thật là hành động phá thạch kinh thiên. Nhưng phải thừa nhận, Hạ Tưởng đã thành công, hơn nữa còn là đạt được thành công lớn. Thông báo của cuộc họp báo lần thứ hai vừa tuyên bố, tất cả phóng viên ký giả lập tức gác công việc lại, chạy tới trong thời gian sớm nhất, khát khao có thể lần nữa nhìn thấy phong thái của chủ tịch tỉnh Hạ, thậm chí còn vượt cả sự quan tâm đối với sự cố mỏ. Nhưng tất cả ký giả đều đến đủ cả rồi, thời gian ước định cũng tới rồi, chủ tịch tỉnh Hạ lại trễ nãi chưa xuất hiện. Chủ tịch tỉnh Hạ đến trễ sao? Đám phóng viên ngơ ngác nhìn nhau, xảy ra chuyện gì, chủ tịch tỉnh Hạ sao lại đến trễ? Hạ Tưởng xảy ra chuyện gì? Không phải là việc lớn gì, nhưng cũng không phải việc nhỏ, ngay lúc hắn sắp tới cuộc họp, bị Lôi Chỉ Học giữ lại. Khi Hạ Tưởng đang chuẩn bị ra cửa, vừa ngẩng đầu, phát hiện Lôi Chỉ Học vững vàng từng bước tiến đến cửa, hắn liền biết, Lôi Chỉ Học là người đến không có chuyện tốt. Quả nhiên, Lôi Chỉ Học vừa vào đã nói. Đồng chí Hạ Tưởng, cuộc họp báo hôm nay không thể tổ chức. Hạ Tưởng ồ một tiếng. Đồng chí Chỉ Học, xảy ra chuyện gì? Không xảy ra chuyện gì cả, tôi nhận thấy sự cố mỏ trước khi chưa điều tra rõ chân tướng, không cần thiết thông báo tiến triển tình hình với giới truyền thông, dễ dàng tạo thành khủng hoảng quần chúng, dễ dàng khiến bên ngoài hiểu lầm thái độ chân thành nghiêm chỉnh của tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh đối với sự cố mỏ. Tôi không đồng ý với quan điểm của đồng chí Chỉ Học. Hạ Tưởng áp chế cường thế của Lôi Chỉ Học, cũng không mềm không cứng mà đáp lại. Kết nối mới sẽ không để bên ngoài hiểu lầm. Và lại chân tướng sự cố mỏ, đã bước đầu được điều tra rõ, cuộc họp báo hôm nay, trong thế phải làm. Nếu tôi phản đối mở cuộc họp báo thì sao? Lôi Chỉ Học lần đầu tiên thể hiện quyền uy của nhân vật số một trước mặt Hạ Tưởng, với ý đồ làm cho Hạ Tưởng cúi đầu. Hạ Tưởng hơi kinh ngạc, dường như do dự, dưới áp lực uy quyền của Lôi Chỉ Học, trầm lặng một lát, sau đó ngẩng đầu nói. Đồng chí Lôi Chỉ Học, anh là sếp lớn, tôi luôn tôn trọng quyết định của anh, nhưng... Hạ Tưởng đến trễ 10 phút so với thời gian dự định. Bóng dáng của Hạ Tưởng vừa xuất hiện ở cửa thì hội trường đang hỗn loạn bỗng yên tĩnh lên, ánh mắt mọi người đều đổ dồn về hắn. Hạ Tưởng trước sau như một khuôn mặt bình tĩnh mỉm cười, hắn chắp tay với nhóm phóng viên. Thật có lỗi, tôi đến trễ không có lý do, thật đáng chịu phạt. Sải bước tới hàng trên, Hạ Tưởng nâng chén trà lên nói. Đành lấy trà thay rượu. Phạt một ly rượu là được. Phóng viên cười vang, vì chủ tịch tỉnh Hạ vui tính mà vỗ tay ầm ầm. Hôm nay phát biểu, chỉ thông báo một chút tiến triển của sự cố tai nạn mỏ. Bước đầu đã điều tra rõ, sự cố tai nạn mỏ là âm mưu được người ta bày ra, là sự cố có tổ chức bởi vì tính chất của sự cố vô cùng hiểm ác. Hiện giờ cơ quan công an đã tham gia điều tra, tận lực điều tra rõ chân tướng sự thật, để cho công chúng một lời giải thích. Hạ Tưởng vừa nói dứt lời cả hội trường vang lên những tiếng hô kinh ngạc. Hội trường chưa yên, Hạ Tưởng lại nói thẳng. Ở hiện trường phát hiện các thi thể nạn nhân, qua giám định pháp y, có hai người là bị nổ chết tại chỗ, còn lại là những thi thể khác đã tử vong nhiều ngày. Hả? Sao lại thế? Tôi muốn hỏi một chút, mong chủ tịch tỉnh cho phép. Sự cố tai nạn mỏ trở thành vụ án hình sự lớn của, vụ án mới rất lớn. Nhóm phóng viên náo loạn. Bàn luận ầm ầm, một phóng viên đứng lên, giơ tay cao, muốn được phát ngôn. Hạ Tưởng vỗ hai bàn tay. Mong các phóng viên bình tĩnh một chút, tôi bổ sung thêm một sự thật, ngày mai sẽ vận dụng thiết bị cỡ lớn tiến hành công tác đào móc, bước đầu điều tra rõ, những công nhân bị nạn đã không có khả năng sống sót. Nhấn mạnh một chút, không phải không cứu công nhân mỏ, mà là căn cứ vào nguồn tin đáng tin cậy, công nhân mỏ bị nạn ở dưới hầm mỏ. Vốn có khả năng là bị người ta cố ý vận chuyển đủ 100 thi thể xuống dưới hầm mỏ để tạo ra sự cố. Rào rào, hội trường lại náo loạn, đám phóng viên đang ngồi đi qua đi lại, có thể nói kiến thức uyên bác, nhưng vẫn là lần đầu tiên nghe đến sự việc hãi hùng như thế, hơn nữa lại từ chính miệng chủ tịch tỉnh nói ra, tuyệt đối là chuyện lớn nhất trong nước. Tuyệt đối là sự kiện lớn kinh thiên động địa. Chủ tịch tỉnh Hạ, hung thủ lấy ra đủ thi thể để gây ra sự cố tai nạn mỏ. Là có động cơ gì, được ích lợi gì? Một gã phóng viên rốt cuộc kiềm chế không được, cũng không xin nói, trực tiếp đứng lên hỏi. Một nữ phóng viên xinh đẹp,
trực tiếp tới phía trước, vươn micro ra hỏi Hạ Tường. Chủ tịch tỉnh Hạ, xin hỏi có điều tra rõ là ai thao túng tất cả đằng sau hay không? Gây ra sự cố tai nạn mỏ, có phải là muốn bôi nhọ việc chuyển đổi hình thức nền kinh tế nguồn năng lượng tỉnh Tây hay không? Hai vị phóng viên ngoại quốc lần thứ hai tham gia vào cuộc họp báo thấy tình trạng đó, liền không cần lịch sự nữa, nên cũng không hỏi gì, liền ỉ vào thân hình cường tráng rẽ đám người ra, tới trước mặt, hỏi Hạ Tường. Chủ tịch tỉnh, tôi là phóng viên đến từ nước Mỹ, xin hỏi, có điều tra rõ là ai gây ra sự kiện dùng người chết tạo ra sự cố này hay không? Đối với các câu hỏi của mọi người, Hạ Tường một mực không trả lời, vẫy vẫy tay, xoay người rời khỏi. Lần phát biểu tiếp theo trong cuộc họp báo mới sẽ công bố chân tướng. Cảm ơn các phóng viên bằng hữu đã đến, tôi xin phép đi trước. Chỉ để lại một bóng dáng cho mọi người ngóng theo. Sắc mặt Lôi Trị Học trầm xuống, buồn phiền trong phòng làm việc. Không nghĩ đến Hạ Tường dám trực tiếp động đến ông ta, chẳng những làm xấu mặt ông ta, mà còn làm quyền uy của ông ta đi xuống. Tôn nghiêm của nhân vật số 1 bị Hạ Tường vô tình dẫm đạp. Đương nhiên, Hạ Tường sẽ không tán đồng là Lôi Trị Học nói hắn dẫm đạp lên tôn nghiêm của nhân vật số 1, hắn chỉ tranh luận, rất bình tĩnh mà thành thật nói rõ lý do của hắn với Lôi Trị Học. Đồng chí Trị Học, anh là trưởng ban, tôi tôn trọng quyết định của anh, nhưng cuộc họp báo là do tập thể bộ máy chính phủ quyết định, tôi về trước, chờ kết quả sau khi hai đồng chí kiện siêu thương nghị. Hơn nữa đã thông báo với các phóng viên, nếu không ấn định thời gian triển khai, sẽ khiến chính phủ mất đi niềm tin, lại khiến mất đi uy tín và thành công của lần họp báo đầu tiên, càng khiến tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh lâm vào hoàn cảnh vô cùng bị động. Hạ Tường nói khéo léo, kỳ thật vẫn ám chỉ với Lôi Trị Học là cuộc họp báo là việc của bộ máy nội bộ chính phủ, là tập thể bộ máy chính phủ gồm một chủ tịch tỉnh và hai phó chủ tịch tỉnh quyết định. Nếu Lôi Trị Học lấy thân phận bí thư tỉnh ủy để nhúng tay vào sự vụ hành chính, được lắm, cuối cùng tất cả hậu quả, phương diện chính phủ đều sẽ đổ trách nhiệm lên phương diện tỉnh ủy. Lôi Trị Học tuy là bí thư tỉnh ủy, nhưng cũng không dám đắc tội với ba nhân vật của bộ máy chính phủ. Bộ máy chính phủ mặc dù tính cả Hạ Tường, tổng cộng là 8 vị chủ tịch tỉnh, nhưng thực tế người có quyền nhất chính là ba người Hạ Tường, Vương Hướng Tiền và Phùng Kiện Siêu, chỉ vì ba người đều là ủy viên thường vụ. Bí thư tỉnh ủy là nhân vật số 1, có thể nhúng tay vào bất luận sự vụ gì của tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh, nhưng nói đi cũng phải nói lại, đường đường là nhân vật số 1 mà ngay cả ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì triển khai hội cuộc họp báo cũng không được nhúng tay, là vô cùng vô lý. Nhưng Lôi Trị Học cố tình cũng không thể ngăn cản Hạ Tường triển khai cuộc họp báo, Hạ Tường chắc sẽ công bố nội dung, không nhất định phải tạo nên nhiều cơn sóng trong nước. Bị Hạ Tường nói khéo, Lôi Trị Học chỉ có thể thỏa hiệp. Với các chủ tịch tỉnh khác, ông ta cứng rắn đến cùng, nhưng người trước mặt là Hạ Tường, hắn là nhân vật trung tâm của thế lực gia tộc. Đồng chí Hạ Tường, cuộc họp báo có thể triển khai, tôi hy vọng anh không nhắc tới sự cố tai nạn mỏ chết người là được tạo bởi thi thể người chết. Giọng Lôi Trị Học nhẹ nhàng, đã lùi một bước. Lôi Trị Học tưởng Hạ Tường ít nhiều cũng suy nghĩ đến đề nghị của ông ta, không nghĩ Hạ Tường không chút do dự, trực tiếp nói. Đồng chí Trị Học, hôm nay cuộc họp báo đã truyền tình hình tóm tắt đến tay đám phóng viên, không có biện pháp sửa đổi, hơn nữa tôi cũng không muốn sửa đổi, thực tế vẫn là truyền thuyết đảng Quang Vinh. Lôi Trị Học tái mặt, Hạ Tường ở trước mặt ông ta giảng đạo lý truyền thống của đảng, rõ ràng là đùa giỡn ông ta không phục nói. Nếu sự việc không cách nào chấm dứt, nếu tai nạn mỏ tỉnh Tây ảnh hưởng tới cục diện chính trị ổn định trong nước, ảnh hưởng tới 18 triệu dân, trách nhiệm đó, anh có chịu được hay không? Cho dù sự tình phát triển đến nông nỗi ấy, một mình tôi chịu tất cả trách nhiệm, không phụ sự phó thác của nội các chính phủ, trung ương đảng, không phụ sự tín nhiệm của dân chúng tỉnh Tây. Hạ Tường hung hồn đối mặt với Lôi Trị Học, nửa bước không lùi. Hạ Tường và Lôi Trị Học tranh luận ầm ĩ rất lâu bên trong, ở tỉnh ủy không ít người nghe thấy, trong lòng chấn kinh. Chủ tịch tỉnh và bí thư tỉnh ủy có mâu thuẫn, các tỉnh đều như thế, giữa nhân vật số 1, số 2 có quyền lực giao nhau, khó tránh khỏi ý kiến bất đồng. Chủ tịch tỉnh và bí thư tỉnh ủy tranh luận cũng là chuyện thường, nhất là chủ tịch tỉnh còn trẻ và bí thư tỉnh ủy cứng rắn, nhưng tình huống chủ tịch tỉnh và bí thư tỉnh ủy tranh luận ầm ĩ cũng không gặp nhiều. Tới địa vị cao, cấp tỉnh bộ, có mâu thuẫn cũng giải quyết sau lưng, sẽ không đối mặt, lại càng không để người ngoài biết được. Bình tĩnh mà nghĩ, hôm nay Hạ Tường và Lôi Trị Học cùng lắm là xem như tranh luận, không thể xem như tranh cãi ầm ĩ.
giọng hai người cũng không quá lớn, cũng không xích mích, nhưng ở tỉnh ủy là nơi nhạy cảm, tiếng hơi to một chút, đã lọt vào tai người khác. Không ít người âm thầm suy nghĩ, nhân vật số 1, số 2 mâu thuẫn không nể mặt nhau, công tác về sau của tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh sẽ khai triển như thế nào. Hạ Tưởng cũng thân là chủ tịch tỉnh phải biết tôn trọng quyền uy của bí thư tỉnh ủy, bí thư lên tiếng, chủ tịch tỉnh nên phục tùng vô điều kiện. Cũng có người bất mãn đối với Lôi Trị Học, ủy ban nhân dân tỉnh triển khai cuộc họp báo, thân là nhân vật số 1 cũng muốn hỏi đến, bí thư Lôi thực muốn tham gia vào. Bí thư tỉnh ủy là nhân vật số 1, là chủ trì công tác toàn diện, nhưng tay cũng không nên vươn ra quá dài, cũng phải tuân thủ quy củ trong quan trường. Bí thư tỉnh ủy nhúng tay vào mọi chuyện, thì chủ tịch tỉnh, phó bí thư tỉnh ủy làm cái gì? Bên trong tỉnh ủy liền chia làm hai phái đối với việc Hạ Tưởng và Lôi Trị Học tranh luận, đều có lập trường, đều có nửa này nửa kia. Cuối cùng Lôi Trị Học phẩy tay bỏ đi. Hạ Tưởng chỉ bất quá chỉ là bị đẩy lùi lại so với việc sớm định ra thời gian tổ chức, vẫn triển khai cuộc họp báo, hơn nữa, tin tức công bố cũng không rút lại, tất cả đều phơi bày. Chẳng qua là nói, Hạ Tưởng và Lôi Trị Học kịch liệt một lần, lập trường kiên định, cũng không khuất phục trước quyền uy của nhân vật số 1 Lôi Trị Học. Và như dự đoán trước, khi cuộc họp báo kết thúc, tất cả phóng viên lập tức đăng tin tức mới nhất về sự cố tai nạn mỏ của tỉnh Tây. Tin tức rất kinh người, có thể dùng thạch phá thiên kinh để hình dung. Không chỉ là sự cố tai nạn mỏ chuyển thành vụ án hình sự khiến người ta kinh ngạc không ngừng, mà bởi vì tin tức từ miệng chủ tịch tỉnh, mà không phải từ Bộ Công an tuyên bố, trong đó ý nghĩa chính trị vô cùng kín đáo. Chính yếu là, Hạ Tưởng lớn mật, tác phong buông thả, kéo gần lại cự ly giữa chính phủ và giới truyền thông trong cuộc họp báo. Đã sửa đổi việc chính phủ ở trên cao chỉ nói qua loa mà không nói sự thực. Với tôn nghiêm của chủ tịch tỉnh mà trực tiếp gặp mặt thông báo với phóng viên từng bước tiến triển của sự cố đang, chính là một luồng gió mới trong đời sống chính trị trong nước. Buổi tối hôm đó, tờ báo đứng đầu đã đăng lên những tiến triển gần nhất của sự cố tai nạn mỏ của tỉnh Tây, nhất thời tạo nên ngàn cơn sóng. Sáng sớm ngày tiếp theo, các báo lớn, Nhật báo cũng đăng nội dung cuộc họp báo, cũng lấy ảnh chụp Hạ Tưởng, tiêu đề bắt mắt, ảnh chụp bắt mắt, làm trang bìa. Thậm chí ngay cả hai gã phóng viên nước ngoài cũng viết bài suốt đêm, sau khi gửi về tổng bộ tức tốc quyết định ra bài viết, một lần nữa sắp chữ, tán thưởng cuộc họp báo của Hạ Tưởng. Tới giữa trưa nội dung cuộc họp báo đã ở trên khắp các báo giấy và báo mạng lớn, tạo ra tính ảnh hưởng bùng nổ, ngay cả Hạ Tưởng cũng chuẩn bị không kịp. Dư luận ầm ĩ. Sau khi biết được chân tướng, dân chúng tức tối, chỉ trách kẻ gây ra sự cố tai nạn mỏ không có lương tâm, không bằng súc sinh. Vô số người dân liền nhắn lại, yêu cầu tỉnh Tây nghiêm trị hung thủ đứng sau, trả cho người chết một công lý, cũng tán dương Hạ Tưởng là một chủ tịch tỉnh dũng cảm. Đến buổi chiều, vô số báo chiều truyền lại tin tức, gây ra cơn sóng thứ hai, sự kiện tai nạn mỏ của tỉnh Tây từ sự kiện địa phương lên đến sự kiện mang tính toàn quốc, và các giới khác cũng phải thảo luận. Dưới trợ giúp thúc đẩy của giới bên ngoài, việc xử lý sự cố tai nạn mỏ cũng đã vào giai đoạn thứ hai, dùng thiết bị cỡ lớn để đào móc hiện trường. Và bắt đầu công tác đào móc. Lôi Trị Học, mức độ khống chế của anh đối với tỉnh Tây, còn phải tăng cường thêm. Cũng nói rõ anh xác thật kinh nghiệm công tác cơ sở không đủ, ở địa phương rèn luyện thêm một hai nhiệm kỳ, cũng là một chuyện tốt, đối với sự trưởng thành sau này của anh, rất có lợi. Trị Học, đối độ, cường, đua. Ngồi trên sofa ở phòng khách, nhớ lại cuộc điện thoại thủ trưởng gọi trước lúc tan ca, Lôi Trị Học trong lòng phập phồng, thật lâu không thể bình tĩnh lại. Ngụ ý của thủ trưởng đã rất sáng rõ, ý nghĩa của việc rèn luyện thêm một hai nhiệm kỳ chính là nói, hy vọng vào Bắc Kinh của ông ấy đã rất xa vời. Vào Bắc Kinh không phải là cách suy vào bộ, ủy viên bộ chính trị tại địa phương cũng có vài người, nhưng tương đối mà nói thì ít hơn ủy viên bộ chính trị trong Bắc Kinh. Hơn nữa ý kiến của thủ trưởng, ông ấy còn có thể nghe không hiểu sao. Chính là cảnh báo ông ta phỏng chừng không còn hy vọng vào bộ nữa. Lôi Trị Học ngồi yên ở phòng khách. Sau một lúc lâu không nhúc nhích một cái. Ông ấy một mình ở nhà, cô giúp việc đi ra ngoài, vợ ở Bắc Kinh, con trai ở ngoại quốc, bí thư tỉnh ủy Hòa Quang vô hạn sau khi rời khỏi trung tâm quyền lực của tỉnh ủy, cũng chỉ là một ông già cô độc quạnh hiu. Chớp mắt đã tới tháng 6, bên ngoài đã là khí tượng mùa hè, nhiệt độ không khí của căn phòng cũng thích hợp, Lôi Trị Học mặc một bộ đồ ngủ, đầu lại chảy đầy mồ hôi. Cho dù thân cao chức trọng, khi gặp phải việc thăng chức trọng đại thì cũng khó tránh suy tính thiệt hơn.
Lôi Trị Học muốn mở họp báo lần thứ hai, điểm xuất phát là dựa trên việc không muốn Hạ Tưởng nắm đại cục trong tay. Sau khi sự cố mỏ xảy ra, Hạ Tưởng nghiễm nhiên trở thành người đứng đầu tỉnh ủy, mặc dù Hạ Tưởng cũng có báo cáo với y không thiếu vụ việc gì, nhưng Lôi Trị Học vẫn cảm thấy thật sự bị gạt bỏ ra ngoài, y đường đường là bí thư tỉnh ủy không ngờ cũng thành quần chúng không rõ chân tướng, đúng là chuyện cười, liền khiến y trong lòng rất khó chịu. Sự việc trên quan trường, cũng không phải là chỉ có hai mặt đúng và sai, có đôi khi, chỉ vì ai nói chuyện có tính quyết định cũng trở thành tranh chấp hơn thua. Ở phương pháp xử lý sự cố mỏ, Lôi Trị Học vốn ban đầu cũng không lập trường, thành công, y ngồi không hưởng lộc. Thất bại, Hạ Tưởng làm kẻ chịu tội. Nhưng đột nhiên, Vương Hướng Tiền ở trên sự cố mỏ, đi theo phía sau Hạ Tưởng một cách mù quáng, liền khiến y đại tức điên lên. Vừa căn hận Vương Hướng Tiền chơi trò hai mặt, lại vô cùng bất mãn đối với sự hợp tác của Hạ Tưởng và Vương Hướng Tiền. Vương Hướng Tiền là thể hiện cụ thể mức độ khống chế bộ máy chính phủ của y, nếu Vương Hướng Tiền cũng bị Hạ Tưởng thu phục, sức ảnh hưởng của y đối với bộ máy chính phủ sẽ giảm giá trị đến mức thấp nhất, không, không phải giá trị thấp nhất, là hoàn toàn mất đi sức ảnh hưởng đối với bộ máy chính phủ. Hơn nữa gần đây nhiều chuyện không thuận, con trai tự dưng ra nước ngoài, y chủ trì hội đàm ba bên của việc điện lưới quốc gia thôn tính điện thế tỉnh Tây cũng không được gì mà kết thúc, không đạt được nhất trí, điều kiện điện lưới quốc gia đưa ra, điện thế tỉnh Tây không thể tiếp nhận, y cũng không tiện quá bênh vực điện lưới quốc gia. Nếu y mất đi sức ảnh hưởng với bộ máy chính phủ, truyền hình kinh tế nguồn năng lực tỉnh Tây sắp báo cáo thắng lợi toàn diện, y có khả năng hoàn toàn không tham gia vào được thành quả thắng lợi cuối cùng, là bí thư tỉnh ủy quá thì quá là thất bại. Nói gì cũng không thể khiến hào quang của Hạ Tưởng sáng quá, Lôi Trị Học liền muốn ra tay ngăn cản Hạ Tưởng mở cuộc họp báo. Cũng là bởi vì Lôi Trị Học biết rõ sau khi Hạ Tưởng công bố nội dung bên trong, nhất thời chấn kinh, lo lắng sẽ làm bùng nổ dư luận. Sau đó tỉnh Tây sẽ bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió. Phương hướng chủ đạo của y ở tỉnh Tây là ổn định cầu tiến, suy nghĩa chấp chính của Hạ Tưởng lại là táo bạo dứt khoát, tận hết sức lực mà đẩy mạnh cải cách, hai người so với nhau, mâu thuẫn không thể tránh né. Lôi Trị Học một mình suy nghĩ thật lâu, có khi không có hy vọng so với có hy vọng càng có thể kích phát tiềm năng của một người, y cuối cùng nghĩ thông suốt, trước mặc kệ việc vào bộ có thành công hay không, việc cấp bách của y chính là làm tốt công tác ở tỉnh Tây. Đẩy mạnh truyền hình kinh tế nguồn năng lượng, giải quyết ổn thỏa sự cố mỏ, kiến lập lại quyền uy của nhân vật số một bí thư tỉnh ủy, dùng các thủ đoạn nắm giữ lại đại quyền trong tay mình. Sau khi nghĩ thông suốt tất cả, bóng đêm đã sâu, y đang muốn thu dọn một chút chuẩn bị đi ngủ, điện thoại gọi đến. Ban đêm yên tĩnh, âm thanh điện thoại reo lên cực kỳ chói tai, Lôi Trị Học hơi nhíu mày, cầm lấy điện thoại, này, một tiếng. Ai đấy? Bí thư Lôi, là tôi. Giọng điệu của Vương Hướng Tiền vẫn cung kính như trước kia, dường như y cũng muốn thông việc gì đó. Có một việc muốn hồi báo với ngài một chút, không biết hiện có thuận tiện hay không. Đêm hôm khuya khoát hồi báo công việc, Vương Hướng Tiền thực biết chọn thời gian, Lôi Trị Học hừ một tiếng thể hiện bất mãn trong lòng, ngoài miệng nói tiếp. Dù sao cũng đã bị anh đánh thức, bất tiện cũng phải làm cho tiện. Ha ha! Vương Hướng Tiền cười gượng một tiếng. Biết Lôi Trị Học nửa trách y nửa nghiêm chỉnh là tán thành. Bí thư Lôi, bước đầu điều tra rõ, sự kiện mỏ là do nguyên phó tổng giám đốc Lưu Lộ của mỏ Than An đã tạo ra sự cố rủi ro mang tính chất ác liệt. Hiện Lưu Lộ đã bị cảnh sát kiểm soát, chuẩn bị tiến hành công việc thẩm vấn lần nữa. Người chịu tội thay đã tìm được rồi. Sự kiện đã xác định rồi. Lôi Trị Học hiểu rõ dụng ý đích thực của cuộc gọi của Vương Hướng Tiền, nói rõ Vương Hướng Tiền mặc dù ở sự kiện mỏ Than theo sát Hạ Tưởng. Nhưng đi sâu vào suy xét cũng có thể lý giải, là vì tự bảo vệ mình, Vương Hướng Tiền phải chú tâm vào Hạ Tưởng mới có cơ hội sau lưng sắp xếp an bài tất cả, nhưng trên tổng thể Vương Hướng Tiền vẫn có quan hệ gắn bó hơn với y, nghĩ như vậy, y trong lòng thoải mái dễ chịu hơn. Nhưng mà Lôi Trị Học vẫn khó chịu trong lòng, tính chất sự cố mỏ Hạ Tưởng vẫn chưa xin chỉ thị báo cáo với y thì đã định, khiến quyền uy của nhân vật số một để chỗ nào. Cũng là một nguyên nhân khác mà y dốc sức ngăn cản Hạ Tưởng tổ chức họp báo, sự tình một khi công khai, thì liền rõ ràng, một khi rõ ràng thì những giao dịch sau màn sẽ không tiện tiến hành. Ông ấy hóa ra muốn lợi dụng sự kiện mỏ Than đạt tới mục đích nắm quyền, Hạ Tưởng cố tình không nhường, khiến cuộc đối đầu ý chí của nhân vật số 1, số 2 từ đó bay lên tới đỉnh cao hơn. Ồ, tôi đã biết rồi. Trong điện thoại Lôi Trị Học không tiện nói lên suy nghĩ thật của mình.
chỉ thản nhiên mà đáp lại một câu, lại hơi chỉ điểm chút ít. Sự cố mỏ phải mau điều tra rõ chân tướng sự thật, không nên kéo quá lâu. Vương Hướng Tiền hiểu rõ ám chỉ của Lôi Trị Học, sau khi xa rời thiết tưởng ban đầu của sự cố mỏ quá nhiều, ai cũng đều muốn mau kết thúc chuyện này, cũng tiện giúp thế cục tỉnh ủy tiến lên giai đoạn tiếp theo. Sự cố mỏ đã mất đi hiệu quả vốn có, nếu xử trí không thích đáng, nói không chừng sẽ bị Hạ Tưởng lợi dụng. Mặc kệ là Vương Hướng Tiền hay là Lôi Trị Học, cũng không muốn để Hạ Tưởng mượn sự cố mỏ lập uy lần nữa. Trước mắt ngoại trừ cuộc họp báo làm cho danh tiếng Hạ Tưởng bành trướng đối với người trong quan trường mà nói, hư danh cuối cùng cũng chỉ là hư danh, giới truyền thông có xem trọng Hạ Tưởng như thế nào, cũng không thực tế bằng sự công nhận của Trung ương tạm thời vẫn chưa nhìn ra dấu tích Hạ Tưởng mượn dùng sự cố mỏ để lật lọng, liền khiến Lôi Trị Học và Vương Hướng Tiền rất yên tâm. Nếu chẳng may Hạ Tưởng được Lý Không buông tha, muốn mượn việc này một đao chém rất giang cương, tin rằng cuối cùng điều tra rõ sau lưng vụ mỏ than là độc thủ của Giang Cương không phải là một việc khó khăn, với sự nhanh trí của Hạ Tưởng cũng có thể đoán được một hai phần, Vương Hướng Tiền cũng tốt, Lôi Trị Học cũng tốt, sợ là đều không có biện pháp ngăn cản Hạ Tưởng xuống tay. Nhưng dường như những thủ đoạn Hạ Tưởng xử lý sự cố mỏ chỉ tập trung ở mặt truyền thông tin tức, mà quên mất phất phác lợi ích chính trị thực tế, là Hạ Tưởng sơ sót hay là có nguyên nhân khác. Khác biệt với tất cả hiện trường sự cố mỏ đều có người nhà khóc lóc kêu trời oán đất chính là, hiện trường sự cố mỏ của mỏ An Đạt, cũng có người nhà kêu khóc, nhưng số người cực ít, ít đến mức làm người ta khó có thể tin. Hơn 100 công nhân mỏ gặp nạn, thế mà chỉ có khoảng 10 người nhà ở hiện trường khóc đến chết đi sống lại, không bình thường, rất không bình thường. Dựa theo logic bình thường mà suy tính, thì hơn 100 công nhân mỏ ít nhất phải có từ 300 gia quyến trở lên. Đội ngũ người nhà thơ mỏ gặp nạn xôn xao rối loạn ở hiện trường gào khóc vang trời mới gọi là ngoạn mục, mới sẽ hình thành tiếp áp lực mạnh mẽ trực tiếp đối với việc xử lý sự cố mỏ. Hiện trường sự cố mỏ ban đêm, ngoại trừ tiếng gầm rú của máy móc và đội ngũ cứu hộ bận rộn ra, chỉ có khoảng 10 gia quyến ở một bên khóc lóc, liền lộ ra có chút lạnh lẽo buồn tẻ. Vương Hướng Tiền luôn ở hiện trường, không rời nửa bước, Hạ Tưởng thân là chủ tịch tỉnh, có bao chuyện phải xử lý. Y liền tự nhiên trở thành người phụ trách đầu tiên. Trước kia Vương Hướng Tiền nhìn thấy đội ngũ gia quyến mấy trăm người, kêu gào khóc lóc rung trời, y trong lòng cũng tĩnh lặng như nước, nhìn lắm thành quen, biết gia quyến dù có gào khóc có náo loạn, rốt cuộc cũng sẽ chấp nhận điều kiện an ủi, ngoan ngoãn mà về nhà chờ tiền trợ cấp. Nhưng hôm nay, đối diện chỉ có 10 mạng người nhà không hơn không kém, Vương Hướng Tiền mí mắt giật giật, tim đập phập phồng. Chỉ để Mã Húc tiến lên an ủi, y lại không dám tiến lên một bước. 10 người gia quyến này, tất cả đều là người nhà của lão Tiền đầu, 3 đứa con trai, 3 cô con dâu, 4 cá đứa nhỏ, cộng thêm bạn già của lão Tiền đầu, toàn bộ cả nhà đến đủ. Tiếng khóc than của 3 cô con dâu cũng không lớn lắm, chẳng qua chỉ là yên tĩnh trước khi bùng phát như núi lửa, Vương Hướng Tiền hiểu rõ, một khi 3 cô con dâu của lão Tiền đầu nổi điên, là ác mộng vô cùng khủng khiếp. 36 kế, chạy là thượng sách, rời khỏi càng sớm càng tốt. Đối với việc Giang Cương sau sự cố mỏ rất thức thời mà không có phát động gia quyến tấn công gây chuyện, Vương Hướng Tiền thở phào một hơi, may là Giang Cương kịp thời thu tay lại, nếu không lại có thêm mấy trăm gia quyến tới gây chuyện, chỉ sợ một khi gây chuyện, thì liền bị bắt nguyên hình, lập tức sẽ từ trong đám gia quyến giả mạo tìm ra ai là đầu têu phía sau. Nhưng ai đem sự việc lão Tiền đầu nói ra ngoài? Vương Hướng Tiền âm thầm suy nghĩ, không phải là Hạ Tưởng khẳng định không biết lão Tiền đầu là ai. Chẳng lẽ là Mã Húc? Cho tới bây giờ, biết rõ chân tướng lão Tiền đầu bị nổ chết không được mấy người, thậm chí Hạ Tưởng cũng không biết, y là một, Mã Húc cũng được tính là một. Mã Húc hiểu rõ chân tướng đương nhiên không phải Vương Hướng Tiền ở không nhàm chán để lộ ra, mà là Mã Húc nhận ra di thể lão Tiền đầu còn ai khác biết nữa, Vương Hướng Tiền cũng không được biết rồi, chắc là không ai biết đâu. Suy cho cùng, chỉ có thể là Mã Húc âm thầm thông báo cho người nhà lão Tiền đầu, chẳng lẽ là nói, là Mã Húc cố tình. Gã ta là người phụ trách xử lý sự cố mỏ, sự cố xử lý mơ hồ, gã phải làm kẻ gánh tội. Sự cố mỏ hoàn toàn tiến triển thuận lợi, khi Vương Hướng Tiền tự cho rằng có thể thong thả qua ải, thì trên vấn đề người nhà lão Tiền đầu, y rốt cuộc ngửi được mùi vị của một âm mưu nào đó. Mã Húc dưới sự bày mưu của Hạ Tưởng, cố ý âm thầm báo cho người nhà lão Tiền đầu, hay là tự chủ trương, là vì để tạo thêm phiền phức cho y, Vương Hướng Tiền cũng không dám chắc, y chỉ biết là, nếu không thể thích đáng an ủi người nhà lão Tiền đầu,
như vậy tất cả những cố gắng để che lấp và vun đắp vào sự cố mỏ của y sẽ trở thành công cốc, thậm chí còn sẽ xuất hiện một lỗ hổng lớn. Đổi lại là bất cứ người nào đều có thể lý giải rõ ràng và đầy đủ tâm tư của Vương Hướng Thiên. Vốn chuyện tai nạn hầm mỏ là dùng để đào hầm dành cho Hạ Tưởng, nhưng chuyện lại không theo mong muốn, sự tình xuất hiện sai lệch không thể lường trước được, trên đường bị sạt lở, kết quả lại chính là một chân y bị chôn trong đó. Vương Hướng Thiên khó chịu không nhịn nổi phải nhanh chóng rút chân ra, vội vã lau sạch bùn trên người, cho dù rõ ràng giữa y và tai nạn hầm mỏ có bất luận liên hệ gì, thì cũng là điều bình thường. Kẻ giết người cũng còn biết rằng sau khi giết người phải nhanh chóng chạy trốn, huống gì Vương Hướng Thiên lại là quan lớn nắm quyền lớn lại có trí thông minh, vì để tự bảo vệ bản thân, đương nhiên phải làm cho mọi chuyện trở thành quá khứ. Cũng phải thừa nhận, Vương Hướng Thiên mượn thân phận người đứng đầu phụ trách sự cố tai nạn hầm mỏ, đã thành công giấu giếm được rất nhiều chuyện, chẳng hạn như đàn áp được sự nổi loạn của các gia đình. Chẳng hạn như giữ bí mật thân phận của những người gặp nạn. Dưới áp lực cực đại do Hạ Tưởng muốn tổ chức cuộc họp báo, y vẫn như cũ bình tĩnh đem tác động của sự cố trùng kích giảm xuống mức thấp nhất, tận lực sửa chữa sự sai lầm bên trong sự cố, cũng áp chế rất nhiều nhân tố bất an, phải công nhận Vương Hướng Thiên quả thực là người có năng lực. Nhưng kẻ cơ trí cho dù có nghĩ vẹn toàn đến mấy thì tất vẫn phải có điều sơ hở, bên trong kế sách giải quyết tốt hậu quả mà Vương Hướng Thiên tự cho là hoàn mỹ, vẫn có hai lỗ hổng sơ hở. Thứ nhất là Trần Diễm mất tích. Tin tức Trần Diễm biến mất đến tận bây giờ vẫn chưa chính thức công bố ra bên ngoài, thứ nhất là do cô ta có thực sự biến mất hay không vẫn còn chưa chính thức xác nhận, thứ hai là cho dù cô có thực sự biến mất, thì Cục Công an thành phố cũng sẽ tạm thời áp chế xuống, không động vào. Thứ hai là tác dụng của Mã Dục trong sự kiện tai nạn hầm mỏ. Mã Dục tham dự vào toàn bộ quá trình xử lý sự cố tai nạn hầm mỏ, ngay từ lúc bắt đầu đã tham gia. Ngay cả việc quản lý các sự vụ của Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng không thể tham dự được. Cũng giống như Vương Hướng Thiên, nửa bước không rời khỏi hiện trường tai nạn hầm mỏ, bận rộn như một con ong. Ngay từ lúc bắt đầu Vương Hướng Thiên vẫn chưa rõ nhiệt tâm của Mã Dục với sự cố tai nạn hầm mỏ, là do yêu cầu công việc hay là do Hạ Tưởng cố ý sắp xếp. Ngay lúc gia đình của Lão Tiền Đầu đột nhiên biết được Lão Tiền Đầu đã bỏ mình trong vụ nổ, Vương Hướng Thiên rốt cuộc hiểu rõ mặc kệ đằng sau nhiệt tâm của Mã Dục có sự bày mưu đặt kế của Hạ Tưởng hay không, y cũng chỉ cần liếc mắt một cái là đã có thể nhìn thấu dụng tâm hiểm ác của Mã Dục. Mã Dục muốn mượn cơ hội này để lên chức. Từ trưởng ban thư ký Ủy ban Nhân dân tỉnh một bước đi lên vị trí phó chủ tịch tỉnh, khối người mong ước như vậy, hiển nhiên Mã Dục muốn mượn sự kiện tai nạn hầm mỏ làm ván cầu. Nhưng vấn đề là hiện giờ không có ghế phó chủ tịch tỉnh nào chống cả. Trừ phi có một gã phó chủ tịch tỉnh nào đó bị thất thế, Mã Dục mới có cơ hội ngồi lên. Vậy có thể nói, kết quả xử lý sự kiện cuối cùng, là sẽ có một gã phó chủ tịch tỉnh nào đó bị thất thế. Không nghĩ còn đỡ, vừa nghĩ liền khiến Vương Hướng Thiên hoảng sợ kinh hãi, mọi chuyện đã náo loạn đến mức này rồi sao? Lẽ nào trong vụ tai nạn bom mìn, cái Hạ Tưởng muốn không chỉ đơn giản là giành được danh tiếng trước các phương tiện truyền thông, mà còn che giấu ý định độc ác to lớn hơn nhiều. Kỳ thực điều Vương Hướng Thiên bị thiếu sót không chỉ có hai chuyện, ngoại trừ chuyện Trần Diễm biến mất và tác dụng của Mã Dục bên trong sự kiện tai nạn hầm mỏ ra, thì y vẫn còn bỏ sót một thành viên quan trọng khác trong bộ máy Ủy ban Nhân dân tỉnh là Phùng Kiện Siêu. Vốn sau khi công bố tin tức ở buổi họp báo xong là sẽ nhanh chóng tiến hành đào bới, nhưng vẫn kéo dài tới tận buổi tối mới bắt đầu khởi công. Không phải Hạ Tưởng muốn ở trước mặt đám phóng viên nói lời giả dối. Mà là sau khi Hạ Tưởng nghe lời khuyến nghị của một người công nhân hầm mỏ có kinh nghiệm, đã hoãn thời gian lại một ngày lợi dụng các thiết bị thăm dò cuối cùng để xác định xem dưới giếng còn có người sống sót hay không. Đối với việc làm cách nào xử lý công tác cứu hộ, Hạ Tưởng không hiểu nhiều, nhưng sau khi hắn đến hiện trường, đã đơn giản đưa ra một kết luận duy nhất. Cho dù công nhân hầm mỏ khi xuống giếng còn sống hay đã chết rồi, thì bây giờ tất cả đều đã là người chết, không có khả năng trở lại với cuộc đời. Uy lực bùng nổ quá lớn. Dưới giếng rốt cuộc đã xảy ra biến cố gì, Hạ Tưởng không thể hiểu hết, nhưng hắn cũng có thể đoán chắc chắn rằng bên trong đó đã phát sinh biến cố rất lớn. Không đề cập tới hiện trường xuất hiện những người sống lại bị cho nổ chết, hắn tin rằng dù Giang Cương có điên cuồng bệnh hoạn hơn nữa, cũng không dám lấy người sống để tạo nên vụ tai nạn hầm mỏ, hai lần nổ hầm đã nói rõ tất cả. Tuy nhiên đứng ở góc độ chủ nghĩa nhân đạo và cũng để cho thấy tinh thần nghiêm chỉnh và trách nhiệm của đội công tác cứu hộ,
Hạ Tưởng vẫn lắng nghe kiến nghị của công nhân nhiều kinh nghiệm và Vương Hướng Tiền, quyết định tạm thời hoãn khởi công lại một ngày. Một khi khởi công, chẳng khác nào tuyên bố công tác cứu người đã kết thúc hoàn toàn. Việc Vương Hướng Tiền hoãn ngày khởi công lại một ngày là có thâm ý gì khác hay không, Hạ Tưởng cũng không nghĩ nhiều, đối với kết quả cuối cùng của sự cố tai nạn hầm mỏ, nhìn chung trong lòng hắn đã có một hướng đi khác rồi. Nhưng cũng không phải là quá chắc chắn. Sau khi hết giờ làm, Hạ Tưởng ngồi xe đi tới vùng ngoại ô, hắn không phải là đến nghỉ ngơi mà là đến gặp mặt Phùng Kiện Siêu. Sự cố tai nạn hầm mỏ đã xảy ra được 2 ngày rồi, ngày đầu tiên thì Phùng Kiện Siêu đi làm công tác thị sát, ngày hôm sau lại đến thăm những người khó khăn về tài chính, cứ như là sự cố tai nạn hầm mỏ xảy ra trên tỉnh khác vậy. Bản thân ông ta là ủy viên thường vụ phó chủ tịch tỉnh, chẳng những không xuất hiện ở hiện trường tai nạn hầm mỏ một phút nào, ngay cả một lời phát biểu bày tỏ quan điểm về sự cố tai nạn hầm mỏ cũng không có, cũng không đưa ra bất cứ chỉ thị gì cả. Bất thường, rất bất thường. Nhưng sự việc khác thường lại cũng dễ dàng bị những sự kiện càng khác thường hơn che lấp. Sự cố tai nạn hầm mỏ là một sự việc bất thường dùng người chết để gánh vác sự cố do người sống gây nên, cho nên sự khác thường của Phùng Kiện Siêu cũng không làm người khác chú ý lắm. Chủ tịch tỉnh Hạ, mọi việc tiến triển vô cùng thuận lợi, tôi không làm anh thất vọng. Phùng Kiện Siêu và Hạ Tưởng ngồi ở bên trong một gian nhà trúc, bốn phía gió lùa, gió mùa hè khá mát mẻ, khá là có phong cách. Thuận lợi thì tốt. Hạ Tưởng không có lòng nào mà thưởng thức cảnh đẹp trước mắt, trong lòng hơi nặng nề. Mặc dù những người chết trong sự cố tai nạn hầm mỏ hầu hết là người đã chết, nhưng theo tình hình trước mắt, ít nhất có 2 người sống vì vụ nổ mà tử vong tại chỗ, về phần dưới giếng còn có người sống hay không không thể nói trước được. Nếu không phải hắn biết trước được kế hoạch này của Giang Cương, nếu không phải nhờ Trần Diễm mà Giang Cương để lộ toàn bộ kế hoạch ra với hắn, lần hành động này của Giang Cương, thực sự có thể gây nên một vết đen lớn trong đời hắn, nói không chừng còn có thể khiến hắn vì vậy mà phải tự nhận lỗi xin từ chức. Cũng may mà hắn đã hành động dứt khoát, đã tổ chức một cuộc họp báo để nắm giữ quyền chủ động trong tay, làm cho một số người phải từ bỏ ý định thừa cơ hội nước đục thả câu trong đầu. Về phần có một số người nghĩ hắn làm như vậy là muốn lấy danh tiếng, Hạ Tưởng cũng không thèm phản bác, hắn không phải là một người thích tự biên tự diễn, lại càng không muốn áp dụng những thủ đoạn nhàm chán để làm nổi bật bản thân. Cho đến bây giờ, tiến triển của sự cố tai nạn hầm mỏ vẫn nắm trong lòng bàn tay. Sự cố tai nạn hầm mỏ hiện là công tác quan trọng của Hạ Tưởng trong giai đoạn hiện nay, nhưng không phải là toàn bộ, còn phải thúc đẩy cơ cấu chuyển dịch điện ở tỉnh Tây, hắn vẫn chưa thể lơ là được. Phùng Kiện Siêu cách xa sự cố tai nạn hầm mỏ, trên danh nghĩa là đi làm công tác thị sát và thăm những người khó khăn về kinh tế, nhưng thực tế là âm thầm đi thúc đẩy việc chuyển dịch cơ cấu điện của tỉnh Tây. Điện lực tỉnh Tây đã thỏa hiệp, lùi xuống một bước. Phùng Kiện Siêu tiếp tục báo cáo, trên khuôn mặt toát ra ý vui sướng. Tôi đã cùng với Quý Tổng, Nghiêm Tổng cùng với Phó Tổng đã tổ chức được một buổi đàm phán về điện lực tỉnh Tây, không khí buổi đàm phán rất tốt. Đã đạt được những nhận thức chung quan trọng. Hạ Tưởng gật đầu, không nói gì, trong ánh mắt hơi toát ra ý tán thành. Vốn dĩ việc tổ chức lại cơ cấu điện tỉnh Tây đã đạt được sự đồng thuận sơ bộ, nhưng bởi vì lập trường của Lôi Trị Học có sự thay đổi lớn, lại thêm Vương Hướng Tiền gây khó dễ, âm thầm cổ động một số bộ phận điện lực tỉnh Tây phản đối việc chuyển dịch cơ cấu điện, khiến cho chuyện trở nên phức tạp hơn, phải tạm thời hoãn lại. Lý Thấm có việc nên phải quay về Bắc Kinh trước. Khoảng 3 đến 5 ngày sau sẽ quay lại. Quý Như Lan, Nghiêm Tiểu Thì và Phó Tiên Tiên thì vẫn ở lại Tấn Dương, chú ý đến tiến triển của việc chuyển đổi cơ cấu điện ở tỉnh Tây. Trong 3 người, thì Quý Như Lan hưởng lợi ích từ cả hai phía là kinh tế và chính trị, Nghiêm Tiểu Thì chỉ đơn thuần là lợi ích kinh tế, còn Phó Tiên Tiên đối với những thứ đó lại không mấy hứng thú, cô là toàn tâm toàn ý vì Hạ Tưởng. Quan hệ giữa 3 người cũng được coi là rất hòa hợp. Quan hệ giữa Quý Như Lan và Nghiêm Tiểu thì cũng không tệ, còn quan hệ với Phó Tiên Tiên thì bình thường, mà Phó Tiên Tiên thì dường như có định kiến với Quý Như Lan. May mà có Nghiêm Tiểu thì giống như chất bôi trơn, điều chỉnh mối quan hệ bất cứ mọi lúc, mới khiến Quý Như Lan và Phó Tiên Tiên không đến nỗi gây bất hòa với nhau. Còn về Lý Thấm thì, cô đối với Quý Như Lan, Nghiêm Tiểu thì, Phó Tiên Tiên không phân biệt xa gần. Dù sao cô cũng không đặc biệt tốt với bất kỳ ai. Cũng không đặc biệt xấu với ai cả, dường như ở trong mắt cô mọi người đều là đồng minh ích lợi mà không phải bạn bè thân mật. Lý Thấm quay về Bắc Kinh là để xử lý việc huy động nguồn vốn. Sau khi chiến thắng toàn bộ các cuộc chiến tranh kinh tế với Nha Nội,
Tiếu Dài kịp thời điều chỉnh chiến lược kinh doanh, một bộ phận vốn chuyển ra hoạt động ở nước ngoài, một bộ phận khác tiếp tục để củng cố ngành công nghiệp, mà từ trên người Nha Nội đã kiếm được một số vốn đáng kể, dùng hình thức nhập cổ phần để nhập dòng quỹ của Lý Thấm. Nha Nội có vẻ như đã chấp nhận thua cuộc, ít nhất trong vòng hơn nửa năm nữa gã sẽ yên tĩnh hơn nhiều, không tiếp tục đến gây sự, thành thực tìm một thị trường khác mà mở rộng. Nếu mọi việc thuận lợi, thì chỉ trong vòng một tháng việc chuyển dịch cơ cấu điện ở tỉnh Tây sẽ được đưa vào chương trình nghị sự. Phùng Kiện Siêu vô cùng tự tin. Hạ Tưởng uống một ngụm trà, trà nhập khẩu hơi đắng, nhưng lại có một mùi hương thơm ngát, làm hắn bỗng dưng nhớ tới bàn tay trắng nõn lúc pha trà của Quý Như Lan, không khỏi nhất thời thất thần. Có một vấn đề khó khăn nhất đó là, bộ phận điện lực do Phó Chủ tịch Vương quản lý. Phùng Kiện Siêu không để ý đến Hạ Tưởng đang thất thần, tiếp tục nói. Nếu Phó Chủ tịch Vương dẫn đầu việc chuyển dịch cơ cấu điện của tỉnh Tây, sợ là sẽ bị kéo dài đến một năm rưỡi. Hạ Tưởng mỉm cười, phẩy tay. Xe đi đến chân núi tất sẽ có đường. Phùng Kiện Siêu không hiểu ý tứ mà Chủ tịch tỉnh Hạ ám chỉ trong đó, muốn hỏi lại, nhưng lại cảm thấy không tiện lắm, đành phải nói phụ họa theo. Mong là như vậy. Anh phải tin tưởng cách nhìn nhận đại cục của đồng chí Vương Hướng Tiền. Hạ Tưởng nhìn thấy vấn đề Phùng Kiện Siêu không đủ tin tưởng đối với Vương Hướng Tiền, thì cần thiết phải có sự thúc đẩy. Càng phải tin rằng tình thế mạnh mẽ hơn rất nhiều so với con người, vào những thời điểm quan trọng, đồng chí Vương Hướng Tiền có thể giữ vững lập trường. Phùng Kiện Siêu giờ mới nhận ra Hạ Tưởng cố ý chỉ ra biểu hiện khác thường của Vương Hướng Tiền bên trong sự cố tai nạn hầm mỏ, ông ta nghĩ một lúc, lại hỏi. Sự kiện tai nạn hầm mỏ, đến cuối cùng cũng sẽ chẳng giải quyết được gì, tìm một người chịu tội thay, lại xử lý mấy tên tay chân nhỏ, thì ai cũng đều vui vẻ. Hạ Tưởng nói một câu ý tứ hàm xúc mà sâu sắc. Chưa chắc. Sáng sớm hôm sau, mới đến tỉnh ủy, Hạ Tưởng còn chưa có ngồi yên, Đường Thiên Vân đã đến báo cáo tin tức mới nhất về tiến triển sự cố tai nạn hầm mỏ. Đêm qua đã chính thức đào bới, trước mắt đã tìm thấy đủ các xác chết, theo pháp y giám định, thì đều là bị người giết rồi mới chuyển xuống dưới mỏ giếng. Mặt khác Cục Công an thành phố có truyền tới tin tức, Lưu Lộ một mực thừa nhận mọi chuyện là do một tay gã gây nên. Mục đích là báo thù việc Nga Ni Trần khai trừ gã. Còn nữa, Cục Công an thành phố đã chính thức xác nhận tin tức Trần Diễm mất tích, đã lập án. Trần Diễm biến mất đã vượt qua 48 giờ, một chút tin tức cũng không có, sống chết cũng không biết. Hạ Tưởng suy nghĩ một lúc, chưa đưa ra bất cứ chỉ thị nào, thì Vương Hướng Tiền hoảng hốt bối rối đẩy cửa tiến vào, không quan tâm tới chuyện thất lễ, lo lắng nói. Chủ tịch tỉnh Hạ, không hay rồi. Sự cố tai nạn hầm mỏ phát sinh tình huống mới. Công tác đào bới vốn dĩ kể từ lúc bắt đầu vẫn rất thuận lợi, rất nhanh đã xác định được phương hướng, dưới tình huống được bảo đảm thi thể không bị phá hoại. Vì không còn cần kiêng dè dưới giếng vẫn còn có người sống, máy móc dùng để đào bới được mở hết công suất, toàn lực đào móc. Chỉ mất mấy giờ đã đào tới điểm bùng nổ lần thứ hai. Lần bùng nổ đầu tiên ở khá sâu, mà lần bùng nổ thứ hai chỉ cách miệng giếng có 10 mét. Cũng bởi vì sóng trùng kích do lần bùng nổ thứ hai, mới khiến cho thi thể của lão Tiền đầu bị văng ra mỏ giếng, phơi bày dưới ánh mặt trời. Cũng làm cho lập trường của Vương Hướng Tiền có sự thay đổi lớn, kịp thời điều chỉnh sách lược, mới khiến cho tổng thể sự cố tai nạn hầm mỏ đi hướng hoàn toàn xa rời so với dự tính ban đầu. Lần bùng nổ thứ hai uy lực cực đại, trực tiếp dẫn đến sạt lở cực lớn trên mặt đất, hơn nữa còn bịt kín lối ra vào, khiến cho công tác đào bới tiếp theo gặp phải khó khăn không nhỏ. Công tác đào bới bị tạm ngừng mấy giờ? Không ngừng cũng không được, một mặt là do uy lực của lần bùng nổ thứ hai làm cho mọi người vô cùng kinh hãi, mặt khác, cảnh tượng vô cùng thê thảm mãnh liệt, thu thập thi thể, rửa sạch hiện trường cũng cần có thời gian. Máy móc dùng trong công tác đào móc được tạm ngưng lại, xuất phát từ sự tôn trọng đối với người chết, bắt đầu dùng người để đào bới, tiến độ cũng chậm đi nhiều. Vương Hướng Tiền cũng đang ở hiện trường, tận mắt chứng kiến thảm trạng kinh hoàng này. Trong lòng cũng không tránh khỏi buồn rầu, không khỏi âm thầm chỉ trích Giang Cương chỉ vì sự ích kỷ của y mà đã dẫn đến cái chết của rất nhiều người. Mà chết cũng không được chết yên bình, chẳng những toàn bộ xác chết không cái nào còn nguyên vẹn, còn khiến dân chúng lao lực hao hụt tiền bạc, tiêu phí không biết bao nhiêu sức người sức của. Lại nghĩ thêm, trong chính trị, những việc mờ ám còn nhiều lắm, so với sự thê thảm do tai nạn hầm mỏ lần này gây ra còn mãnh liệt hơn gấp 10 lần, chỉ có điều đều bị che giấu sự thật.
Cũng chính là nhờ Hạ Tưởng có dũng khí ở trước mặt đám phóng viên tin tức vạch trần sự thật, đổi lại là bất kỳ người nào, sự cố tai nạn hầm mỏ ở tỉnh Tây nhất định sẽ bị che giấu ở bên trong bụi bặm của lịch sử, có thể 50 năm hoặc là 70 năm sau mới được công bố ra ngoài. Cho dù thế nào, Vương Hướng Tiền đều khâm phục trước dũng khí vì thiên hạ của Hạ Tưởng. Tôn trọng sự thật chính là tôn trọng quyền được biết của dân chúng, tôn trọng quyền được biết sự thật của dân chúng chính là sự tiến bộ của nền dân chủ. Nhưng nếu bảo Vương Hướng Tiền là người đầu tiên đảm đương, đối mặt với các phương tiện truyền thông, y sẽ không đi. Khâm phục thì khâm phục, nhưng Vương Hướng Tiền vẫn không đồng ý với Hạ Tưởng. Hiện giờ y cần dùng lực lượng của Hạ Tưởng là để che giấu sự thật về tai nạn hầm mỏ, mới đến gần Hạ Tưởng. Sự kiện tai nạn hầm mỏ mà qua đi, y sẽ lại lần nữa thay đổi, lại cùng với Lôi Trị Học, tiếp tục kiểm soát Hạ Tưởng, không để Hạ Tưởng tiếp tục phát triển an toàn ở tỉnh Tây, nếu không, toàn bộ tỉnh Tây này sẽ là của Hạ Tưởng. Là chủ tịch tỉnh sẽ có thể nắm được quyền lực chặt chẽ trong tay. Nếu Hạ Tưởng mà trở thành nhân vật số một ở tỉnh Tây, thì sẽ khủng khiếp như thế nào? Vương Hướng Tiền tuy trọng chủ nghĩa cá nhân, nhưng trong việc xử lý sự cố tai nạn hầm mỏ, hoàn toàn biểu hiện ra phong phạm của một vị lãnh đạo, cả đêm đều canh giữ ở hiện trường đào bới, không hề chợp mắt. Nhìn bề ngoài xem ra y rất toàn tâm trong công việc, kỳ thực là y có giấu giếm ý đồ riêng. Vương Hướng Tiền sợ hãi nếu đào ra chứng cứ gì bất lợi cho y và Giang Cương, y ở hiện trường, thì có thể là người đầu tiên xử lý nhanh gọn. Vương Hướng Tiền sợ hãi là đúng, đến nửa đêm. Đúng lúc y vô cùng buồn ngủ, chuẩn bị vào phòng chỉ huy tạm thời ở hiện trường nghỉ ngơi một chút, thì có người tiến đến báo cáo phát hiện thấy tình hình bất thường. Vội vàng đi tới, vừa nhìn thấy hiện trường, Vương Hướng Tiền bị dọa sợ đến cả người ra mồ hôi lạnh. Ở hiện trường phát hiện thấy một hộp sắt đựng thuốc nổ, trong hộp còn có mấy gói thuốc nổ. Mấy gói thuốc đó không phải là nguyên nhân khiến Vương Hướng Tiền bị dọa sợ, điều khiến lưng áo y ướt đẫm mồ hôi lạnh chính là y nhân ra chủ nhân của hộp sắt đó, Lưu Lão Quan. Lưu Lão Quan là bảo vệ trông cửa của mỏ than An Đạt, cùng lúc phụ trách công tác bố trí và trông coi giếng mỏ. Hiển nhiên, Lưu Lão Quan cũng bị giết hại rồi. Hơn nữa thi thể của Lão Tiền Đầu và một số thi thể vô danh khác nữa trước đó, ít nhất cũng phải có 3 mạng người, Vương Hướng Tiền không chấn kinh mới là lạ. Nếu tất cả đều là thi thể bị vứt xuống giếng, cuối cùng mọi chuyện lớn lên, thì tối đa Lưu Lộ cũng chỉ bị phán án chung thân. Nhưng nếu có đến 3 mạng người, thì Lưu Lộ khó mà tránh khỏi cái chết. Khi Giang Cương mua chuộc Lưu Lộ, ngoài việc hứa cho gã một số tiền lớn, thì điều chủ yếu chính là hứa rằng gã sẽ không bị phán xử tử hình, tối đa là chung thân, sau đó sẽ được giảm án, cuối cùng sẽ bảo lãnh cho y ra, tối đa chỉ mất 3 đến 5 năm là được ra ngoài. Chỉ mất 3 đến 5 năm mà kiếm được mấy chục ngàn tệ, so với đầu tư cái gì đều lãi hơn gấp trăm ngàn lần. Nhưng nếu phải đối mặt với sự nguy hiểm là án tử hình, nhất định Lưu Lộ sẽ đổi ý. Tiền có nhiều đi nữa, thì cái cần tiêu vẫn là nhân dân tệ, chứ không phải tiền âm phủ. Lưu Lộ mà hối hận, thì sẽ khai ra Giang Cương. Giang Cương tuy là nhà giàu có ở tỉnh Tây, nhưng tính mạng con người quan trọng hơn, 10 tỷ cũng không thể sai khiến được y nữa. Huống hồ, Hạ Tưởng như hổ rình mồi, đang lo lắng không tìm thấy nhược điểm của Giang Cương. Giang Cương mà ngã ngựa, đương nhiên sẽ liên quan đến y. Mồ hôi Vương Hướng Tiền lại càng tuôn ra nhiều hơn, đưa ra chỉ thị tạm đình chỉ công việc đào bới, đợi y nghiên cứu lại phương án thi công đã. Quay lại văn phòng, Vương Hướng Tiền ngay lập tức gọi điện thoại cho Giang Cương, yêu cầu Giang Cương dặn dò lại Lưu Lộ một chút, đập chết mọi thứ giản dựng, không cần phức tạp, hiện giờ đã phát hiện có ít nhất 3 người bị thiệt mạng, nếu lại phát hiện thêm một người nữa, mọi chuyện sẽ không thể nào kết thúc được. Giang Cương trái lại không hoảng loạn như Vương Hướng Tiền. Gã giải thích là ai cũng không thể lường trước những biến cố bất ngờ này, chủ yếu là do thủ hạ dưới tay làm việc không tốt, chắc chắn là do liên kết xảy ra thiếu sót. Nhưng hiện giờ không phải là lúc truy cứu trách nhiệm, có truy cứu cũng không truy cứu được đến cùng, Giang Cương cũng không lộ ra cho Vương Hướng Tiền biết là, tên thủ hạ dưới tay gã phụ trách việc này cũng đã chết dưới hầm mỏ đó. Không cần nghĩ cũng biết, ở lần bùng nổ thứ hai, nhất định ở dưới đó đã xảy ra đấu tranh kịch liệt. Giang Cương cam đoan. Gã nhất định không để Lưu Lộ bị tử hình, mà cho dù có liên quan đến mạng người, cũng không thể để Lưu Lộ đổi ý được. Trong tay gã có nhược điểm của Lưu Lộ, nếu Lưu Lộ không kiên quyết chống đỡ được đến cùng, gã nhất định có biện pháp khiến y nhà tan cửa nát, so với bị tử hình còn thảm hại hơn. Sự hứa hẹn của Giang Cương khiến cho Vương Hướng Tiền yên tâm hơn nhiều.
Vương Hướng Tiền mặc dù mơ hồ nghe được tin tức Trần Diễm mất tích vẫn không tin Giang Cương không có chút liên quan nào đến chuyện Trần Diễm bị biến mất, lại hỏi. Trần Diễm biến mất, thực sự không có liên quan đến anh. Không có, thực sự không có. Giang Cương trợn mắt lên nói dối, Trần Diễm đang ở ngay phòng bên cạnh y, đã bị y giam lỏng 2 ngày, y để Trần Diễm ở bên người là có mục đích. Vì di chuyển lực chú ý của Vương Hướng Tiền, Giang Cương lập tức đổi chủ đề. Bây giờ địa tầng ở hiện trường tai nạn hầm mỏ đã bị phá hoại, rất dễ bị sạt lở. Nếu xuất hiện sạt lở trên diện rộng, sẽ tạo ra phức tạp không nhỏ đối với công tác đào bới, ít nhất có thể trì hoãn lại khoảng 7 ngày trở lên. Trong vòng 7 ngày, với thời tiết hiện giờ, thi thể nhất định bị thối rữa, làm sao còn nhận biết được rõ ràng người chết người sống nữa. Ánh mắt Vương Hướng Tiền sáng ngời, quả thật là người nào có chuyên ngành của người đó, trong phương diện âm mưu quỷ kế. Y vẫn không có nhiều chú ý phá hoại bằng Giang Cương. Cũng là nhờ nhiều năm lập nghiệp trong ngành công nghiệp than đá mà Giang Cương có được những kinh nghiệm này, y cười ha hả. Hy vọng mọi chuyện nhanh chóng trở thành quá khứ, như vậy mới thở phào nhẹ nhõm được. Giang Cương cũng cười ha ha, không chút áy náy cho những người vô tội bị thương do tai nạn hầm mỏ mà gã gây ra, trái lại, sự cố tai nạn hầm mỏ này lại gây nên phức tạp rất lớn cho Hạ Tường, đối với áp lực do Vương Hướng Tiền đem lại. Gã ngược lại lại có cảm giác đạt được thành tựu chiến thắng. Hướng đi của sự cố tai nạn hầm mỏ, tuy nói có hơi bị lệch một chút, nhưng tổng thể vẫn nằm trong sự khống chế của y. Hoặc có thể nói, Hạ Tưởng cũng được, mà Vương Hướng Tiền cũng thế, đều bị y đẩy cho chạy vòng vòng, y chỉ cần ngồi yên ổn câu cá, không cần ra khỏi cửa, mà vẫn có thể khống chế chỉ huy toàn bộ mọi thứ từ xa. Sự cố tai nạn hầm mỏ không thể để lại một vết đen lớn đối với Hạ Tưởng quả thực là một sự nuối tiếc. Nhưng y vẫn có thể hoàn toàn tùy cơ ứng biến, lợi dụng hướng đi của tai nạn hầm mỏ, lại tiếp tục tạo nên tai nạn mai phục Hạ Tưởng. Đã rất lâu rồi Giang Cương chưa được vui vẻ như thế này, sau khi bị điện thoại của Vương Hướng Tiền đánh thức, không thể ngủ lại được nữa, y liền đi tới phòng bên cạnh, gõ cửa phòng Trần Diễm. Trần Diễm mặc áo ngủ, dưới ánh trăng mông lung mờ sáng, bộ đồ ngủ bằng lụa màu trắng giống như nước chảy, dưới cơ thể của cô chỉ mặc quần lót. Trang nhã duyên dáng, đường cong như ẩn như hiện. Người phụ nữ này thực không đơn giản, bị gã giam lỏng, mà vẫn dám mặc như vậy đi ngủ, thực nghĩ gã không dám xâm phạm cô ta hay sao? Hơn nữa lại còn ngủ rất say sưa, Giang Cương âm thầm ngưỡng mộ sức chịu đựng tâm lý của Trần Diễm, dường như không có chuyện gì xảy ra vậy. Trần Diễm đứng dưới ánh trăng trong trẻo nhưng lạnh lạnh, trên khuôn mặt còn mang chút ý cười, là nụ cười đùa cợt. Tổng Giám Đốc Giang. Một mình cô đơn khó ngủ, có phải muốn có ý đồ gì xấu đối với tôi không? Đàn ông thích những người phụ nữ ỡm ờ, chứ không thích những phụ nữ quá mức chủ động. Trần Diễm vừa nói ra một câu khiêu khích này, toàn bộ thú tính của Giang Cương liền biết mất hoàn toàn, lại nhìn xuống Trần Diễm thì thấy, Trần Diễm đã không còn chút dấu vết của sự quyến rũ và mê hoặc nữa rồi, cả người đều là cạm bẫy và nguy hiểm. Cái này xin miễn đi, tôi sợ chết ở trên người cô lắm. Giang Cương cười ha ha, đẩy cửa bước vào, trực tiếp ngồi lên ghế sofa, không chút lịch sự nhìn chằm vào bắp chân nhỏ tinh tế lộ ra bên ngoài của Trần Diễm. Tổng Giám Đốc Trần, nói thật nhé, cô quả thực là một báu vật, giống như một miếng bánh ngọt ngon miệng, ai cũng đều muốn cắn một miếng. Nhưng mà miếng bánh đó lại có quá nhiều dầu mỡ, ăn vào sợ không tiêu hóa được. Nửa đêm Giang Tổng Giám Đốc tới đây, không phải chỉ để nói mấy lời vô dụng này chứ. Có chuyện gì cứ nói thẳng. Không cần phải vòng vo lằng nhằng. Trần Diễm ngồi xuống phía đối diện Giang Cương, lấy tay kéo áo ngủ xuống, một động tác đơn giản như vậy khi cô làm lại như cố ý quyến rũ người khác, quả thực không đơn giản. Nhốt tôi 2 ngày, không đòi tiền cũng chẳng đòi sắc, cũng chẳng chịu thả người, rốt cuộc là muốn cái gì, cứ nói thẳng ra đi. Một mình tôi cô đơn lạnh lẽo, chỉ muốn mời Tổng Giám Đốc Trần đến để trò chuyện, chẳng lẽ là sai sao? Hiếm khi Giang Cương có được chút lịch sự nhã nhặn, cười đến vô cùng vui vẻ. Tôi làm sao mà dám nhốt Tổng Giám Đốc Trần chứ, là mời Tổng Giám Đốc Trần đến làm khách, vô cùng hiếu khách, tiếp đãi như khách danh dự, Tổng Giám Đốc Trần còn có cái gì không vừa lòng chứ? Giang Cương, tôi hiểu rõ suy nghĩ của anh. Ánh mắt Trần Diễm có chút lạnh lùng. Anh không làm gì nhưng lại muốn giam cầm tôi, là vì nếu lỡ như khi sự cố tai nạn hầm mỏ không thu dọn được. Thì anh sẽ đem tôi ra làm lá chắn. Ha ha, Tổng Giám Đốc Trần, cô sai rồi. Giang Cương đứng lên tiến lại gần.
tôi bắt cô không phải chỉ để đem cô ra làm lá chắn, mà là bắt cô làm kẻ chết thay. Ngủ ngon Tổng Giám Đốc Trần, chúc cô có những giấc mơ đẹp. Chủ tịch Tỉnh Hạ, không hay rồi. Vương Hướng Tiền hốt hoảng bối rối xuất hiện ở phòng làm việc của Hạ Tưởng, báo cáo với Hạ Tưởng một tin tức kinh người. Công tác đào bới đang tiến hành hết sức thuận lợi, đột nhiên lại xuất hiện lần sạt lở thứ hai, hơn nữa diện tích sạt lở còn rất lớn, thiếu chút nữa tạo thành lần thương vong thứ hai. Cái gì? Hạ Tưởng bật đứng dậy. Tình hình nghiêm trọng đến mức nào? Chẳng những thi thể vừa mới được đào bới lên lại bị chôn vùi lại, mà ngay cả những thi thể lần trước bị xung kích thuốc nổ đánh ra cũng bị chôn theo. Đi đến hiện trường. Hạ Tưởng không nói hai lời, lập tức đi ra. Đường Thiên Vân định đi theo, Hạ Tưởng quay đầu lại chỉ nói một câu. Cậu xử lý những công việc còn lại trước đã. Đường Thiên Vân biết Hạ Tưởng có nghi ngờ, để cậu ta ở lại là để thăm dò chân tướng của sự việc. Vừa đến hiện trường, Hạ Tưởng càng thêm tin tưởng vào phán đoán của chính mình, có người bắt đầu gây loạn rồi. Hiện trường vô cùng lộn xộn. Khắp nơi đều có thể thấy được sạt lở tạo nên sức phá hoại khủng bố như thế nào. Ít mấy phải đến mấy trăm mét vuông mặt đất bị sụp đổ, không chỉ khiến cho hiện trường bị phá hủy thê thảm, mà ngay cả những thi thể được đào bới lên cũng bị chôn sâu trong đó. Thậm chí bên trong hố to do sụp đổ tạo ra còn có nước ào ạt chảy ra bên ngoài. Hạ Tưởng vô cùng tức giận. Sao lại thế này? Ai phụ trách công tác đào bới? Sao lại gây nên nông nỗi này? Vương Hướng Tiền bị cơn giận dữ dội của Hạ Tưởng dọa cho sợ phát run, sau đó lại thầm mắng chính mình không có tiền đồ. Ngay cả Lôi Trị Học đập bàn mắng y cũng không bị dọa sợ đến mức này, huống gì chỉ là một Hạ Tưởng so với y còn nhỏ hơn 10 tuổi. Nhưng khốn nỗi y lại cứ bị Hạ Tưởng dọa sợ cho phát nghẹn, có phải là bởi vì trong lòng y có ý đồ xấu? Chủ tịch Tỉnh Hạ, việc này cũng không thể trách công tác đào bới không hiệu quả, chủ yếu là do địa tầng phía dưới bất ổn nên mới dẫn đến lần sạt lở thứ hai. Có thể là do uy lực của hai lần bùng nổ đã phá hoại địa tầng, khiến cho địa tầng vô cùng yếu ớt rất dễ bị tổn thương, không biết lúc nào thì bị tiếp xúc. Nếu là trước kia, còn lâu Vương Hướng Tiền mới có kiên nhẫn và lòng tốt giải vây cho công nhân đào bới như thế, nhưng hôm nay y không thể không giải vây cho bọn họ, lý do thì không cần nói cũng biết. Gây nên một sự sạt lở lớn như vậy, Vương Hướng Tiền cũng không phải là thần tiên, chỉ cần vẫy tay một cái là có thể thành công, cho dù y có là người lãnh đạo quốc gia đi nữa. Y cũng chỉ là một người thường với hai tay hai chân. Bất kỳ một người nào đảm nhiệm một chức vụ lớn muốn làm nên một sự kiện lớn, đều phải do vô số nhân vật nhỏ thực hiện nhiều công việc cụ thể mới hoàn thành được. Vương Hướng Tiền ở tỉnh Tây đã nhiều năm, lực ảnh hưởng đối với những người cấp dưới là vô cùng to lớn, Hạ Tưởng vẫn chưa thể sánh được. Về phần Vương Hướng Tiền làm cách nào truyền đạt ý tưởng của y xuống dưới, làm cách nào có người hiểu được mà chấp hành nó, lại làm thế nào khiến công nhân nghe theo, thì không có người nào biết. Mà cho dù có biết cũng chẳng thể làm được gì, chẳng qua vẫn là áp dụng phương pháp cưỡng bức lợi dụng mà thôi. Hạ Tưởng đứng ở mép của chỗ sạt lở, cách vùng lầy chỉ có một bước chân, cảm xúc trào dâng cuồn cuộn. Trong lòng hắn hiểu rõ, có người muốn đào hầm chôn hắn, lại muốn hủy thi diệt tích, vùi lấp chứng cứ tội ác. Với kinh nghiệm của hắn, nơi bị sạt lở giờ đã vàng thau lẫn lộn, gần như thành một vũng bùn, muốn hoàn toàn dọn dẹp sạch sẽ, sợ là một tuần cũng không đủ. Một tuần, người phía dưới khẳng định mục nát không rõ dáng vẻ. Cũng không biết với kỹ thuật hiện nay liệu có thể phân biệt rõ ràng người chết là vào 7 ngày trước, hay là chết cách đây 2 tuần hay không. Cho dù có thể phân biệt được hay không, Hạ Tưởng đều rõ, Vương Hướng Tiền đã thắng, hay là phải nói, Giang Cương thắng rồi. Hạ Tưởng đứng ở mép vũng bùn ngây ngốc một lúc, không nói lời nào. Vương Hướng Tiền đứng ở bên cạnh, lo lắng bồn chồn. Không biết Hạ Tưởng đang nghĩ ra chủ ý gì, nhưng mà trong lòng y hiểu rõ, Hạ Tưởng cho dù tức tối cũng không nghĩ ra được biện pháp nào khả thi. Chuyện đã đến mức này, hắn còn có thể làm được gì cơ chứ? Một lúc sau, Hạ Tưởng xoay người nói. Hướng Tiền, anh tiếp tục ở lại chỉ đạo công tác cứu hộ, tận dụng tốc độ nhanh nhất có thể, xử lý thích đáng các vấn đề tiếp theo càng sớm càng tốt. Khi bóng dáng của Hạ Tưởng đã biến mất ở chỗ xa, Vương Hướng Tiền mới kiềm chế không được sự vui mừng như điên trong lòng, cười ha hả. Chủ tịch Tỉnh Hạ, xét về kế sách, thủ đoạn, cậu vẫn chưa phải là đối thủ của tôi đâu. Hạ Tưởng đương nhiên không nghe được những lời Vương Hướng Tiền ở phía sau đang lẩm bẩm. Nhưng trong lòng hắn, một sự thất vọng nặng nề bỗng nhiên dấy lên.
Từ đầu tới cuối, hắn đều không quay đầu nhìn về phía Vương Hướng Tiền một chút nào. Vương Hướng Tiền tưởng Hạ Tưởng không quay đầu lại là vì bị mưu kế của y đùa giỡn cho không thể làm gì, kỳ thực y đâu biết rằng, Hạ Tưởng vốn muốn cho y một cơ hội nữa. Nếu như y không gây ra sự cố sạt lở này, Hạ Tưởng không quay đầu lại, là vì Hạ Tưởng đã quyết định không ngần ngại thu thập tàn cục này. Trở lại phòng làm việc, cơn giận của Hạ Tưởng vẫn còn sót lại chưa tan, trước mặt Vương Hướng Tiền hắn vẫn biểu hiện vô cùng bình tĩnh, nhưng thực ra trong lòng lửa giận đã bốc lên hừng hực. Cùng với sự cố tai nạn hầm mỏ, biến rồi lại biến, trở thành một điểm tựa của cuộc chiến. Phải thừa nhận, mỗi một cuộc chiến chính trị đều cần phải có một điểm tựa, nhưng quăng thi thể của người đã chết đi, là một điều bất kính đối với người đã chết. T, R, U, I, E, N, I, I, C, O, M. Có lẽ một số người sẽ nghĩ rằng người sống đối với nhau còn thiếu sự tôn trọng đầy đủ, huống gì với người đã chết. Hạ Tưởng vẫn rất tôn trọng truyền thống vì những người đã chết, còn có một điều quan trọng khiến hắn tức giận chính là, Vương Hướng Tiền tự cho mình là thông minh, thiếu sự rõ ràng trong việc nhận định đúng sai, tưởng rằng có thể đem lỗi trùng lỗi, muốn hoàn toàn che lấp mọi việc. Rất không may, Vương Hướng Tiền đã gặp phải hắn, ở trước mặt hắn, bất kể âm mưu quỷ kế gì cũng đừng mơ tưởng có thể thực hiện được. Lãnh đạo, kết quả điều tra đầu tiên cho thấy, sự cố sạt lở là do người gây ra. Hạ Tưởng vừa mới ngồi vào chỗ của mình, Đường Thiên Vân đã đẩy cửa bước vào, nhanh chóng báo cáo tiến triển mới nhất. Tối hôm qua vừa hay trưởng ban thư ký Mã không ở đây, nhưng người của trưởng ban thư ký Mã vẫn điều tra ra được một số sự thật nửa đêm hôm qua. Sau khi đào ra được một thi thể ở trên người có một hộp sắt đựng thuốc, công tác đào móc bị tạm ngưng, sau khi tạm ngưng khoảng một giờ, thì lại xảy ra chuyện sạt lở trên diện rộng. Lãnh đạo, nên xử lý như thế nào? Hạ Tưởng suy nghĩ một chút liền nói. Nếu đã giao toàn bộ quyền xử lý việc giải quyết tốt hậu quả sự cố tai nạn hầm mỏ cho đồng chí Vương Hướng Tiền, thì phải tin tưởng vào năng lực công tác của đồng chí ấy. Ngụ ý chính là không cần đề cập tới chuyện này nữa. Dừng lại một chút, hắn lại nói. Sắp xếp một chút, buổi chiều tổ chức một cuộc họp báo lần thứ ba. Nếu nói bên trong tỉnh ủy tỉnh Tây ai là người có thể hiểu rõ ý đồ của Hạ Tưởng nhất, thì đó chính là Đường Thiên Vân, cậu ta gật đầu, không nói lời nào nữa xoay người ra ngoài chuẩn bị công việc cho buổi họp báo. Đường Thiên Vân cũng hiểu rõ, sự cố tai nạn hầm mỏ phát triển đến mức này, ngay từ lúc đầu đã lệch khỏi quỹ đạo, mà đến hiện giờ càng lệch càng xa. Càng xa thì càng khó có thể hoàn thành. Có thể thấy điểm xuất phát không chính xác, muốn thu hoạch được thắng lợi quả thực là khó lại càng khó, huống chi đối thủ của Vương Hướng Tiền không phải ai khác, lại chính là Hạ Tưởng. Chủ tịch tỉnh Hạ cũng thật là, đã sớm không nên cho Vương Hướng Tiền thêm một cơ hội nữa, mà là trực tiếp để y nhảy vào bên trong hố to sạt lở đó mãi mãi không thể đi ra được. Nhưng mà lại nghĩ, nếu sớm để Vương Hướng Tiền liên quan vào, không để Vương Hướng Tiền phụ trách sự cố tai nạn hầm mỏ, thì tai nạn sẽ không tiếp tục xảy ra, Vương Hướng Tiền sẽ không ở trên con đường sai lầm càng chạy càng xa. Lòng quá tham nhưng mà rắn vẫn không thể nuốt được voi, hại chính bản thân mình, không thể trách người khác được. Đường Thiên Vân âm thầm lắc đầu, cũng không biết là nên tiếc cho Vương Hướng Tiền một bước đi sai lầm bước vào vũng lầy, hay là nên ăn mừng Vương Hướng Tiền trước tiên đã lộ ra cái đuôi hồ ly. Cuộc họp báo lần thứ ba được tổ chức đúng như dự kiến. Lôi Trị Học không còn can thiệp vào các công việc của cuộc họp báo này nữa. Trước khi họp, Hạ Tưởng vẫn đặc biệt báo cáo một chút với Lôi Trị Học, Lôi Trị Học chỉ thản nhiên nói một câu. Tôi biết rồi. Lần họp báo thứ ba này so với lần thứ hai lại càng náo nhiệt hơn. Nhưng người tham dự cũng không tăng lên, số lượng các nhà báo tham dự được kiểm soát chặt chẽ trong một con số nhất định, ngoại trừ các nhà báo tham dự hội nghị lần thứ nhất và lần thứ hai ra, không hề mời thêm người nào nữa. Cuộc họp báo lần thứ hai công bố một tin tức khiến người nghe vô cùng kinh hãi, sự cố tai nạn hầm mỏ không ngờ lại là sự cố chôn vùi người chết, là tin tức vô cùng kinh hãi mà rất nhiều phóng viên lần đầu tiên mới nghe được trong sự nghiệp của mình. Sự cố tiến triển như thế nào, bước xử lý tiếp theo như thế nào, Chủ tịch tỉnh Hạ sẽ lại công bố tin tức kinh người gì nữa, những người phóng viên đang ngồi ở dưới vô cùng mong chờ đối với lần họp báo thứ ba này. Lần họp này Hạ Tưởng không những không đến muộn, mà còn đến sớm mấy phút. Đợi cho mọi người đều đến đủ, Hạ Tưởng liền trực tiếp nói thẳng vào vấn đề chính. Các vị phóng viên, buổi họp báo ngày hôm nay vốn định công bố tin tức mới nhất, nhưng mọi chuyện lại không theo mong muốn. Công tác cứu hộ xuất hiện tai nạn bất ngờ, lại bị sạt lở trên diện rộng,
khiến cho công tác cứu hộ bị bỏ dở, chỉ sợ buổi họp báo ngày hôm nay sẽ khiến mọi người phải thất vọng rồi, không hề có tin tức trọng đại gì cần phải thông báo cả. Phòng họp trở nên hỗn loạn, mọi người thi nhau bàn luận, có người tranh thủ giơ tay xin đặt câu hỏi, có người thì lộ vẻ mặt thất vọng. Tuy nhiên, cũng có mấy xu hướng mới nhất muốn thông báo với mọi người một chút. Hạ Tưởng trước nén xuống sau đó lại nâng lên, lộ ra vẻ mặt nghiêm túc đúng tiêu chuẩn của hắn, mặc dù nghiêm túc nhưng không cứng nhắc, mặc dù uy nghiêm nhưng không mất đi sự thân mật. Trong một khoảng thời gian dài sau này, vẻ mặt nghiêm túc đúng tiêu chuẩn của Hạ Tưởng vẫn ảnh hưởng đến vô số người trong nước. Thứ nhất, theo điều tra bước đầu, sự cố tai nạn hầm mỏ là do nguyên phó tổng Lưu Lộ của mỏ khai thác An Đạt gây ra tội ác này. Hiện Lưu Lộ đã bị Bộ Công an khống chế, vụ án đang được thẩm vấn nhanh chóng. Về chuyện Lưu Lộ có đồng mưu hay không, tạm thời chưa thể đưa ra kết luận được. Thứ hai, Phó Chủ tịch tỉnh Vương Hướng Tiền vì phụ trách xử lý sự cố tai nạn hầm mỏ, đã 2 ngày 2 đêm chưa được chợp mắt. Sự cố tai nạn hầm mỏ lại diễn ra sạt lở trên diện rộng, đồng chí Vương Hướng Tiền vẫn đang ở tại hiện trường, đã ngay lập tức đã phát hiện được tình hình nguy hiểm. Hiện giờ, tôi đại diện cho tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh hỏi thăm và vô cùng cảm ơn sự vất vả và cần cù trong công việc của đồng chí Vương Hướng Tiền. Thứ ba, trong cuộc họp báo lần thứ tư, tôi sẽ thông báo đầy đủ kết quả xử lý sự cố tai nạn hầm mỏ cho mọi người. Cảm ơn mọi người. Thông thường khi kết thúc buổi họp báo, Hạ Tưởng vừa mới rời khỏi, đám phóng viên cũng lập tức giải tán, phi như bay ra khỏi phòng hội nghị, để có thể ngay lập tức lấy được thông cáo báo chí. Nhưng hôm nay Hạ Tưởng đã đi rất lâu rồi, phòng họp vẫn không trống chỗ nào, tất cả các phóng viên vẫn ngồi ở trên ghế, bất động, không có ai rời khỏi. Mỗi một người đều khi thì chăm chú suy nghĩ, khi thì gõ bàn phím, đều ở ngay phòng họp viết bản nháp. Ở cuộc họp báo ngày hôm nay, tuy Hạ Tưởng tiết lộ rất ít tiến triển của sự việc, nhưng nội dung trong đó lại cực kỳ phong phú, và ý nghĩa lại rất thâm sâu. Những phóng viên được mời tham dự cuộc họp báo của tỉnh, đều có trình độ am hiểu chính trị nhất định, đều biết Hạ Tưởng cố ý chỉ rõ một mình Vương Hướng Tiền toàn quyền phụ trách giải quyết xử lý tốt hậu quả của sự cố tai nạn hầm mỏ, cùng với việc hiện trường tai nạn hầm mỏ đột nhiên xuất hiện sạt lở trên diện rộng, và còn vạch ra Vương Hướng Tiền là người đầu tiên ngay ở hiện trường biết được. Nếu gộp chung các điều đó lại mà liên tưởng, thì sẽ để lộ ra ám chỉ trong đó, khiến cho mọi người đều vô cùng kiên trì suy nghĩ. Không ít phóng viên lúc bắt đầu cuộc họp báo thấy không có tin tức hay ho gì tỏ ra kêu ca phàn nàn, thì giờ hai mắt tỏa sáng, đều đang cân nhắc làm thế nào lĩnh hội được ý đồ của Chủ tịch tỉnh Hạ, làm thế nào thi hành được chỉ thị tỉnh thần của Chủ tịch tỉnh Hạ, để viết được một bản thảo thật thành thực mà hàm xúc, đồng thời có thể thông qua được tổng biên xét duyệt, để được đi đến với người đọc. Kỳ kiểm tra trí tuệ chính trị của mỗi một phóng viên đang diễn ra. Sau khi biết được nội dung cuộc họp báo của Hạ Tưởng, vẻ mặt Lôi Chỉ Học kinh ngạc, mãi một lúc lâu sau mới thở dài một tiếng. Vương Hướng Tiền, anh tự đào hầm mà chôn chính mình đi thôi. Sau khi Vương Hướng Tiền nghe được nội dung bài phát biểu của Hạ Tưởng ở cuộc họp báo, vô cùng chấn kinh, trong vực thẳm nội tâm toát ra ý nghĩ lạnh lẽo Hạ Tưởng quả nhiên là âm hiểm, ý cứ như thế bị Hạ Tưởng trói chặt vào giá. Hạ Tưởng phát biểu mấy điểm quan trọng tại cuộc họp báo lần thứ ba. Một điểm là khi sự cố tai nạn mỏ lớn xảy ra do lún đất, Vương Hướng Tiền là người thứ nhất đã kịp thời có mặt ở hiện trường. Có vẻ như một câu nói bình thường, nhưng lại cố ý nhấn mạnh ở cuộc họp báo, trong lòng những người tham gia hội nghị đều rất rõ ràng, kỳ thật ý đồ của Chủ tịch tỉnh Hạ là đã xác định. Rất nhiều lần, sự việc chính trị đều là chuyên dương trước ức chế sau. Ví dụ như thời gian trước đây, có thể thấy một lãnh đạo đến nơi nào đó thị sát, xuất hiện ở nơi nào đó. Biểu hiện vô cùng tích cực và chói mắt, dường như là minh tinh chính trị. Nhưng thực tế, cảnh tượng sau lưng cuộc họp báo là đã hạn chế xuất cảnh, quản chế nghiêm thêm. Có thể ra ngoài tỉnh nhưng không thể ra khỏi đất nước, có thể hành động nhưng không thể thất bại, sai một chữ, đãi ngộ chính trị sẽ không còn nữa. Ngày hôm sau, tin tức Hạ Tưởng phát biểu tại cuộc họp báo lần thứ ba đã lên báo, và khác với những điều trước kia báo chí nói chính là lần này báo chí nói, chỉ giống một bài báo dự thảo về cuộc họp báo. Báo giấy thận trọng, trích dẫn nguyên văn lời phát biểu của Hạ Tưởng ở cuộc họp báo không sai một chữ. Báo giấy nào có chút linh động hơn thì sau khi trích dẫn nguyên văn lời phát biểu của Hạ Tưởng, còn đưa thêm phần bình luận, đưa ra nghi vấn về việc sự cố xảy ra do lún đất ngoài ý muốn, tỏ vẻ hoài nghi về chuyện sai sót trong đào móc là nguyên nhân dẫn đến lún đất, cũng đề xuất có nên kiểm tra chất lượng trình độ đội thi công hay không.
cũng có đề xuất nghi vấn mãnh liệt, đột nhiên xuất hiện sự kiện lún nền ở hiện trường, có phải nguyên nhân là đội ngũ thi công thực thi không đúng cùng với chỉ huy không quan tâm sát sao hay không? Sự cố tai nạn mỏ, tổ lãnh đạo có phải nhận trách nhiệm hay không, cho công chúng một lời giải thích hay không? Mặt khác, rốt cuộc sự cố tai nạn mỏ là như thế nào, khi nào chân tướng mới được công bố? Ba tòa báo phía trên viết bài về cuộc họp báo thành ba kiểu. Cho dù là tòa báo nào, đã xác định rằng Vương Hướng Tiền là người đầu tiên phụ trách hiện trường sự cố đồng thời cũng là người chịu trách nhiệm đầu tiên. Không có khả năng sửa đổi. Sau khi Vương Hướng Tiền đến lấy báo, mặt tối sầm, hai mắt ông ta bốc lửa, cũng nhìn qua tờ báo một lần, hừ lạnh một tiếng. Muốn hạ bệ tôi, dễ dàng như vậy sao? Không có chứng cứ, không thể lật lại bản án, nếu làm được tôi còn tán thưởng chủ tịch tỉnh hạ. Cũng xác thật, từ góc độ bình thường nhìn vào, hạ tưởng nếu quả thật làm được thì nên tán thưởng, nhưng nếu sự tình đảo ngược, tán thưởng trở thành đâm mũi lao. Nhưng vấn đề là, sự tình có thể đảo ngược lại được không? Có ý nghĩa là, năm sau, khi hạ tưởng làm công tác tuyên truyền ở tỉnh ủy tỉnh Tây, một lần phát biểu ở hội nghị, đề cập tới báo chí năm ấy, ba tòa báo có ba phong cách viết bài về những gì hắn phát biểu ở cuộc họp báo lần thứ ba. Hạ tưởng đưa ra phê bình đối với tòa báo thứ nhất là không thay đổi một chữ, trích nguyên văn lời nói của lãnh đạo ở cuộc họp báo. Đối với tòa báo thứ ba nói về việc lãnh đạo phát biểu có ẩn ý bên trong, hạ tưởng cũng đưa ra phê bình, chỉ trách tòa báo này tham gia cuộc họp báo, lại không chịu trách nhiệm truyền đạt lại ý đồ chính trị của lãnh đạo đến công chúng. Mọi vấn đề báo chí đều phải duy trì sự khách quan, nguyên tắc công bằng, báo chí không nên áp ý kiến của bản thân mình cho độc giả. Mà đối với tòa báo thứ hai vừa không hoàn toàn dập khuôn trích nguyên văn lời phát biểu của lãnh đạo, cũng không quá suy luận lời nói của lãnh đạo, thì lại được biểu dương, hạ tưởng nhấn mạnh, ở cuộc họp báo hôm nay, báo chí gánh vác trọng trách thật lớn trước nay chưa từng có, làm tiếng nói của đảng. Làm cầu nối giữa chính phủ và dân chúng, báo chí phải kiên trì trực tiếp dẫn dắt dư luận. Hạ tưởng phát biểu tại hội nghị công tác tuyên truyền ở tỉnh Tây, được xem như là cách hạ tưởng đối đãi với giới báo chí sau này. Quả nhiên, một bộ phận trong giới báo chí có ánh mắt sáng suốt. Sau khi lĩnh hội ý nghĩ của hạ tưởng, mong hạ tưởng nhanh chóng chỉ đạo tư tưởng, không lâu sau đó đã trở thành một trong những chiến tuyến dư luận của hạ tưởng. Hơn 10 năm sau, giới báo chí trong nước liền thành lập tập đoàn báo chí hoặc tập đoàn truyền thông, trong đó một tập đoàn truyền thông lớn nhất sở hữu 10 tờ báo giấy, 10 tòa soạn báo cùng với cổ phần khống chế hơn một chục đài truyền hình. Lượng khán giả của nó rất lớn, chiếm 60% thị trường truyền thông quốc nội. Mà nhân vật phía sau ủng hộ tập đoàn truyền thông khổng lồ này, là một mỹ nữ xinh đẹp trẻ tuổi, nghe nói cô họ Tiếu. Tiến triển của sự cố tai nạn mỏ, tạm thời rằng co ở vấn đề lún nền trên diện tích lớn lần thứ hai, công tác bới móc tạm dừng lại. Đang ra quyết định phương án thi công một lần nữa, Vương Hướng Tiền vẫn không thể bàn giao, nghiễm nhiên là người bận rộn nhất ủy ban nhân dân tỉnh. Hạ tưởng dường như bước ra khỏi sự cố tai nạn mỏ, mời họp hội nghị thường vụ chính phủ, quyết định quy tắc phát triển kinh tế tỉnh Tây. Tổng kết kết quả của giai đoạn đầu kinh tế nguồn năng lượng tỉnh Tây chuyển đổi hình thức, bố trí bước công tác trọng điểm tiếp theo để thúc đẩy tiến trình chuyển đổi hình thức của kinh tế nguồn năng lượng tỉnh Tây. Dường như chỉ một đêm, trọng tâm công tác của hạ tưởng hoàn toàn chuyển sang sự vụ của chính phủ, đối với việc xử lý sự cố tai nạn mỏ, áp dụng phương thức tự do phóng nhiệm, tự do kinh tế. Sẽ chờ Vương Hướng Tiền đưa ra kết quả cuối cùng sau đó công bố là được, hoàn toàn là buông tay không để ý tới. Là ai xét phe tự do phóng nhiệm, tự do kinh tế là một lý thuyết trong kinh tế học chủ trương rằng chính phủ phải để cho kỹ nghệ trong nước được tự do hoạt động, mà không có những phương thức kiềm chế kinh tế như thuế má hoặc có những cơ sở độc quyền của chính phủ. Từ ngữ này trong tiếng Pháp có nghĩa là, để tự nhiên, hoặc, để tự do. Lý thuyết này ngược lại với lý thuyết kinh tế của xã hội chủ nghĩa. Lôi trị học đối với sự cố tai nạn mỏ cũng áp dụng thái độ không hỏi đến giống như vậy, tới Bắc Kinh gặp một số người, tâm tư về sự vụ của tỉnh Tây, đưa ra không ít chỉ đạo mang tính xây dựng đối với tiền đồ 10 năm của tỉnh Tây. Đồng thời, ông ta cũng thấy có nhiều hứa hẹn đối với chuyển đổi hình thức nền kinh tế nguồn năng lượng, ở nhiều trường hợp tỏ vẻ kiên định bất di bất dịch đối với công tác gia tăng chuyển đổi hình thức kinh tế nguồn năng lượng tỉnh Tây. Kể cả Vương Hướng Tiền, không ít người đều ra một kết luận đối với Lôi trị học. Trong lúc chuyển đổi hình thức kinh tế nguồn năng lượng tỉnh Tây sắp báo cáo thắng lợi toàn diện, thì quả thật Lôi trị học chuẩn bị giơ tay cướp lấy thắng lợi. Đến giữa trưa, hạ tưởng nhận được điện thoại của Mai Thái Bình.
Hạ Tưởng đang ở canteen dùng cơm, nếu là người khác gọi điện, hắn sẽ để sau mới nghe, nhưng Mai Thái Bình không thích người ta gọi lại sau, khi ông ta nổi nhiệt huyết, không phải thấy người ta gọi lại sau là chịu gọi lại sau, nếu cảm thấy quan hệ với anh không tầm thường thì gọi điện thoại đến bất cứ lúc nào. Hạ Tưởng đành phải buông đồ ăn trong tay, ra một bên nghe điện thoại. Bí thư Mai, tôi đang ăn cơm được không? Có chỉ thị tinh thần gì không? Ăn cơm quan trọng, hay con gái quan trọng? Giọng Mai Thái Bình không hề có thiện ý. Mai Đình bị bệnh, anh cũng không quan tâm, làm sao có thể làm cha nuôi. Tới nay, Hạ Tưởng vẫn lấy thân phận cha nuôi Mai Đình để xuất hiện trong thế giới của Mai Đình, nhưng cho dù thân phận thật là cha ruột, nhưng vẫn giấu người ta cho là thân phận cha nuôi, Hạ Tưởng cũng không làm tròn trách nhiệm. Cũng không có biện pháp, trong mấy đứa nhỏ, ngoại trừ Hạ Đông và Liên Hạ gặp hắn nhiều hơn một ít, ngay cả Tiếu Hạ cũng rất ít khi được hưởng thụ tình cha từ hắn. Không phải hắn không muốn cho, thật ra là không làm nổi. Thậm chí kể cả Hạ Đông và Liên Hạ, một năm cũng chỉ ở cùng hắn chẳng quá nổi một tuần. Mai Đình làm sao vậy? Hạ Tưởng giật mình hỏi, hắn không thể nhận tình cảm của Mai Hiểu Lâm, nên cảm thấy thiếu nợ Mai Đình nhiều. Bị bệnh, sốt cao 3 ngày không giảm, Hiểu Lâm lo vô cùng, đã về Bắc Kinh. Mai Thái Bình than thở một tiếng. Con bé cũng thật bướng bỉnh, không muốn cho anh biết. Tôi cảm thấy cần phải cho anh biết, nếu không anh thật tự tại tiêu diêu. Hạ Tưởng cười khổ một tiếng. Bí thư Mai, sự vụ tỉnh Tây đang loạn lên, tôi làm sao có thể tự tại tiêu diêu sao? Ông cũng không phải không biết sự cố tai nạn mỏ hiện còn không có cách giải quyết, phiền toái rất lớn. Sự cố tai nạn mỏ không phải anh đã nắm quyền chủ động sao? Theo báo chí, mỗi kỳ có đăng lời phát biểu của anh ở cuộc họp báo tôi đều xem, tôi đồng ý với Hiểu Lâm. Nếu anh đã là người chủ trì, chắc chắn so với ai cũng mạnh hơn. Hạ Tưởng á khẩu, ngẫm nghĩ một chút. Tôi gọi điện cho Hiểu Lâm, không phải nói muốn đưa Mai Đình ra nước ngoài, tại sao vẫn kéo dài tới hiện giờ? Vài năm trước Mai Hiểu Lâm đã muốn đưa Mai Đình ra nước ngoài, hỏi ý kiến Hạ Tưởng cũng không nói gì. Không nghĩ mấy năm trôi qua, Mai Đình vẫn ở trong nước, đoán là Mai Hiểu Lâm còn luyến tiếc con gái. Tôi cũng không biết Hiểu Lâm nghĩ như thế nào, dù sao gần đây tâm trạng con bé không tốt, anh động viên con bé. Còn nữa, nó muốn về Bắc Kinh, nhưng lúc này ở tỉnh Tương có một dịp tốt, có hy vọng đảm nhiệm ủy viên thường vụ tỉnh ủy, bí thư thành ủy Tương Giang, nếu về Bắc Kinh, là mất cơ hội. Giọng Mai Thái Bình lại vừa nhẹ vừa nhấn mạnh. Hiểu Lâm cũng không dễ dàng, một người vùng vẫy sau nhiều năm, cũng muốn giới thiệu một người cho cô, làm thành một gia đình, cô lại không chịu. Trong lòng luôn không bỏ xuống được. Còn nữa, lần sau anh đi Bắc Kinh, nhớ để ý Mai Đình. Mai Đình hiện nay càng lúc càng ngỗ nghịch, tính cách rất giống Hiểu Lâm. Vừa nói thông suốt ra sự, Mai Thái Bình lại nói tới chính sự. Kỳ thật tôi cũng không có hứng thú đối với việc vào bộ chính trị, nhưng mấy ông cụ có sức ảnh hưởng khá lớn, tôi cũng không nói tôi không muốn vào bộ chính trị, ngại làm phiền. Thật muốn như vậy lại phải quanh co, hiện bị buộc đến không còn đường thối lui. Đã cưỡi trên lưng cọp, có chuyện mong anh giúp cho. Hạ Tưởng biết Mai Thái Bình muốn nói gì, cũng không cự tuyệt, nói trước điều kiện. Giúp thì có thể, nhưng tôi có điều kiện trao đổi. Mai Thái Bình sửng sốt, lập tức mỉm cười. Sao lại trực tiếp mặc cả giá cả, thật vô ý tứ. Ha ha, nếu bí thư Mai cũng đòi giữ ý, tôi sống quá mệt mỏi. Kỳ thật cũng không phải chuyện lớn gì, chính là có mấy người của tôi đang ở tỉnh Tương. Muốn tiến về phía trước một bước, ở địa phương phủ chính có điểm khó khăn, nếu điều đến tỉnh sở thì dễ dàng hơn một chút. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 160.